Phải biết, Hoàng phó thị trưởng đây chính là thường vụ phó thị trưởng, ở thành phố dài không có ở đây thời gian có tư cách đời được kỳ sự, là chân chánh thành phố Bắc Sơn nhân vật số 4, hơn nữa tuổi năm nay thật giống như vẫn chưa tới 45 tuổi, chính là thật tốt năm tháng, tương lai rất có thể còn biết tiến hơn một bước, bình bộ lên chức. Cho nên nói, Hoàng phó thị trưởng công tử, ở thành phố Bắc Sơn tuyệt đối có thể cũng coi là siêu cấp nhân vật lớn, đặc biệt là ở những người bạn cùng lứa tuổi, không mấy người có tư cách cùng hắn sánh vai. Nếu như thành phố Bắc Sơn không có cái thứ hai Hoàng Phong mà nói, vậy ngươi nói chắc là ta, không sai. Rất hân hạnh được biết các người, ta kêu Hoàng Phong. Vậy người mặc kỷ phạm hy áo thun, mang mắt kiếng gọng vàng Hoàng Phong hiền hòa cười một tiếng, ánh mắt không che giấu chút nào rơi vào Trần Phi trên mình. Ách, Phong thiếu, ta là Hoa Chí Nam, rất hân hạnh được biết ngươi. Đây là anh em ta, Trần Phi. Xảo Quyệt mặc dù mới đầu có chút khẩn trương, nhưng là hắn nhãn lực sức lực rất tốt, một chút liền nhìn ra đối phương là hướng về phía mình huynh đệ tới, vội vàng giới thiệu. Mặc dù hắn cũng không biết mình huynh đệ, ở mấy cái tháng này ở giữa, rốt cuộc trải qua cái gì, có bực nào biến hóa, nhưng liền mới vừa rồi quản lý kia trong miệng khách quý thẻ đen, có thể từ tập đoàn Thương Hải sách khoản 30 triệu, cũng đã có tư cách để cho đối phương tới xem một chút. Dẫu sao thật nếu nói, coi như là hôm nay thành phố Bắc Sơn người đứng đầu Mạc Bí Thư công tử, hắn muốn, nhưng là đều không có thể được tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý. Chuyện này ở ban đầu nháo được thật lớn, cho dù là không truyền tới người bình thường trong lỗ tai, nhưng lấy Xảo Quyệt xuất thân, vậy vẫn là nghe được một vài tin đồn. Phong thiếu, người tốt, ta kêu Trần Phi, là một người bác sĩ. Nói phải trái, đối mặt vốn là thường vụ phó thị trưởng công tử, Trần Phi trong lòng nói không khẩn trương đó là không thể nào. Nhưng, hắn giống như cũng là cùng Cao Chí Nam kéo qua cổ tay người, cho dù là khẩn trương, vậy vẫn là không có hiển lộ ở trên mặt, cười tủm tỉm đưa tay ra cùng đối phương cầm một chút tay, nói. Bác sĩ, không biết Trần bác sĩ ở đâu cao tựu, vậy thiếu ca nghe vậy sững sốt một chút, mở miệng nói. Bác sĩ, không thể nào đâu, chỉ là một bác sĩ, làm sao có thể đạt được tập đoàn Thương Hải thẻ khách quý. Tiếu Minh, chớ nói bậy bạ. Ngược lại là Hoàng Phong nghe vậy quát hắn một tiếng, lại gặp hắn nhìn Trần Phi cười nói, Trần bác sĩ, rất hân hạnh được biết ngươi, sau này Hoàng mỗ nếu là có bị thương gì bệnh, có thể muốn làm phiền Trần bác sĩ ngươi nhìn một chút. Đây mới là người biết, vậy là người thông minh, cho dù là Trần Phi tự xưng là một bác sĩ, vậy vẫn không có bất kỳ khinh thường tâm lý. Dẫu sao, vô luận là đối với hắn là làm gì, có thể từ Cao Chí Nam trong tay bắt được vậy tấm cao cấp thẻ khách quý, cũng đã so bọn họ mạnh ra quá nhiều. Trần bác sĩ ngươi đừng tức giận à, ta vậy chỉ là có chút không nghĩ tới, ngươi lại là một bác sĩ. Tiếu Minh nói xin lỗi. Hắn nhưng mà tỉnh Giang Nam Tiếu gia thế hệ này danh chánh ngôn thuận người thừa kế hậu tuyển, dĩ nhiên cũng không phải óc heo, mới vừa rồi sở dĩ nói sai nói, chính là bởi vì là quá ngoài ý muốn, không nghĩ tới mà thôi. Không có sao, ta vốn chính là một cái y học sinh mà thôi. Bất quá, Phong thiếu ngươi nếu là muốn khám bệnh, ta đây là đề nghị ngươi gần đây có thể đi xem, ta xem ngươi vị này hàn tật xấu, chắc có mấy năm chứ. Trần Phi sao cũng được cười một tiếng, bỗng nhiên hướng Hoàng Phong nói. Ngươi làm sao biết, vậy Hoàng Phong nghe vậy lúc này mặt liền biến sắc, bởi vì là hắn vị này hàn bệnh cũ, có rất ít người biết, cho dù là cùng ở bên cạnh hắn Tiếu Minh, vậy không biết, nhưng mà Trần Phi nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Phong thiếu, ngươi thật có tật xấu này. Liền liền vậy Tiếu Minh vậy thất kinh, không nghĩ tới Trần Phi như thế lợi hại, lập tức hướng Trần Phi nói, Trần bác sĩ, ngươi nếu như thế lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra Phong thiếu bệnh cũ, chắc có biện pháp chữa trị chứ. Ta là một người trung y, chú trọng vọng văn vấn thiết, cho nên có thể một cái nhìn ra ngươi bệnh, cái này cũng không kỳ quái. Trần Phi một bên trả lời Hoàng Phong vấn đề, một bên ung dung thong thả được mở miệng nói, dạ dày hàn, đây cũng không phải là bệnh nặng gì, Phong thiếu ngươi nếu là muốn trị bệnh mà nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi xem. Bất quá, ngày hôm nay ta không thời gian, đợi một hồi ta còn muốn và Xảo Quyệt đi tham gia họp lớp. Lời vừa nói ra, Tiếu Minh cùng Hoàng Phong đều là hơi biến sắc mặt, Xảo Quyệt lại là trong lòng cả kinh, là mình huynh đệ bóp một bó to mồ hôi lạnh. Mụ, thằng nhóc thúi này rốt cuộc đang suy nghĩ gì à? Đối phương nhưng mà Hoàng phó thị trưởng con trai, cái gì đáng chết họp lớp, nào có đối phương thân phận tới trọng yếu à? Lần này chết,
Thằng nhóc thúi này thật là đầu bị cửa kẹp, cái này cũng có thể nói bậy. Phong thiếu, huynh đệ ta đầu óc có chút chậm lụt, nói sai, ngươi đừng để ý. Xảo Quyệt vừa gặp Trần Phi lại có thể nói ra những lời này, mặt liền biến sắc đồng thời, cắn răng, đứng ra hướng đối phương thay mình huynh đệ nói xin lỗi. Không nói đối phương đây chính là vốn là thứ nhân vật số 4 Hoàng Phó Thị trưởng con trai, liền nói hắn hiểu rõ nhất Tiếu Minh, cho dù là gia tộc căn cơ không ở nơi này thành phố Bắc Sơn, nhưng đối phương có thể tại bổn thị vận dụng năng lượng, cũng là vô cùng kinh người, đủ để cho bọn họ không ăn nổi bao đi. Nguyên bản cười hì hì Tiếu Minh sắc mặt lập tức trầm mặc, lặng lẽ nhìn một cái Hoàng Phong, tựa hồ đang đợi hắn thái độ. Mà vậy Hoàng Phong, đang nghe được Trần Phi nói sau đó, ánh mắt không kềm hãm được híp lại, tốt sau một hồi, mới gặp hắn bỗng nhiên cười một tiếng, giọng như cũ hiền hòa mở miệng nói, nhìn các người nói gì vậy, nếu là ta muốn tìm Trần bác sĩ xem bệnh, vậy dĩ nhiên muốn Trần bác sĩ có rãnh rỗi mới được à. Trần bác sĩ, ngươi xem ta tật xấu này ngươi lúc nào có rãnh rỗi giúp ta xem. Trần Phi nghe vậy, nhất thời đối với đối phương ấn tượng tốt lắm không thiếu, cười tủm tỉm mở miệng nói, liền ngày mốt đi, Phong thiếu ngươi nếu có rãnh rỗi mà nói, có thể tới thành phố bệnh viện trung ương khoa tâm huyết quản tìm ta, ta sẽ ở nơi đó xem mạch xem bệnh. Thành phố bệnh viện trung ương khoa tâm huyết quản xem mạch. Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là Hoàng Phong các người hay hoặc là Xảo Quyệt, cũng lấy làm kinh hãi. Bọn họ dĩ nhiên biết, thành phố bệnh viện trung ương đây chính là thành phố mình ký hiệu tính tổng hợp bệnh viện tam giáp, thậm chí kỳ danh đầu vững vàng đều đưa trung y chi nhánh viện đè qua, Trần Phi cái này mới bây lớn, lại có tư cách ở cái loại địa phương đó xem mạch xem bệnh, đây quả thực, thật là để cho bọn họ không dám tin. Đại Phi, thằng nhóc ngươi không có nói đùa chứ, khoa tâm huyết quản đây chính là thành phố bệnh viện trung ương lá bài chủ chốt phòng ban, có tư cách ở đó xem bệnh. Tối thiểu, cũng là phó chủ nhiệm bác sĩ cấp bậc, người thật. Xảo Quyệt trực tiếp bị Trần Phi lời nói này rung động đến quên Hoàng Phong đám người tồn tại. Hắn nhưng mà giống vậy cùng Trần Phi cùng nhau từ vậy đại học y dược hệ tốt nghiệp, mặc dù hắn y thuật không người, nhưng mà, tối thiểu những thứ này được chuyện bên trong hắn vẫn là rõ ràng. Cho dù là ban đầu dạy dỗ bọn họ đạo sư, phỏng đoán cũng không có tư cách vào thành phố bệnh viện trung ương, chớ nói chi là trong đó lá bài chủ chốt phòng ban tâm huyết quản khoa. Đại Phi ngươi, Xảo Quyệt lúc này nội tâm rung động, đã hoàn toàn khó mà dùng lời nói mà hình dung được, miệng tăng thật to. Cũng nói với ngươi ta bây giờ lẫn vào không tệ, thành phố bệnh viện trung ương là địa bàn ta, ngươi sau này nếu là tiệm châu báu không mở nổi, cứ tới đây, ca bảo bọc ngươi, ha ha. Trần Phi cười trêu ghẹo nói. Tiếng nói vừa dứt, vừa vặn quản lý kia đưa quần áo tới, bất quá khi ánh mắt của hắn quét Hoàng Phong dung mạo lúc này trên mặt nhưng lấy làm kinh hãi. Lập tức cung kính nói, Phong thiếu ngài khỏe. Rất hiển nhiên, hắn cũng là biết cái này Hoàng Phó Thị trưởng công tử. Trần bác sĩ muốn đi thử quần áo. Vậy chúng ta liền không quấy rầy ngươi, ngày mốt gặp đi, đến lúc đó, ta sẽ đích thân đi thành phố bệnh viện trung ương bái phỏng. Thấy tình cảnh này, Hoàng Phong cười một tiếng, mang Tiếu Minh xoay người rời đi. Trần bác sĩ, vậy thì gặp lại sau, hồi gặp. Hoa Chí Nam, sau này có thời gian thường liên lạc. Chúng ta ca hai cái đều biết lâu như vậy, vẫn là phải nhiều đi đi lại lại, đừng không thân thiết. Vậy Tiếu Minh trước khi đi cũng là như vậy mở miệng, lại là thân cận Trần Phi, lại là lôi kéo Hoa Chí Nam, cười hì hì. Đại Phi, ngươi, có thể bị Tiếu Minh như vậy lôi kéo, nếu như đổi thành trước kia, Xảo Quyệt nhất định là mừng rỡ như điên, thậm chí cao hứng đến ban đêm cũng ngủ không có ở đây rác. Dù sao đối phương gia tộc và bọn họ châu báu được làm ăn quá mật thiết. Rất lâu, đều cần cầu đến đối phương, cho nên phải là hắn ông chủ muốn là biết mình tin tức, nhất định sẽ đại lý tán dương hắn, thật to có thưởng. Bất quá, đây hết thảy ngạc nhiên mừng rỡ cũng vẫn bị Trần Phi cho hắn mang tới rung động che giấu. Hôm nay, hắn cái này huynh đệ cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ quả thật có chút kinh người. Đừng suy nghĩ, thật ra thì chính là Cao Chí Nam con trai bất ngờ gặp gỡ sạt lở, thiếu chút nữa chết, cuối cùng bị ta cơ duyên xảo hợp cấp cứu. Cho nên hắn hơn phân nửa là vì cảm ơn ta, mới cho ta cái thẻ này đi. Gặp trên mặt Xảo Quyệt cây ết yêu ta sợ, Trần Phi giải thích. Bất ngờ gặp gỡ sạt lở, thiếu chút nữa chết. Xảo Quyệt nghe lời này một cái ngây ngẩn, kinh dị nói, đây chẳng phải là tổn thương được rất nghiêm trọng. Cái này cũng ngươi có thể trị. Đi rồi, cái này bộ quần áo như thế nào? Tính một chút thời gian cũng không sai biệt lắm đi,
bọn họ hẳn đi qua, đi thôi, chúng ta đi nhà hàng Hồng Hà đi. Mà ở Xảo Quyệt ngẩn ra trong khoảng thời gian này, Trần Phi đã thử một chút quản lý kia cầm tới quần áo, mặc lên người sau đó, cảm giác cũng không tệ lắm, liền thúc giục Xảo Quyệt đi rồi, tính một chút thời gian, mọi người ước hẹn thời gian mau xong hết rồi. À, được rồi, vậy thì đi đi. Xảo Quyệt lúc này mới có chút bừng tỉnh, đi theo Trần Phi rời đi Cẩm Tú Thiên Thành lầu 3. Đến khi bọn họ rời đi sau đó, Cẩm Tú Thiên Thành lầu 3 một cái phòng vệ sinh khúc quanh, Hoàng Phong cùng Tiếu Minh đi ra, nguyên lai bọn họ trước cũng không có đi, mà là vẫn còn ở trung tâm mua sắm bên trong. Phong Thiếu, ngươi tại sao phải nhân nhượng hắn? Ta xem hắn cũng chính là một cái bác sĩ, không khả năng bao lớn chứ. Tiếu Minh nhìn Trần Phi hai người rời đi hình bóng, có chút không hiểu nói. Rất hiển nhiên hắn lỗ tai rất thính, mới vừa rồi lúc rời đi nghe được Trần Phi cho mình huynh đệ giải thích, mới chợt hiểu ra. Bọn họ đều biết Cao Chí Nam chỉ có một con trai, mặc dù bất thành khí, nhưng lại vẫn là rất bảo bối hắn. Nếu như vậy, vậy Trần Phi cứu Cao Chí Nam con trai một mạng, đối phương cảm kích dưới, đưa ra một bản cao cấp thẻ khách quý, nhưng cũng nói được. Đừng xem nhẹ bác sĩ, Trung y chi nhánh viện Đỗ Lão, thành phố bệnh viện Trung ương Lưu bác sĩ, Từ bác sĩ. Vậy cũng là lão ba ta thấy đều phải hòa hòa khí khí, ngoài mặt qua phải đi nhân vật. Đầu năm nay, ai có thể bảo đảm mình hoặc là người nhà mỗi một bệnh nặng, nếu như giao đến một cái thần y chân chính, xa so người biết những cái kia con nhà giàu hữu dụng. Hoàng Phong trong mắt lóe tinh mang, nói chuyện rất có đạo lý. Đi theo, liền gặp hắn lấy tay che mình dạ dày, tự lẩm bẩm, ta bệnh này có thể hành hạ ta rất lâu, liền Đỗ Lão đối với lần này cũng bó tay, chỉ có thể lấy tĩnh dưỡng phương thức cho ta mở ra liền không thiếu ôn hòa thuốc. Thằng nhóc kia nếu là thật có thể chữa khỏi ta, đó chính là ta Hoàng Phong thiếu hắn một cái nhân tình à. Tiếu Minh nghe vậy mới chợt hiểu ra, quả thật, đầu năm nay ai có thể bảo đảm mình không bệnh. Nếu là đối phương y thuật thật có như vậy thần, liền thành phố bệnh viện Trung ương rất nhiều đại thần cũng thúc thủ vô sách tai nạn xe cộ người bệnh chữa khỏi, vậy tại chưa có xung đột lợi ích điều kiện tiên quyết, quả thật không có thể đắc tội. Dẫu sao cũng không ai có thể chắc chắn mình phải chăng có cầu đến đối phương ngày hôm đó. Nếu là thật có ngày hôm đó, vậy liền nên là cứu mạng lúc. À, đúng rồi, ta mới vừa rồi thật giống như nghe được bọn họ phải đi nhà hàng Hồng Hà, chỗ đó không phải nhà ngươi mở sao. Phong Thiếu ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao. Cẩm Tú Thiên Thành khoảng cách nhà hàng Hồng Hà cũng không xa, bởi vì là hai người cũng ở khu thành phố, cho nên không lâu lắm, Xảo Quyệt liền đánh hắn xe Mercedes đến. U, đây không phải là Xảo Quyệt và Đại Phi sao? Các người tới, hai người bọn họ mới vừa xuống xe, có một cái cởi mở mang chút ngoài ý muốn thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên. Hai người nghiêng đầu vừa thấy, nhưng là một cái đầu đinh đồ zin chàng trai, môi rất dày thực, chính là bọn họ trước ở trong trường học bạn học Trịnh Khải Ca. Tên này nguyên bản ở trong trường học và bọn họ tiếp xúc không nhiều, bất quá, thật lâu không gặp, hôm nay thấy vẫn là thật cao hứng. Hoa Chí Nam, xe này là ngươi, không tệ à, cũng mở chạy băng băng, không giống ta vẫn còn ở đắng cay lái xe taxi, một ngày mệt chết sấm sống. Vậy Trịnh Khải Ca hâm mộ nói. Hắn mặc dù cũng là y dược hệ tốt nghiệp, nhưng bởi vì làm trụ cột không vững chắc, cộng thêm không quan hệ, căn bản đừng muốn tiến vào khá một chút bệnh viện cứu chữa, cho nên, trước mắt chỉ có thể bàn cái kế tiếp xe taxi kiếm điểm tiền khổ cực. Bất quá, đây cũng tính là bọn họ trong bạn học lẫn vào tốt, bởi vì là thu vào không tệ. Này, Trần Phi, Hoa Chí Nam, Trịnh Khải Ca các người đều đến, đuổi mau vào đi, mọi người đều là bên trong ngồi đây. Ngay vào lúc này, một cái nóng nhuộm mốt đại ba lãng, bụi đất màu vàng tóc cô gái trẻ tuổi, đạp giày cao gót từ nhà hàng Hồng Hà cửa vậy hướng bọn họ gọi, lập tức làm bọn họ cũng đưa mắt quét tới. Là Triệu Nhạc, nàng trước chính là lớp chúng ta ủy viên văn nghệ, bây giờ, đổi được xinh đẹp hơn. Trịnh Khải Ca kinh ngạc đang nhìn mình bạn học cũ, tiến lên làm quen nói, Triệu ủy viên văn nghệ, không nghĩ tới mấy tháng không gặp, ngươi thì trở nên được càng xinh đẹp hơn, thật là làm cho chúng ta không nghĩ tới à, ha ha. Không nghĩ tới thằng nhóc ngươi đổi được như thế biết nói chuyện, trước kia, đây có thể đều là Hoa Chí Nam cường hạng, khanh khách. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người tới, vậy đừng đứng ở nơi này, tiểu đội trưởng đại nhân ở cái này nhà hàng Hồng Hà dòng dã bao hai bàn, trừ những cái kia tốt nghiệp một cái rời đi thành phố Bắc Sơn người ra, những người khác cũng đến xong hết rồi, đi thôi, mau vào đi thôi.
Trong lúc nói chuyện, nàng còn tận lực quyến rũ nhìn Hoa Chí Nam một cái, bởi vì là nàng trước gặp được sau lưng xe Mercedes, liền trước mắt sáng lên. Mấy tháng thời gian nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nếu đổi lại là những cái kia đại học danh tiếng tinh anh, có chút có thể đã phối hợp ra một chút manh mối. Bất quá bọn họ, chẳng qua là tam lưu sư phạm tốt nghiệp đại học thiên môn hệ học sinh mà nói, không việc gì bối cảnh gia đình, tự nhiên phần lớn phối hợp được cũng rất giống nhau. Mà ở thời điểm này, Hoa Chí Nam chiếc kia xe Mercedes liền lộ vẻ được không giống bình thường, cho người một loại cảm giác hạc đứng trong bầy gà. Dẫu sao, có thể lái nổi loại xe này, rơi xuống đất xuống 300-400 ngàn, nói thế nào đi nữa trong tay cũng sẽ có cái 7 con số tài sản, mà đây, đã đủ bọn họ hâm mộ và động một ít cẩn thận. Cả người trang điểm hết sức mốt Triệu Nhạc mang mọi người đi vào nhập nhà hàng Hồng Hà. Nơi này là thành phố Bắc Sơn nổi danh mắc tiền tiêu xài nơi, sửa sang hết sức lộng lẫy, thức ăn mùi vị tốt, cấp bậc vậy cao, cho nên rất nhiều người có tiền, đạt quan quý nhân đều thích tới đây ăn cơm, tiêu xài tự nhiên không tiện nghi, tầm thường một bàn phỏng đoán 2-3 ngàn không xuống được. Từ cái này ngược lại là có thể nhìn ra, bọn họ tiểu đội trưởng đại nhân Vương Khải quả thật phối hợp được không tệ, bởi vì là bọn họ định vậy 2 bàn, còn là phòng riêng, giá cả cao hơn. Qua. Đây không phải là chúng ta ủy viên văn nghệ Triệu Nhạc sao? Lại trở nên đẹp, thật là mê người, còn có Hoa Chí Nam, Trịnh Khải Ca, Trần Phi vậy đến, mau tới đây ngồi, mau tới đây ngồi. Trong phòng riêng bạn học vừa gặp Trần Phi đám người tới, lập tức chào hỏi, hưng phấn không thôi. Quả nhiên, có xinh đẹp người đẹp đến, là nhất có thể làm tại chỗ đàn ông kích động chuyện, đặc biệt là vậy mấy tên cảnh lơ là bình thường người, nếu là ở ngày thường. Bọn họ cũng không cơ hội này cùng Triệu Nhạc đáp lời. Con bà nó, cái này phòng riêng thật là lớn à, như thế sang trọng, Vương đại trưởng lớp phỏng đoán được là lần tụ hội này hoa không thiếu tiền chứ. Trịnh Khải Ca vừa tiến đến liền bị trước mắt sang trọng cảnh tượng dọa sợ, lớn tiếng nói. Hắn mặc dù đang chạy xe taxi, một năm đến cuối cũng có thể kiếm đến không thiếu tiền khổ cực, nhưng là, muốn cho hắn tới đây sao xa xỉ địa phương tiêu xài, phỏng đoán hắn vẫn là không muốn. Đó là đương nhiên, cũng không xem lớp chúng ta lớn lên người là ai, đây chính là sắp muốn đi vào thành phố bệnh viện trung ương đi làm người, dĩ nhiên có năng lực. Có một cái trên mặt mập chề môi, nhìn như 10 phần khả ái si mê nữ mở miệng cười, còn kém bên trong đôi mắt không mạo tinh tinh. Phải biết, nàng ban đầu có thể là thích tiểu đội trưởng Vương Khải thích không được, nhưng là đối phương nhưng coi thường nàng, đối với lần này, nàng còn buồn bực thật lâu. Bất quá dù vậy. Nàng cho tới nay đều là Vương Khải trung thực người ái mộ, một khi có cơ hội thổi nâng mình một chút trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử, nàng là tuyệt đối sẽ không thả qua cơ hội này, nhất định sẽ lập tức nhảy ra. Ta nói Đàm Quyên, tiểu đội trưởng đại nhân cũng đều còn chưa tới, ngươi cứ như vậy thổi nâng hắn, nhưng có điểm không thích hợp. Triệu Nhạc bỗng nhiên cười tủm tỉm chen miệng, nói, bất quá cái này nhà hàng Hồng Hà tiêu xài quả thật thật đắt, cái này phòng riêng lần trước ta cùng bạn đã tới. Vậy một lần ăn tới, ước chừng muốn bạn ta hơn 8.000. Cái gì, hơn 8.000? Triệu Nhạc ngươi trước kia đã tới nơi này à, cũng đúng, ngươi như thế đẹp, nhất định là có người sẽ nguyện ý mời ngươi tới đây loại rượu mắc tiền tiệm tiêu phí. Tại chỗ bạn học nhất thời giật mình nói. Chẳng qua là một bữa cơm, liền ăn hơn 8.000, đối với bọn họ mà nói vẫn là có đủ xa xỉ, quá mắc. Bất quá. Bọn họ nhưng cũng nghe được Triệu Nhạc trong miệng nói bên ngoài tri âm. Ý nói, chính là nàng gần đây thật giống như vậy phối hợp được không tệ, thường xuyên ra vào loại này mắc tiền nơi, hơn nữa còn là người khác mời khách, thật là làm cho người hâm mộ à. Ai, đều là người khác mời khách, nếu là chính ta, khẳng định vậy bỏ không được đến loại địa phương này tới tiêu xài, quá mắc. Triệu Nhạc ngậm miệng yêu nhã cười nói, bỗng nhiên, nàng ánh mắt quét về phía mới vừa vào ngồi Hoa Chí Nam. Trần Phi hai người, cười tủm tỉm mở miệng nói, Hoa Chí Nam, Trần Phi, ta xem hai ngươi nhưng mà lái chạy chỉ tới, hẳn tốt nghiệp mấy cái tháng này vậy lẫn vào không tệ chứ. Hoa Chí Nam gia đình giàu có sự việc, trừ Trần Phi bọn họ phòng ngủ 3 cái người mình, những thứ khác bạn học một mực không biết, cho nên nàng mới có thể mở miệng như thế, nhận là bọn họ vận khí tốt, phát đạt. Ai, vậy không việc gì. Chính là lão ba ta gần đây mới vừa đem thành phố Bắc Sơn mấy cái cửa hàng giao cho ta xử lý, kiếm điểm tiền dư, liền thuận tay mua chiếc xe thay đi bộ. Vậy không việc gì lẫn vào có được hay không, ha ha. Hoa Chí Nam nghe vậy, tùy tiện cười nói, chứa hết sức thích hợp.
Tên này năm đó cho dù là bị trong nhà nghiêm trọng kinh tế phong tỏa, lúc này hắn ra vẻ công lực vẫn là có 102 bọn họ phòng ngủ đứng đầu, như vậy có thể gặp hắn thật lợi hại, thật là hồn nhiên thiên thành, làm ra vẻ như gió. À, Hoa Chí Nam ngươi, thật không nghĩ tới à, nguyên lai ngươi tên này vẫn là lớp chúng ta ẩn núp con nhà giàu. Quả nhiên, các bạn học nghe vậy lập tức giật mình. Bởi vì là, tiếp cửa hàng mấy tháng thời gian là có thể mua được một chiếc xe Mercedes, nhưng tuyệt đối làm ăn cảm thấy không nhỏ. Hoa Chí Nam, không ngại, có thể hay không hỏi một chút ngươi mấy nhà kia cửa hàng là làm gì? Vậy Triệu Nhạc nghe vậy cũng là trước mắt sáng lên, cố làm ưu nhã cọng liền cọng cái trán mái tóc, làm bộ như tò mò mở miệng nói. Vậy không việc gì, các người nghe nói qua Kim Nam Châu Báu chứ? Đó chính là lão ba ta mở. Xảo Quyệt nhìn đối phương một cái, cười híp mắt nói. Qua, cái gì, Kim Nam Châu Báu lại là nhà ngươi, Hoa Chí Nam, vậy ngươi có thể là thật có tiền. Lần trước ta đi thịnh hội cùng thành phố Châu du lịch lúc này vẫn còn ở vậy mua qua một cái vòng tay phỉ thúy. Nếu là sớm biết là nhà ngươi mở, nhất định phải để cho ngươi cho ta bớt, ưu đãi một chút. Ngoan ngoãn, không muốn đến chúng ta ban ẩn núp con nhà giàu đẹp trai lại có thể ở nơi này, như thế nào, Đàm Quyên, Hoa Chí Nam nhưng mà Kim Nam Châu Báu thiếu chủ, có thể so với tiểu đội trưởng đại nhân ưu tú nhiều, nếu không phải suy tính một chút. Một đống người đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó lập tức hâm mộ khắp nơi ồn ào lên. Trong bọn họ phần lớn đều là thuần túy Bắc Sơn người hoặc là người tỉnh Giang Nam, dĩ nhiên nghe qua Kim Nam Châu Báu đại danh. Cho dù không sánh bằng những cái kia cả nước dây chuyền lớn tiệm châu báu, có thể ở nơi này tỉnh Giang Nam, ít nhất cũng có thể đứng vào trước 10, cái này đã coi như là rất tốt, của cải nói ít cũng có mấy ngàn vạn. Đi, nói nhăng gì đấy? Trên gương mặt kia thịt mập chề môi Đàm Quyên lập tức khắt giọng, sắc mặt hồng hồng. Dư quang nhưng đang len lén trôi trước con nhà giàu đẹp trai Hoa Chí Nam. Tuy nói, hắn quả thật thích tiểu đội trưởng Vương Khải, nhưng trong đó có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là bởi vì là đối phương ưu tú, hơn nữa có tiền. Mà bây giờ, đột nhiên toát ra một cái siêu cấp ẩn núp con nhà giàu, Kim Nam Châu Báu thiếu chủ, tự nhiên đáng nàng thật tốt suy tính một chút. Dẫu sao coi như là tiểu đội trưởng có thể tiến vào thành phố bệnh viện Trung ương, cũng không gặp được tương lai có thể kiếm mấy triệu à, kém quá nhiều. Trần Phi thấy tình cảnh này, im lặng cười một tiếng, bất quá hắn vẫn biết mình cái này huynh đệ ngày thường liền tốt một hớp này. Trước kia nếu không phải bố hắn nghiêm lệnh cấm chỉ, sợ rằng hắn đã sớm bay lên trời, làm sao trở tới bây giờ. Các vị các bạn học tốt, ngay tại lúc này, một vị người mặc vào màu đen tây trang, đánh vằn cà vạt, chân đạp trình lượng giày da khốc kiểu tóc chàng trai tư thái 10 phần đi vào bên trong phòng riêng. Mọi người vừa thấy, chính là bọn họ trước khi tiểu đội trưởng đại nhân, Vương Khải. Chư vị, thật là đã lâu không gặp, tên này không hổ là thích thể diện chủ nhân, vừa tiến đến liền giọng quan 10 phần, các loại lời xã giao, giống như là lãnh đạo như nhau, làm tại chỗ không thiếu bạn học chân mày cũng nhíu lại, chỉ có những cái kia lấy Đàm Quyên cầm đầu si mê trước mắt sáng lên, lập tức kích động. Tiểu đội trưởng đại nhân, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, chúng ta đều ở đây bực này liền ngươi thật lâu. Vậy Đàm Quyên cố làm rất dã man mở miệng, ánh mắt dường như linh lợi nhìn Vương Khải. Người sau nhướng mày một cái, rồi sau đó nhanh chóng tản ra, nhìn mọi người tại đây cười nói, chư vị bạn học ngày hôm nay có thể tới nơi này tụ họp, cũng coi là cho ta Vương Khải một cái mặt mũi, thật là đa tạ, đa tạ. Ta xem tất cả mọi người tới được xong hết rồi, nếu không... liền bắt đầu mang thức ăn lên đi. Bây giờ liền mang thức ăn lên, hẳn còn có mấy người không tới đi. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, bây giờ chắc có mấy người còn không có sai, như thế liền mang thức ăn lên mà nói, có phải hay không có chút không tốt lắm? Ừ, nghe được Trần Phi mà nói, vậy Vương Khải sắc mặt lập tức đổi được không vui, nhàn nhạt nguyên lai là Trần Phi à, thật là thật lâu không gặp. Không có sao, nếu phần lớn tất cả bạn học đến. Lên trước thức ăn vậy không quan hệ, tin tưởng những cái kia bị trễ bạn học cũng biết hiểu, đúng không? Ngày hôm nay nếu là tiểu đội trưởng mời khách, vậy hắn nói là cái gì, chính là cái đó đi. Ngươi nói sao, Trần Phi, Triệu Nhạc đứng ra giảng hòa. U, đây không phải là chúng ta ủy viên văn nghệ Triệu Nhạc sao? Cái này bao nhiêu tháng không gặp, cũng sắp không nhận ra ngươi, thật là lại trở nên đẹp. Thấy lối ăn mặc mốt Triệu Nhạc, vậy Vương Khải nhất thời trước mắt sáng lên. Thì phải góp đi lên trao đổi một chút cảm tình. Thấy vậy, Triệu Nhạc lập tức sáng ngời trong mắt hiện ra vẻ kinh dị,
làm bộ như không thấy Vương Khải đến gần, ưu nhã đạp giày cao gót hướng Trần Phi đi tới, giơ lên ly rượu, cười nói, Trần Phi, hai chúng ta cũng đã lâu không gặp, còn nhớ được ban đầu vẫn là trước sau bàn, tới, uống một ly đi. Trần Phi không nghĩ tới đối phương lại có thể đem hắn cầm tới làm bia đỡ đạn, bất quá, bọn họ ban đầu đúng là trước sau bàn, mặc dù quan hệ không tốt, nhưng, vậy qua lâu như vậy, hơi hỗ trợ một chút còn là không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Trần Phi lập tức giơ lên ly rượu trong tay, cười tủm tỉm mở miệng nói, nếu là ủy viên văn nghệ mời ta rượu, vậy ta tự nhiên cung kính không bằng tòng mệnh, Triệu Nhạc, ta trước cạn là kính. Thấy tình cảnh này Vương Khải lập tức mất hứng. Mặt âm trầm, nhìn Trần Phi giễu cợt nói, Trần Phi bạn học, hai chúng ta từ tốt nghiệp cũng đã lâu không gặp chứ. Cuộc sống lúc này thế nào, hẳn cũng tìm được cái gì tốt làm việc đi. Người tên này, xảo quyệt vừa gặp Vương Khải thái độ này liền tức lên, thứ gì, dám cùng hắn huynh đệ nói như vậy. Nhưng là Trần Phi nhưng từ phía dưới đem hắn ngăn cản, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nhìn đối phương nói, vậy không việc gì, cũng chính là một bác sĩ nhỏ mà thôi. À, bác sĩ tốt, lấy Trần Phi ngươi ban đầu ở chúng ta thành tích, quả thật có thể làm cái bác sĩ. Bất quá, ta gần đây cũng phải đến thành phố bệnh viện trung ương đi làm, sau này chúng ta liền là đồng hành nghiệp, được trao đổi nhiều hơn mới được. Vương Khải vừa nghe Trần Phi lại là một bác sĩ nhỏ, lập tức giọng hơn nữa giễu cợt. Ở hắn xem ra, đối phương nhiều lắm là cũng chính là ở cái gì chỗ khám bệnh hoặc là bệnh viện nhỏ đi làm mà thôi, cấp quá thấp. Phải biết. Hắn bây giờ nhưng mà có cơ hội tiến vào thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương đi làm. Thành tựu toàn thành phố quy mô lớn nhất, chữa bệnh điều kiện tốt nhất, hạng vững vàng đệ nhất tam giáp cấp bậc bệnh viện lớn, cho dù là nặng vốn đại học y học hệ tốt nghiệp cao tài sinh, cũng rất khó tiến vào cái loại địa phương đó đi làm, cho nên hắn mới có thể như vậy kiêu ngạo, ngẩng đầu tự nhận là cao hơn người một bậc, bởi vì là hắn cảm thấy bây giờ chính hắn đã có cái này tư cách. Nói ra lời nói này sau đó, Vương Khải tâm tính đổi được hơn nữa ngạo mạn, thậm chí cảm thấy lúc đầu bạn học Trần Phi đã hoàn toàn và hắn không phải một tầng thứ, lười được lại để ý tới, quay đầu nhìn về hướng Triệu Nhạc mỉm cười nói, Triệu Nhạc, nếu không chúng ta qua mấy ngày ăn cơm chung không? Mọi người là bạn học có thể được thân cận một chút. Ăn cơm? Triệu Nhạc ánh mắt có chút chán ghét. Không thể chối, có thể đi thành phố bệnh viện trung ương đi làm, Vương Khải năng lượng lấy cảnh ngộ nhưng là để cho hắn hâm mộ. Nhưng mà, nàng nhưng thật không thích loại này người dối trá. Thật xin lỗi, ta đoạn này khi đó ở giữa cũng tương đối bận rộn, chuyện ăn cơm tình, hay là sau này hãy nói đi. Đây hoàn toàn là cự tuyệt, cho dù là kẻ ngu cũng nghe được. Triệu Nhạc người đây có thể thì không đúng. Vậy Vương Khải nhất thời ánh mắt đổi được khói mù đứng lên, đầy mặt không vui, nhưng vào lúc này, hắn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Này, là Lưu Thúc Thúc à, người tốt, người tốt. Người đã tới chưa? Tốt lắm, ta lập tức đi ra ngoài đón ngươi, ngươi chờ một chút. Vậy Vương Khải nghe điện thoại sau đó, lập tức thái độ có 180 độ chuyển biến lớn, từ trước khi tư thái ngẩng cao đến kế tiếp thấp giọng hạ khí, để cho người nhìn là sững sốt một chút sững sờ. Bất quá, hắn ở cúp điện thoại sau đó, lại đang trước mặt mọi người khôi phục trước cái loại đó dáng điệu, tư thái thật cao, thận trọng đặc biệt dặn dò mọi người nói, các vị bạn học. Vậy đừng nói ta Vương Khải phát đạt không chiếu cố các người, đợi một hồi chính là các ngươi cơ hội sẽ đến. Cho ta gọi điện thoại vị kia, chính là giới thiệu ta tiến vào thành phố bệnh viện trung ương đi làm một vị thúc thúc, hắn họ Lưu, ở trung tâm thành phố bệnh viện khoa tâm huyết quản nhận bác sĩ chính sinh, ta hôm nay đặc biệt mời hắn tới đây. Các người đợi một hồi nhất định phải chú ý một chút, dù sao cũng đừng nói bậy. Dứt lời, hắn liền lập tức lanh lẹ ra đi đón người. Rào. Thành phố Bệnh viện Trung ương khoa tâm huyết quản, đây chính là lá bài chủ chốt phòng ban, hơn nữa còn là một vị bác sĩ chính sinh. Thứ nhân vật như vậy lại có thể phải cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Không hổ là tiểu đội trưởng đại nhân, thật là quá ngạo mạn. Các người đợi một hồi nhất định phải quản tốt mình miệng, đừng nói bậy, nếu có thể để lại cho đối phương một cái ấn tượng tốt, sau này nói không chừng là có thể giúp mình một cái bận rộn. Vậy Vương Khải vừa đi. Bên trong phòng riêng tất cả mọi người lập tức sôi trào, nhiệt nghị đứng lên. Bọn họ đều là bệnh viện hệ tốt nghiệp học sinh, tự nhiên biết một vị tam giáp cấp bậc bệnh viện lá bài chủ chốt phòng ban bác sĩ chính sinh, là cái độ cao gì. Hoàn toàn là cần bọn họ ngưỡng vọng, không hổ là bọn họ tiểu đội trưởng đại nhân, đây quả thực quá ngạo mạn.
thành phố bệnh viện trung ương khoa tâm huyết quản, đại phi đó không phải là. Chỉ có Xảo Quyệt nghe vậy sắc mặt quái dị nhìn Trần Phi, hắn dĩ nhiên còn nhớ được, mình cái này huynh đệ mới nói cho hắn, hắn thật giống như liền ở trung tâm thành phố bệnh viện khoa tâm huyết quản làm phó chủ nhiệm bác sĩ. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, Trần Phi lập tức đem hắn nói cắt đứt, hắn dĩ nhiên không muốn như thế cao giọng. Hơn nữa, thật muốn coi như, hắn ngày hôm nay thật giống như mới tính là mới vừa nhậm chức, phỏng đoán cái gì đó bác sĩ chính xanh dã không nhận biết hắn, đã như vậy, cũng chỉ lười được nói thêm nữa những thứ khác, tiết kiệm phiền toái. À, bất quá vậy Vương Khải thật đúng là có chó săn tiềm chất, Triệu Nhạc ngươi cũng nên cẩn thận, xem hắn dáng vẻ, hình như là vừa ý ngươi, ha ha. Xảo Quyệt lập tức công khai mình huynh đệ ý nghĩa, rời ra đề tài, trêu ghẹo ủy viên văn nghệ đi. Xí, hừ, nói bậy bạ gì đấy, ta nhưng đối với hắn loại người này không có hứng thú. Triệu Nhạc gắt giọng, dư quang khóe mắt nhưng có chút quái dị nhìn chằm chằm Trần Phi. Bởi vì là nàng lại có thể có loại cảm giác, ở Trần Phi và Hoa Chí Nam hai người, cái trước mới là chủ đạo, nhưng mà, điều này sao có thể chứ? Hoa Chí Nam không phải Kim Nam Châu báu thiếu chủ sao? Đây chính là dù sao cũng cấp bậc con nhà giàu à. Ngay vào lúc này, cửa phòng VIP lại được mở ra, một cái đĩnh bụng bự đầu hói người trung niên chỉ cao khí ngang đi vào, còn như Vương Khải, đang người này sau lưng cúi người gật đầu, một bức nịnh hót lấy lòng dáng vẻ. Lưu thúc thúc, những thứ này đều là chúng ta bạn học. Vương Khải một bên hướng vậy bụng bự đầu hói người trung niên mở miệng, một bên hướng mọi người tại đây nháy mắt, lớn tiếng nói các vị, cho ta giới thiệu một chút. Vị này là chú ta, họ Lưu, hắn nhưng mà thành phố bệnh viện trung ương khoa tâm huyết quản bác sĩ chính sinh, mọi người hoan nghênh. Bót bót bót, hoan nghênh Lưu bác sĩ, hoan nghênh nhiệt liệt Lưu bác sĩ. Trừ một số ít sắc mặt có chút không vui bạn học, những người khác cũng lập tức đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh đối phương. Đây chính là thực tế, đặc biệt là bọn họ còn đều là y dược hệ tốt nghiệp sinh viên, ở nơi này loại nghiệp giới cao tầng thứ nhân vật lớn trước mặt. Trời xanh sẽ có một loại tự ti tâm lý. Thậm chí đặc biệt là quá mức, còn muốn nịnh hót, bởi vì là bọn họ không ít người cũng còn là dựa vào y học vụ con đường này tới ăn cơm. Giới thiệu qua sau đó, mọi người nhìn như nên chơi chơi, nên uống rượu, xem ăn cơm, nhưng không ít người ánh mắt cũng rơi vào chỉ cao khí ngang Lưu bác sĩ trên mình, đặc biệt là Vương Khải còn có nào đó mấy cái đừng có tâm tư bạn học, giờ phút này đều đã trước cúc sau cung đi theo. Xem bộ dáng kia, thật là hận không được nằm xuống đi lưu ta hắn chân sau cùng. Trần Phi im lặng lắc đầu một cái, nịnh hót thuộc về nịnh hót, nhưng mấy tên này, vậy quá khoa trương đi. Tiểu Vương, vị này là... Ngay tại lúc này, vậy ưỡn bụng bự Lưu bác sĩ bỗng nhiên nhìn chằm chằm ở Trần Phi, Xảo Quyệt bên người ngồi xuống Triệu Nhạc trước mắt sáng lên, lập tức mê gái bưng ly rượu liền lên tới. Vương Thúc, vị này là lớp chúng ta trước kiệu ủy viên văn nghệ. Rất có mới có thể, ngươi nếu là không ngại, có thể giúp nàng vậy tìm một công việc tốt sao? Vương Khải vừa gặp cũng biết mình cái này hay sắc Vương Thúc cũng xem trọng Triệu Nhạc, mặc dù không biết làm sao, nhưng cũng chỉ muốn lập tức phối hợp. Tìm việc làm, đây đều là chuyện nhỏ, vị tiểu thư này cũng là bệnh viện hệ tốt nghiệp, có hứng thú tới ta viện thử một chút sao? Nếu là có hứng thú, không ngại, chúng ta qua hai ngày tìm một thời gian cẩn thận trò chuyện một chút. Nhìn mốt xinh đẹp Triệu Nhạc. Vậy mê gái đầu hói Lưu bác sĩ lập tức động lòng, đưa ra mình dài rộng tay heo, cười nói. Xin lỗi Lưu bác sĩ, ta đối với ta công việc bây giờ còn thật hài lòng, cũng không cần làm phiền ngươi là ta giới thiệu. Triệu Nhạc trong lòng vô cùng chán ghét đầu này háo sắc heo mập, nhưng nàng nhưng vẫn là không có biện pháp, không dám bại lộ ra, chỉ có thể khách khí cự tuyệt. Cái gì? Vậy Lưu bác sĩ không nghĩ tới chính là một cái tam lưu tốt nghiệp đại học y học sinh, lại còn dám cự tuyệt hắn. Lập tức sắc mặt không vui đứng lên, chưa từ bỏ ý định nói Triệu tiểu thư đúng không? Ta nhưng mà thành phố bệnh viện trung ương khoa tâm huyết quản bác sĩ chính sinh, không nói khác, chỉ ít để cho ngươi thành là ta viện chính thức công chức không thành vấn đề, ngươi cần phải hiểu rõ, thật muốn cự tuyệt ta sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều thay đổi, một là không ưa cái này đáng chết chết heo mập trực tiếp, hai là trong lòng tâm trạng có chút phức tạp. Nếu là thật có thể để cho bọn họ tiến vào thành phố bệnh viện trung ương, thành là trong đó chính thức công chức, đừng nói là ăn một bữa cơm, coi như là bỏ ra những thứ khác nhiều hơn nữa giá thật lớn, cũng đáng được à. Dẫu sao, đây chính là thành phố bệnh viện trung ương,
toàn bộ thành phố Bắc Sơn lớn nhất tam giáp tổng hợp tính bệnh viện. Ngươi, ta, Lưu bác sĩ, mời ngươi tự trọng, ta là thật không cần ngươi là ta giới thiệu công tác. Vậy Triệu Nhạc nghe vậy trầm mặc rất nhiều, rốt cuộc vẫn là khó khăn mở miệng, cự tuyệt đối phương ý tốt. Nàng dĩ nhiên biết đối phương toan tính chính là cái gì, nhưng nếu là, muốn cho nàng lấy loại này giá phải trả để đổi lấy một việc làm, nói thật, nàng quả thật thật không làm được. Hừ, không tán thưởng. Vậy Lưu bác sĩ lập tức hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, nhìn bên người đối với hắn cúi người gật đầu Vương Khải khó chịu nói, ta nói Tiểu Khải, người lớp này dài thật đúng là làm được có chút không xứng chức. Người Lưu thúc ta tốt bụng muốn là nàng giới thiệu công tác, có thể nàng nhưng như vậy không tán thưởng, ai, thôi, không nói cũng được. Nghe được Lưu thúc trong lời nói bất mãn nghiêm trọng, vậy Vương Khải lập tức sắc mặt thay đổi, không để ý những thứ khác. Lập tức hướng Triệu Nhạc không vui nói, ta nói Triệu Nhạc, cái này chính là ngươi không đúng, Lưu thúc tốt bụng muốn là ngươi tìm một công tác, ngươi làm sao có thể như thế chăng rõ ràng hắn tốt bụng, cự tuyệt đây. Đây chính là rất nhiều người cầu cũng không cầu được chuyện tốt, ngươi cần phải hiểu rõ. Đúng vậy, ủy viên văn nghệ, theo ta xem, ngươi vẫn là cùng Lưu bác sĩ đi ăn một bữa cơm đi. Đây có thể là chuyện tốt, chúng ta hâm mộ cũng không kịp. Những cái kia nghênh đón lấy lòng Lưu bác sĩ bạn học vậy lên tiếng, các loại sỉ vả Triệu Nhạc, âm dương quái khí. Gặp phải Vương Khải thậm chí mọi người vây công, Triệu Nhạc diễn cảm lập tức đổi được ủy khuất, không nghĩ tới đều là mình bạn, mọi người nhưng lại có thể như thế đối phương, muốn đem nàng bán đi, lấy lòng cái đó đáng chết chết heo mập. Ai, ta nói các người xong chưa, Triệu ủy viên văn nghệ không muốn cùng đầu này chết heo mập ăn cơm, quản các người chuyện gì. Cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm, nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt lên tiếng, giọng lộ vẻ được có chút không nhịn được. Ngươi nói gì, Trần Phi, ngươi có ý gì, lại dám Lưu bác sĩ nói như vậy, lập tức nói xin lỗi ta. Vương Khải lập tức khiển trách, những người khác vậy đi theo vây công Trần Phi. Nói xin lỗi, đạo cái dám áy náy, thật lấy là leo lên chết heo mập bắp đùi thì ngon à. Đừng nói là ngươi, coi như là đầu này heo mập. Ca cũng thật không có đem các người coi ra gì. Xảo quyệt vậy ánh mắt một nghiêng, lên tiếng. Chỉ bằng hắn Kim Nam Châu báo thiếu chủ thân phận, thật là có tư cách nói những lời này. Ngươi, Trần Phi, Hoa Chí Nam, các người rốt cuộc có ý gì? Chỉ bằng hai ngươi, lại dám đối với Lưu bác sĩ nói như vậy. Thật là tự tìm cái chết. Vậy Vương Khải sắc mặt đỏ lên vô cùng, gầm thét khiển trách. Được, được, tốt, ta Lưu Chi xong thật không có đến nghĩ đến. Chính là hai cái tam lưu đại học người tốt nghiệp, giọng còn lớn như vậy, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Vậy Lưu bác sĩ cũng là một mặt âm trầm diễn cảm, nhìn chằm chằm Trần Phi hai người cười lạnh nói đi, ta đây muốn xem, hai người hôm nay ở đó cao tựu. Một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? So với cái này, được à? Xảo quyệt một cái từ khố trong túi sách quăng ra xe Mercedes chìa khóa, nhìn chằm chằm đối phương khinh thường nói, bất tài. Thủ hạ cũng chỉ ba bốn nhà tiệm châu báu mà thôi, cái này hai tháng kiếm mấy trăm ngàn, cũng chính là mua thức ăn xe mà thôi. Cái gì, vậy Vương Khải cùng Lưu bác sĩ sắc mặt đồng thời biến đổi, cái trước hoàn toàn không nghĩ tới, mình bạn cùng trường 4 năm bạn học lại là một ẩn núp con nhà giàu. Mà vậy Lưu bác sĩ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hoa Chí Nam lại có thể như thế có tiền, mấy tháng thời gian liền so hắn một năm, hai năm kiếm còn nhiều hơn, để cho hắn lập tức không có sức. Nguyên lai là một con nhà giàu, trách không được giống như thế xông lên, người đâu, không biết chàng trai ngươi lại ở đâu cao tựu. Cũng là thủ hạ nở mấy nhà cửa hàng, hai tháng là có thể kiếm lên mấy trăm ngàn. Hắn không cam lòng, lại hướng Trần Phi giễu cợt nói. Ngươi hỏi ta cũng chỉ là cái bác sĩ nhỏ mà thôi. Trần Phi nghe vậy, không thèm để ý chút nào cười lạnh nói. Quả thật, hắn vậy cũng chỉ là cái nhỏ y học sinh mà thôi. À. Nguyên lai là một bác sĩ nhỏ, các người lúc này mới tốt nghiệp mấy tháng, là thực tập sinh chứ. Một tháng hẳn có thể có cái cầm ngàn đồng tiền, bất quá, cũng không biết chút tiền này có đủ hay không ở nơi này nhà hàng Hồng Hà ăn một bữa. Vậy Lưu bác sĩ lập tức cười lạnh, hắn biết Vương Khải mới tốt nghiệp mấy tháng, chuyện đương nhiên nhận là Trần Phi nếu là cái một tiếng, phỏng đoán vậy liền chắc là nhỏ thực tập sinh mà thôi. Hoa Chí Nam nghe vậy sắc mặt cổ quái. Trần Phi cũng là mí mắt đưa lên một chút, nhìn đối phương, bỗng nhiên cười lạnh nói, Lưu bác sĩ đúng không, nếu ngươi là khoa tâm huyết quản, vậy nên biết Lưu Trường Sơn, Lưu bác sĩ đi.
Lưu bác sĩ ta dĩ nhiên biết, nhưng cái này và ngươi có quan hệ gì? Đối phương mặc dù không biết Trần Phi tại sao hỏi như vậy, nhưng vậy vẫn là lập tức liền lên tiếng. Thành tựu thành phố bệnh viện trung ương ba đại vương bài một trong, khoa tâm huyết quản nhất quyền uy chuyên gia đại lão, Lưu Trường Sơn, hắn dĩ nhiên biết. Vậy thì thật là tốt, ta thật giống như vậy biết Lưu Trường Sơn. Nếu không, ngươi cho hắn gọi điện thoại, liền nói ta kêu Trần Phi, hắn hẳn sẽ nói cho ngươi tiếp theo sẽ làm sao làm. Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh một loại độ cong, mang cười nhạt, mở miệng như thế, kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ. Này, các người có nghe thấy không, Trần Phi nói hắn biết thành phố bệnh viện trung ương Lưu bác sĩ. Chính là cái đó cả nước cũng nổi tiếng tâm huyết quản chuyên gia. Con trâu này ép có thể hay không thổi được có chút quá lớn, loại nhân vật đó, nhưng mà nghiệp giới cao cấp nhất tồn tại, Trần Phi có thể biết. Bên tai hiện lên mọi người tiếng nghị luận, Vương Khải đầu tiên đứng dậy, cười nhạt giễu cợt nói, Trần Phi, ta xem ngươi là đầu óc bị cửa kẹp đi, chỉ bằng ngươi, lại có thể cũng dám nói biết Lưu bác sĩ, ngươi là thứ gì, thật nằm mộng. Có ý tứ, người tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng không được, chỉ biết khoác lác sao. Vậy Lưu bác sĩ vậy lạnh mở miệng cười, hắn dĩ nhiên không thể Trần Phi biết bọn họ nhưng mà đầu rồng đại lão. Bởi vì là đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, chỉ bằng cái này tam lưu tốt nghiệp đại học rác dưới người tốt nghiệp. Làm sao có thể, nghĩ quá nhiều. Ngươi không thể. Thật ra thì Trần Phi cũng cảm thấy rất đúng Phương không nên tin tưởng mình, cho nên, hắn lấy ra nhất hành động thực tế, đó chính là, móc ra hắn trong túi quần kinh điển Nokia điện thoại di động, bấm điện thoại. Hừ, làm ra vẻ cái gì làm ra vẻ, thật lấy là gọi điện thoại là có thể để cho ta tin tưởng. Bên đầu điện thoại kia là Lưu y học. Người loại này tiểu tử chưa giáo máu đầu làm sao có thể cùng Lưu bác sĩ có đồng thời xuất hiện, sợ là đầu không linh quang, được chứng vọng tưởng đi. Mặc dù vậy Lưu bác sĩ miệng còn ở đây dạng nói, nhưng hắn dài rộng trán đã bắt đầu có chút đổ mồ hôi, lòng bàn tay cũng vậy. Nếu là đối phương thật biết bọn họ phòng cao nhất boss, hơn nữa nhìn hình dáng còn rất quen dáng vẻ, mình đắc tội hắn, há chẳng phải là ngược lại xui xẻo. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ở nơi này chết heo mập đã hốt hoảng lúc này Trần Phi đã nhận nghe điện thoại, cười chào hỏi, Lưu bác sĩ sao? Là ta, Trần Phi, ta có cái sự việc và ngươi nói. Ta nói cho ngươi, Trần Phi, cũng đừng ở cái này làm bộ, ngươi là thứ gì? Một cái phá thực tập sinh mà thôi, nếu là chọc giận ta chú Vương, tuyệt đối để cho ngươi không ăn được bao đi. Vậy Vương Khải vậy có chút bối rối. Sắc lệ nội cha nói, muốn đưa tay ra cướp Trần Phi điện thoại. Bót! Nhưng mà tay hắn lại bị một bên xảo quyệt trực tiếp đánh rụng, người sau có nhiều ý vị giễu cợt nói, làm sao, Vương đại trưởng lớp, biết sợ. Làm sao không để cho Đại Phi đem cú điện thoại này đánh xong đâu. Nháy mắt tức thì, toàn bộ phòng riêng đều yên tĩnh lại, vô luận là trước vẫn là một mặt bất đắc dĩ ủy viên văn nghệ Triệu Nhạc, hay hoặc là những cái kia muốn nịnh hót Lưu bác sĩ. Hoặc là dứt khoát chuyện không đóng mấy treo thật cao cơ hội giờ phút này trong mắt đều hiện lên ra rung động vẻ. Bọn họ nhìn đang vừa nói vừa cười, xung trước bên đầu điện thoại kia tự thuật trước chuyện mới vừa rồi đi qua Trần Phi, hoàn toàn không dám tưởng tượng bên đầu điện thoại kia người thân phận chân thật. Như người nọ thật là Lưu bác sĩ, cầm Trần Phi há chẳng phải là ngạo mạn trời cao, hắn lại có thể biết trong nước đại danh đỉnh đỉnh tâm huyết quản chuyên gia Lưu Trường Sơn bác sĩ, hơn nữa. Vẫn cùng hắn vừa nói vừa cười, chút nào không giống Vương Khải trước chân chó như vậy lấy lòng, đáng chết, đây không phải là mộng đi. Cái này, làm sao có thể? Lưu bác sĩ, nghe điện thoại đi, Lưu bác sĩ thật giống như có điện thoại muốn đối với ngươi nói. Ngay vào lúc này, Trần Phi cười mỉa cầm trong tay Nokia điện thoại di động đưa cho cái chán kia đã tràn đầy người đàn ông vạm vỡ, con mắt run rẩy Lưu bác sĩ. À, được. Vậy Lưu bác sĩ liên miên hốt hoảng nghe điện thoại, rồi sau đó dùng một loại sợ hãi, phó pháp trường run rẩy thanh âm, hướng về phía dùng lời đồng nói, Lưu bác sĩ, thật sự là ngươi sao? Không phải ta là ai? Lưu chi song ngươi thật là càng ngày lợi hại, lại có thể liền Trần bác sĩ cũng dám đắc tội, ngươi không biết khoa trung y Trịnh Nghị buổi trưa mới vừa bởi vì là đắc tội hắn, mà bị viện trưởng sa thải, ngươi là cảm thấy ngươi so Trịnh Nghị lợi hại hơn, còn có bối cảnh. Vẫn là viện trưởng được xin ngươi lưu lại, cái gì cũng không sợ. Bên đầu điện thoại kia lập tức gầm hét lên, lời nói ra làm Lưu Chi song lớn chân mềm nhũn, sắc mặt ngay tức thì hoảng sợ. Cái gì?
khoa trung y Trịnh Nghị bác sĩ, đó không phải là một vị phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ sao? Lại có thể bởi vì là đắc tội hắn mà bị viện trưởng sa thải, cái này, cái này, cái này. Lần này chơi trứng, phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ cũng không chơi thắng hắn, mình mới là một cái bác sĩ chính sinh, nhằm nhò gì à? Lưu bác sĩ, người có thể phải cứu cứu ta à, dầu gì ta cũng ở thủ hạ ngươi đi theo lâu như vậy, người giúp ta một tay à? Vậy Lưu Chi Song lần này đã hoàn toàn sợ, đầu óc đều có điểm không linh quang, cũng không lo chung quanh là cái gì, hướng bên đầu điện thoại kia lớn tiếng nhờ giúp đỡ nói. Oanh! Cái này Lưu bác sĩ thế nào? Cũng chỉ nhận cú điện thoại mà thôi, chưa đến nỗi, sợ đến như vậy chứ. Cái này! Chẳng lẽ Trần Phi thật biết Lưu Trường Sơn, Lưu bác sĩ? Bên trong phòng riêng các bạn học nhất thời xôn xao. Phải biết, đây chính là thành phố bệnh viện trung ương bác sĩ chính sinh à, ở bọn họ trong mắt đám người này hoàn toàn là vượt qua tầng thứ nhân vật lớn, nhưng bây giờ, hắn nhưng chỉ vì là nhận một cú điện thoại, liền sợ đến như vậy, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhìn được ánh mắt len lén liếc về phía Trần Phi, trong mắt lóe lên một món cây idiota sợ với vẻ kính sợ. Mụ, đây mới là thật châu bò so à. Trần bác sĩ thật xin lỗi, là ta Lưu Chi Song trước có mắt không biết Thái Sơn, không biết ngài thân phận. Mời ngươi nể tình sau này chúng ta cũng là đồng nghiệp phân thượng, liền tha thứ ta lần này đi, thật xin lỗi, ta hướng ngươi nói xin lỗi còn có ngươi vị bạn học này nói xin lỗi. Ngay tại lúc này, vậy Lưu Chi Song tựa hồ đã bị bên đầu điện thoại kia Lưu Trường Sơn hống được bình thường đứng lên, liên miên lắp ba lắp bắp. Dáng vẻ run rẩy hướng Trần Phi nói xin lỗi, còn liên quan hướng trước bị hắn vừa ý chịu nhạc cúi đầu một cái, mịt mờ, lo lắng ánh mắt tỏ ý, hy vọng đối phương có thể giúp mình nói tốt một chút. Làm trò đùa, một cái liền phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ cũng không thắng người, viện trưởng trực tiếp bởi vì là hắn đem người cho từ, hắn Lưu Chi Song nhằm nhò gì, dĩ nhiên không dám lại tiếp tục tự tìm cái chết. Nhìn Trần bác sĩ ngươi lời nói này nói, này, trên bàn không phải có chai rượu sao? Trần bác sĩ là tửu lượng cao, cũng không nhỏ mọn, cũng uống đi. Chỉ gặp Trần Phi chỉ thả trên bàn bất ngờ để bình rượu sái, rượu kia người bình thường từ từ uống khá tốt, nếu là lập tức uống một chai, tuyệt đối là vô cùng bị tội. Trần bác sĩ cho mặt mũi, ta Lưu Chi Song dĩ nhiên muốn uống. Nhưng mà, vậy Lưu Chi Song cũng không liền nhiều như vậy, cầm trên bàn rượu sái liền hướng trong bụng rót. Hắn là thật sợ mình bước vậy trung y khoa Trịnh Nghị theo gót. Vì chút chuyện nhỏ này, thật không đáng giá, hơn nữa hắn vậy bỏ không được thành phố bệnh viện trung ương bác sĩ chính sinh công việc tốt như vậy, dĩ nhiên chỉ có thể cúi đầu. Được rồi, sau này chúng ta cũng là đồng nghiệp, Lưu bác sĩ không uống nổi vậy chớ miễn cưỡng mình. Nhìn đối phương sảng khoái như vậy, hơn nữa uống đã phải đến để ói ra, Trần Phi rốt cuộc vẫn là không có nhìn tiếp, bỏ qua đối phương, mở miệng như thế nói. Đa tạ Trần bác sĩ, nghe được Trần Phi mà nói. Vậy Lưu Chi Song lúc này mới chóng mặt buông xuống chai rượu, chỉ cảm thấy dạ dày đốt cháy. Ai, ủy viên văn nghệ, chư vị bạn học, ta và Xảo Quyệt còn có chút chuyện, trước hết rút lui, các người chơi vui vẻ đi, sau này có thời gian tái tụ đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi vậy mất đi tiếp tục đợi tiếp tâm tư, kéo Xảo Quyệt đi. Ai, đợi một chút, ta đi đưa các người, đi theo cả người lối ăn mặc mốt Triệu Nhạc nhưng lập tức mở miệng. Thấy tình cảnh này. Tại chỗ nguyên bản có tâm tư người cũng ngừng, sắc mặt lúng túng tiếp tục ngồi ở bên trong bao gian. Tiểu Khải, người ngày hôm nay ngược lại là cho ta xuống một cái tốt bộ à. Lưu Chi Song lạnh lùng nhìn Vương Khải, trong giọng nói mặt dùng mình, ai cũng nghe được. Bót! Vương, chú Vương, người nghe nói giải thích à, là thật không biết bọn họ thân phận như thế chăng vậy, lại có thể liền Lưu bác sĩ đều biết. Trước thời điểm ở trường học, hai người bọn họ thật chính là học sinh phổ thông. Chú Vương, người phải tin tưởng ta à, ta ngay cả có thiên đại lá gan, cũng không dám cho ngài hạ bộ à, người thật phải tin tưởng ta. Vậy Vương Khải trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, lắp ba lắp bắp run rẩy à. Người lấy là ta sẽ tin ngươi. Bót, nhưng mà Lưu Chi Song nhưng đã tức mất lý trí, bót một bạt tai hung hăng đánh vào Vương Khải trên mặt, rồi sau đó nghênh ngang mà đi, lưu lại đầy đất bừa bãi. Thấy tình cảnh này. Tất cả mọi người tại chỗ ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều vô dụng nghĩ đến thật tốt họp mặt lớp, lại có thể sẽ làm thành như vậy, bất quá, đây cũng tính là tội có cần phải được đi, ai kêu ngươi trước như vậy thích thể diện, yêu làm ra vẻ, vì lấy lòng bắp đùi mình,
liền mình tất cả bạn học phải ra bán, đáng đời. Ừ, tình huống này hẳn không cần ta đánh gãy chứ. Các người bây giờ đi qua, muốn bọn họ đền tiền, thu gấp đôi bữa ăn phí. Bên ngoài bao gian, xuyên thấu qua không đóng lại cửa phòng VIP mắt thấy tất cả câu chuyện kỳ sơ hồi kết Tiếu Minh, sờ cằm của mình, quyết định lại thêm một cái liêu. Ông chủ, ta vậy thì đi làm. Một cái người có vẻ là quản lý lập tức phải làm nhỏ chạy tới, bắt đầu làm việc. Cái gì, muốn thu ta gấp hai bữa ăn phí thành tựu tiền bồi thường, liền đánh nát những vật này, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Nhanh lên điểm, nếu không ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ đi ra chúng ta nhà hàng Hồng Hà cửa. Vương Khải lại lần nữa khóc choáng váng ở nhà cầu. Triệu Nhạc đi theo Trần Phi, Hoa Chí Nam hai người đi ra Hồng Hà khách sạn, lấy tay bưng bít ở ngực, thở dài nhẹ nhõm, nói ai, không nghĩ tới tốt giỏi một cái bạn học thành như vậy, sớm biết, ta không tới. Nguyên lai Triệu ủy viên văn nghệ ngươi muốn cùng chúng ta chảy xuống, ai, thật thương tâm. Nguyên lai lấy là ngươi là đặc biệt ra đến tiễn chúng ta. Xảo Quyệt lập tức làm ra một bộ bị thương biểu hiện, muốn ngã xuống. Bớt đi. Triệu Nhạc liếc hắn một cái, ánh mắt lại chuyển hướng Trần Phi mắt đẹp lóe lên nói, Trần Phi, Xảo Quyệt, hai ngươi ẩn giấu quá kỹ à. Một cái là con nhà giàu, một cái lại còn biết trong nước tiếng tăm lừng lẫy Lưu Trường Sơn bác sĩ, tốt nghiệp mấy tháng là có thể đi thành phố bệnh viện trung ương loại này bệnh viện tam giáp đi làm, thật là hâm mộ chết ta. Nhìn như oán trách nói, nhưng trong thực tế, nhưng đại biểu nàng đối với Hoa Chí Nam, Trần Phi vô tận hâm mộ. Đúng vậy, vô luận là Hoa Chí Nam loại này trong mắt người bình thường con nhà giàu, hay hoặc giả là Trần Phi loại này hôm nay nhìn siêu cấp bắp đùi, vậy cũng là làm người ta hâm mộ ghen tị. Bất quá, Trần Phi cũng không phải là một cái đắc ý vênh váo người, lập tức khiêm tốn nói, người cái này thì cao nhìn ta, Xảo Quyệt đúng là một con nhà giàu, ta mà. Thật ra thì vậy cũng chỉ là ngẫu nhiên cùng Lưu bác sĩ biết, cũng chỉ trị giá bác sĩ nhỏ mà thôi. Xảo Quyệt không nói lời nào, chẳng qua là lẳng lặng xem Trần Phi làm ra vẻ. Ngụ, bệnh viện tam giáp phó chủ nhiệm bác sĩ vẫn chỉ là nhỏ bác sĩ, vậy thua thiệt thằng nhóc này nói cho ra miệng. Triệu Nhạc cũng là một mặt không tín nhiệm diễn cảm, rồi sau đó liền gặp nàng cười lên tiếng, hai vị bạn học cũ, ta liền đi trước một bước. Ngày hôm nay vậy thật mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Các người hai cái, nhớ được sau cùng ta thường liên lạc. Dĩ nhiên, Triệu ủy viên văn nghệ tạm biệt, hồi gặp. Xảo Quyệt lập tức bảo đảm nói, Trần Phi vậy ở một bên cười tủm tỉm gật đầu. Ngươi thật đúng là đừng nói, vốn là, ở lúc đi học hắn cùng đối phương quan hệ cũng không tốt, bất quá bây giờ, hắn nhưng trong lòng đối với đối phương sinh ra không quá dễ cảm, không là thích cái loại đó, mà là bội phục. Dẫu sao, cái thời đại này có thể ngăn cản cám dỗ, giữ mình từ tốt bé gái ngoan, thật không nhiều lắm. Thật tốt một người bạn học tụ họp, nhưng khó hiểu đụng phải cái này đương tử chuyện phiền lòng, Trần Phi cũng đã tắt tiếp tục đợi tiếp tâm tư, hơn nữa thiên vậy tối, sẽ để cho Xảo Quyệt lái xe đưa hắn về nhà. Mà làm Xảo Quyệt lái xe đi tới Trần Phi ở thôn Thành Trung, hắn cau mày nhìn chung quanh hỏng bét hoàn cảnh, không nhịn được hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Phi mở miệng nói. Ta nói Đại Phi, ngươi bây giờ giàu gì cũng coi là phối hợp ra mặt, thành một vị tam giáp cấp bậc bệnh viện phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, vẫn là đừng ở chỗ này địa phương rách tiếp tục ở đi, quá loạn. Thằng nhóc ngươi nói được đổ ung dung, ta ở đây chính là ước chừng nộp nửa năm tiền mướn phòng, cái này bao nhiêu tháng. Bất quá, ta quả thật có dọn nhà ý tưởng, từ nơi này đến thành phố bệnh viện trung ương đi làm quá không tiện, chỉ cần không chen lên xe buýt, nhất định tới trễ. Trần Phi liếc hắn một cái, suy nghĩ mở miệng nói. Ngươi còn muốn chen xe buýt, mua chiếc xe thôi, Xảo Quyệt có chút hận thiết bất thành mở miệng nói. Đầu năm nay, chen xe buýt nhiều hết phần à? Không có tiền, lần này Trần Phi lại là trực tiếp, hắn quả thật không có tiền. Mặc dù tay hắn bên trong có Cao Chí Nam cho hắn vậy tấm tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý, có thể tùy thời rút tiền mặt 50 triệu, nhưng mà, tùy tiện dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Cái loại đó tiền tuyệt đối không phải dễ cầm như vậy, hắn bây giờ lại không phải thật thiếu, cần gì phải đem mình bán đi. Ai, thôi, lười được quản ngươi, đến chỗ rồi, nhanh lên xuống xe, ca buổi tối muốn đuổi trước đi ca hát. Xảo Quyệt vậy lười nói, thét để cho Trần Phi nhanh lên xuống xe. Dù sao hắn huynh đệ bây giờ coi như là chân chính phối hợp ra mặt, cái gì phòng, xe gì đều là chuyện nhỏ, hắn vậy không cần lo lắng. Tạm biệt.
cẩn thận có thể đừng bị bệnh, ha ha ha. Trần Phi cười nhảy xuống xe. Đi cái đầu ngươi, Xảo Quyệt không nhìn được tức miệng mắng to, buồn bực lái xe một người cưỡi ngựa tuyệt trần đi. Đi ở thôn thành trung bùn lầy bất bình trên đường, Trần Phi ánh mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh, quả thật có chút nhăn nhíu bẩn thỉu kém, làm hắn không muốn tiếp tục ở đây ở đi. Dẫu sao có đôi lời nói hay, một người một khi có điều kiện tốt, ánh mắt và yêu cầu đi theo sẽ lập tức đảo lần gia tăng. Phải biết hắn bây giờ nhưng mà tiến vào thành phố bệnh viện trung ương đi làm, tiền lương hàng năm 300 ngàn, không nói ở những phú hào kia khu biệt thự, nhưng ít nhất, một ít thông thường tinh phẩm tiểu khu vẫn là một chút áp lực không có chứ. Suy nghĩ một chút, Trần Phi trong lòng quyết định chủ ý chuẩn bị dọn nhà. Hắn bây giờ mặc dù không có dẫn đến thành phố bệnh viện trung ương đệ nhất bút tiền lương, nhưng là, ở trên tay hắn giàu gì còn có một khoản năm con số phát tài, trước mua quần áo thời điểm không dùng đi ra ngoài, bây giờ vừa vặn có thể công dụng ở trên. Tiểu Phi, là ngươi sao? Ngay tại lúc này, từ sau lưng hắn truyền tới một đạo đại tỷ thanh âm. Trần Phi lập tức nghiêng đầu đi vừa thấy, người nọ lại có thể chính là hắn chủ nhà Lâm Đại Tỷ. Lâm Đại Tỷ là một vị tuổi tác ngoài 40, sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Lâm Đại Tỷ ngươi khỏe. Trần Phi vừa muốn cho nàng chào hỏi, nhưng là lại bị người sau vội vàng cắt đứt, chỉ gặp hắn xin lỗi mở miệng nói, Tiểu Phi à, thật ngại quá, ngươi Lâm Đại Tỷ nhà ta xảy ra chút vấn đề, muốn cần tiền, cho nên các người ở vậy căn hộ hôm nay đã bị ta bán, những thứ khác mấy vị kia người mướn ta đều đã tìm bọn họ đã nói, buổi chiều đều dọn đi, chỉ còn lại một mình ngươi. Vừa nói, vậy Lâm Đại Tỷ liền từ trong túi sách lấy ra thật dày một xấp tiền, nói ít cũng có hơn 1.000. Đưa tới Trần Phi trên tay, nói xin lỗi Tiểu Phi à, thật là xin lỗi, ta tính toán một chút trước ngươi tiền mướn phòng còn có hơn 2 tháng mới nói áy náy, bây giờ cũng đẩy cho ngươi, những thứ khác nhiều coi là Lâm Đại Tỷ cho ngươi bồi thường. Có thể đừng ngại thiếu. Nghe được Lâm Đại Tỷ nói như vậy, Trần Phi tự nhiên cũng không tốt nói gì nữa, dẫu sao, hắn 2 tháng tiền mướn phòng cộng lại phỏng đoán cũng chỉ 5-600 mà thôi, đối phương nhưng ước chừng cho hắn hơn 1.000. Cho dù là cộng thêm trả lại tiền thế chân, đây cũng là rất có thành ý. Không có sao, Lâm Đại Tỷ, vậy đã như vậy mà nói, ta bây giờ đi trở về phòng trọ đem hành lý sửa sang một chút, tranh thủ 9 giờ trước liền rời đi. Trần Phi mở miệng cười, trong lòng nhưng đang suy nghĩ sợ rằng tối nay được tìm một khách sạn ở. Về phần tại sao là khách sạn, mà không phải là nhà khách, vẫn là câu nói kia, hắn bây giờ, thật không kém chút tiền đó. Gặp Trần Phi như thế thông tình đạt lý dễ nói chuyện, vậy Lâm Đại Tỷ tựa hồ càng ngượng ngùng, lại cưỡng ép kín đáo đưa cho Trần Phi 200 đồng tiền, để cho hắn tối nay có tiền ở nhà khách. Dẫu sao ở hắn trong mắt, có thể ở trong thành này thôn mướn nhà người ở, tuyệt đại đa số kinh tế điều kiện sợ rằng đều có chút khó khăn, cái này hơn nửa đêm người để cho người dọn ra ngoài, nhất định là ở nhà khách, nếu mọi người đều là sớm tụ sớm tan, vậy không cần phải keo kiệt chút tiền này. Nhiều đi nữa cho điểm coi như là một tâm ý đi. Trần Phi vốn còn muốn cự tuyệt, nhưng mà Lâm Đại Tỷ thái độ cũng rất kiên quyết, đưa tiền sau đó, lập tức không cho Trần Phi cơ hội xoay người đi trước. Cái này làm cho Trần Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, trở lại phòng trọ, đem hành lý của hắn thu thập một chút sau đó rời đi. Ở hắn lúc rời đi, vậy chú ý tới khác mướn chung sân nhỏ mặt gian phòng đều trống, xem ra đúng là như Lâm Đại Tỷ theo như lời. Đều xuống chưa rời đi. Cũng không biết Diễm Tỷ sẽ đi kia, chỉ tiếc cái này quá vội vàng, cũng không có cơ hội tới kịp lưu lại nàng điện thoại. Trần Phi nghĩ tới trước một mực trợ giúp mình Diễm Tỷ, cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì là sau này có thể cũng không thấy được. Bất quá đi theo hắn liền đem những ý niệm này quên mất, mang thật ra thì ít một chút hành lý, đi ra thôn Thạch Nhân, cũng coi là đi ra hắn đã từng là thung lũng thời kỳ. Sau này, chắc không biết trở lại nữa đi. Trần Phi hồi nhìn một cái sau lưng thôn Thạch Nhân, lắc đầu một cái, tiện tay cản hạ một chiếc xe taxi rời đi. Chàng trai đi đâu, vừa lên xe, sư phó kia lập tức liền nhiệt tình hỏi. Đi đâu, đi khách sạn California Garden đi. Trần Phi suy nghĩ một chút, tuôn ra như vậy một chỗ tên, bởi vì là hắn nhớ được cái này thật giống như là tập đoàn Thương Hải bên dưới sản nghiệp. Khách sạn California Garden. Đây chính là vốn là ít có mấy cái khách sạn cấp 5 sao, chàng trai ngươi cái này là muốn đi vậy mướn phòng ở giữa sao. Ta nghe nói, chỗ đó có thể không tiện nghi, muốn lên ngàn đi.
Vậy bác tài vừa nghe Trần Phi lại muốn đi chỗ đó loại rượu mắc tiền tiệm, lập tức giật mình nói. Lấy hắn ánh mắt, tự nhiên không nhận ra Trần Phi trên người quần áo đều là nước ngoài nhãn hiệu nổi tiếng, đều là vậy Cẩm Tú Thiên Thành quản lý lựa chọn tỉ mỉ, tùy tiện một kiện chí ít cũng được mấy chục ngàn. Nhưng mà, hắn nhưng nhận ra Trần Phi trên chân mặc giày thể thao, đây chẳng qua là bình thường nhất hồng tinh người khác à, hơn nữa xem ra còn rất cũ nát, tự nhiên đương nhiên nhận là Trần Phi không thể nào là người có tiền, nhưng mà hắn nhưng lại muốn đi khách sạn cấp 5 sao ở. Chỗ đó làm sao đắt, ta làm sao có thể đã qua ở. Là bạn ta đang ở bên kia cùng ta, chỗ đó không phải rõ ràng một chút sao. Trần Phi vì sợ phiền toái, cứ nói như vậy. À, nguyên lai là như vậy, nhìn ta cái này tò mò sức lực, chàng trai ngồi yên, ta lái xe. Tài xế kia lúc này mới đương nhiên bừng tỉnh hiểu ra, lái xe hướng khách sạn California Garden đi tới. Chỉ chốc lát sau, khách sạn California Garden đến, chẳng qua là từ bên ngoài xem liền vô cùng xa hoa thở mạnh, nguy nga lộng lẫy, đập vào trong mắt là Hy Lạp hai cá tòa nữ thần hồ phun nước pho tượng, chung quanh chính là rậm rạp, làm người ta tâm thần sảng khoái vườn hoa đường mòn. Cầu nhỏ nước chảy, cảnh sắc thơm ngát, lui tới còn có rất nhiều sang trọng xe nhỏ, xốp, như bảo mã X6, Lao S Sirio, Jaguar, Maserati đợi một chút các loại, hiện ra hết xa hoa, phong cách cấp bậc cao nhã. Đây chính là khách sạn California Garden à, thật là sang trọng à. Trần Phi xuống xe taxi, nhìn vườn hoa đường mòn cuối kiến trúc xa hoa, không khỏi xúc động. Không hổ là khách sạn cấp 5 sao. Và hắn trước kia ở những cái kia nhà khách nhỏ so với, đơn giản là mắc tiền quá nhiều, siêu cấp khí phái. Quý khách, xin hỏi có cần gì không? Chỉ chốc lát sau thì có người phục vụ tiến lên hỏi. Biết cái thẻ này sao? Ta muốn dừng chân, Trần Phi đem Cao Chí Nam để lại cho hắn vậy tấm thẻ lấy ra. Đây là, quý khách ngài xin chờ một chút, ta lập tức đi mời chúng ta giám đốc khách sạn tới đây, người cái thẻ này. Hình như là tập đoàn chúng ta cao cấp thẻ khách quý. Người phục vụ kia thấy Trần Phi trong tay khách quý thẻ vàng nhất thời thần sắc cả kinh, vội vàng chạy đi tìm giám đốc khách sạn. Có tư cách cầm bọn họ tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý nhân vật lớn, cũng không phải là hắn chính là một cái nhỏ người phục vụ, có thể tiếp đãi. Cho nên phải nhanh lên đi mời quản lý tới mới được. Quý khách, ngài khỏe, ta họ Liền, xin hỏi có thể đem trong tay người thẻ cho ta nhìn một chút sao? Chỉ chốc lát sau, một vị nước chữ mặt to anh Tuấn Tiêu vẩy người trung niên chạy tới. Ừ, được, Trần Phi dĩ nhiên không thể nào cự tuyệt, tiện tay đem Cao Chí Nam cho hắn vậy tấm thẻ đưa tới. T, là thật. Tập đoàn Thương Hải dưới quyền có thật nhiều sản nghiệp, ví dụ như các loại khách sạn cấp sao dây chuyền, siêu thị dây chuyền, tổng hợp tính buôn bán thành đợi một chút, trong đó đặc biệt Cẩm Tú Thiên Thành, khách sạn California Garden cùng ký hiệu tính kiến trúc là nhất. Cho nên hắn hạ có thể phối hợp đạt được quản lý loại này chức vị, dĩ nhiên cũng coi là tập đoàn Thương Hải trung tầng, tự nhiên biết cái loại đó cao cấp thẻ khách quý. Tôn kính quý khách ngày khỏe, hoan nghênh đi tới bang California vườn hoa khách sạn vào ở, liền nào đó ước chừng đại biểu khách sạn toàn thể nhân viên, bày tỏ vô cùng vinh hạnh. Cho nên ngay sau đó vậy họ liền quản lý một bên cười theo, vừa nói ra như vậy làm người ta giật mình lời nói. Vị khách này, ngươi là muốn vào ở chúng ta khách sạn sao? Căn cứ trước kia giám đốc Cao phân phó, chỉ cần có quý khách cầm tờ này cao cấp thẻ khách quý tới, cũng có thể miễn phí vào ở chúng ta khách sạn nhất đẳng cấp cao phòng tổng thống, ngươi xem. Lúc này, vậy liền quản lý đã đem Trần Phi dẫn lên xe dành riêng cho, đi tới chân chính khách sạn sở tại, cung kính giới thiệu. Xa hoa khách sạn cửa vào bên trong đại sảnh, thỉnh thoảng có bầu mặc đồng phục nhân viên. Hay hoặc là ăn mặc mốt lung linh hào phóng quần áo khách nhân đến đi, nhưng khi bọn hắn thấy được giám đốc khách sạn lại có thể đối với một người trẻ tuổi cung kính như thế lúc này lập tức rõ ràng là có nhân vật lớn tới, hướng Trần Phi đầu đi ánh mắt kính sợ. Phòng Tổng thống, được rồi, vậy thì phòng Tổng thống, dù sao cũng chỉ một ngày mà thôi. Trần Phi bị đối phương trận này chiến đấu làm được mơ mơ màng màng, có chút bị hù dọa dáng vẻ, nhẹ giọng nói. Quý khách! Người muốn theo liền ở tới khi nào đều có thể. Vậy liền quản lý vẫn còn ở làm quen, một bên phân phó bên người đi qua nhân viên lập tức giúp hắn đi làm chuyện này, hơn nữa phải nhanh một chút. Làm xong những thứ này sau đó, hắn lại không nhịn được hỏi, quý khách, ngươi là tới tham gia tối nay được dạ tiệc từ thiện sao? Dạ tiệc từ thiện. Lần này nếu đổi lại là Trần Phi ngây ngẩn,
bởi vì là hắn cũng không biết cái gì dạ tiệc từ thiện. Thấy tình cảnh này, vậy liền quản lý còn lấy là mình nói gì sai, vội vàng bổ túc nói, là như vậy, tối nay ở chúng ta khách sạn sẽ có một chàng hết sức cao cấp dạ tiệc từ thiện, tới tham gia đều là chúng ta thành phố Bắc Sơn nhân vật lớn, giám đốc Cao cũng trở lại, cho nên ta mới vừa rồi lấy là. Trần bác sĩ, là ngươi sao? Ngay tại lúc này, đột nhiên có một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng từ phía sau truyền tới, đem cắt đứt. Cao, giám đốc Cao. Vậy liền quản lý quay đầu lại vừa thấy, phát hiện vậy người nói chuyện lại có thể chính là bọn họ khách sạn trực hệ cao nhất boss lớn Cao Chí Nam, lập tức cung kính thi lễ. Giám đốc Cao thật là tấu xảo à, người khỏe. Trần Phi một thấy người tới là Cao Chí Nam, lập tức cười chào hỏi. Thông qua trước khi sự kiện kia, mặc dù bọn họ bây giờ có mâu thuẫn, có hiểu lầm, nhưng cuối cùng cũng đều mở ra, hơn nữa hắn vậy gắng gượng bội phục đối phương. Dẫu sao, như vậy cả người chỗ cao vị người, có thể cho hắn loại này người tuổi trẻ quỳ xuống, bản thân này chính là một kiện rất đáng giá mời bái phục sự việc. Bất quá, hắn không chỉ chú ý tới Cao Chí Nam, hơn nữa hắn còn chú ý tới Cao Chí Nam bên người còn có một vị hơn 40 vị người đàn ông trung niên, vóc người trung đẳng, mặt chữ quốc, sống mũi cao gắng gượng, ánh mắt có thần, là một cái vừa vào mắt cũng rất có lực trùng kích người đàn ông trung niên, bên người còn đi theo một người quần áo đen. Cặp mắt rất có thần, cho người cảm giác rất nguy hiểm. Giám đốc Cao, vị này là, chỉ gặp vậy cười tủm tỉm mở miệng, lại là và Cao Chí Nam tương đương tùy ý nói chuyện, không câu nệ. Ngươi nhìn ta cái này cao hứng sức lực, đến đem Hoàng thị trưởng ngươi quên mất, thứ tội, thứ tội. Để ta giới thiệu một chút, vị này là thành phố Bệnh viện Trung ương Trần bác sĩ, y thuật hết sức cao minh, có thể nói hoa đà trên đời, trước đoạn thời gian đứa nhỏ xảy ra tai nạn xe cộ. Thiếu chút nữa chết, chính là dựa vào Trần bác sĩ diệu thủ hồi xuân, ngân châm cứu người, lúc này mới đem khuyển tử cứu sống tới đây, hắn là ta Cao Chí Nam đại ân nhân. Vậy Cao Chí Nam nói tới chỗ này, lại hướng Trần Phi diễn cảm nghiêm túc giới thiệu, Trần bác sĩ, vị này tin tưởng ngươi hẳn rất quen mặt đi, ta cũng không cho ngươi vòng vo, vị này chính là thành phố ta Hoàng Đào, Hoàng Phó Thị trưởng, vừa vặn hôm nay có cơ hội gặp, ngươi mau tới đây cho Hoàng Phó Thị trưởng chào hỏi. Hoàng Đào. Hoàng Phó Thị trưởng. Trần Phi nghe vậy sợ hết hồn, hắn trước là cảm thấy vậy người đàn ông trung niên diện mạo có chút quen mặt, nhưng không nghĩ tới người này lại là thành phố Bắc Sơn nhân vật số 4. Hoàng Đào, Hoàng Phó Thị trưởng, đây chính là tương đương kinh người quan, rất nhiều chuyện đều đủ để ở nơi này thành phố Bắc Sơn nửa tay che trời, năng lượng lớn được kinh người. Hơn nữa hắn trước mới vừa cùng con trai hắn Hoàng Phong đánh đối mặt, ngày hôm nay, không nghĩ tới lại cùng chánh chủ thấy được. Thật ý trời trêu người, gắng gượng trùng hợp. Nguyên lai vị này tiểu huynh đệ là một vị bác sĩ, là một nghề tốt, nếu ngươi và giám đốc Cao vậy biết, vậy ta liền khinh thường một hồi, kêu ngươi tiểu phi, cũng chớ để ý à. Cũng không biết là không phải bởi vì là cho Cao Chí Nam mặt mũi, vậy Hoàng Đào cho dù là thân là thành phố mình nhân vật số 4, thường vụ phó thị trưởng, vậy vẫn đối với Trần Phi rất hòa khí, lấy tiểu phi tương xứng, coi như là cho chân mặt mũi. Hoàng thị trưởng đây là nơi nào, người có thể gọi như vậy ta, là ta có phúc. Trần Phi lập tức cười nói. Tiểu Phi thật là biết nói chuyện. Vừa vặn, ngày hôm nay ở nơi này có cái dạ tiệc từ thiện, ta và giám đốc Cao đang chuẩn bị cùng đi xem. Tiểu Phi, ngươi nếu không phải cùng chúng ta cùng đi. Vậy Hoàng phó thị trưởng giống như là rất thích Trần Phi, phát ra mời. Hắn điều này hiển nhiên là ý tốt, có thể nói là xem ở Cao Chí Nam mặt mũi. Muốn dìu dắt đối phương một cái. Dẫu sao, có thể cùng hắn cái này thường vụ phó thị trưởng còn có Cao Chí Nam đi chung với nhau người, rơi vào trong mắt người khác, có chút ý nghĩa nhưng mà hết sức rõ ràng, lộ ra thấy rõ. Không ít người cũng biết chú ý, nhớ trong lòng. Hoàng Đào là ai? Đây chính là thành phố Bắc Sơn đáng mặt nhân vật số 4, thường vụ phó thị trưởng, tay cầm to lớn thực quyền, năng lượng lớn kinh người. Hơn nữa ở nơi này tương đối còn xem tuổi trong quan trường, hắn năm nay mới không tới 45 tuổi, tương lai nếu là thành tích xuất chúng nói, chỉ cần phía trên có người tùy tùy tiện tiện đứng ra đẩy hắn một cái, hắn thì sẽ đi được xa hơn, cao hơn một cái nấc thang, thậm chí tiến vào tỉnh cấp bậc hàng ngũ cũng không phải là không có khả năng. Mà đây loại định trước tiền đồ quang minh thành phố Bắc Sơn quan trường nhân vật lớn, lại có thể tự mình mời Trần Phi dự tiệc, không thể không nói. Cái này có lòng tốt đã tương đương rõ ràng, rất cho hắn Trần Phi còn có Cao Chí Nam mặt mũi. Nhưng mà, Trần Phi nghe vậy lại không có suy nghĩ nhiều như vậy,
hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt nói, đa tạ hoàng thị trưởng ý tốt, bất quá, ta hay là không đi. Hắn sở dĩ cự tuyệt, dĩ nhiên là bởi vì là ngày hôm nay ngày này gặp được không ít chuyện, để cho hắn chân thực hơi mệt chút, có thể cái này cự tuyệt rơi vào hoàng phó thị trưởng còn có Cao Chí Nam trong tay, mà không phải là chuyện như vậy, hai người đều có chút sắc mặt không tốt xem. Đã như vậy mà nói, vậy ta liền vậy không miễn cưỡng, giám đốc Cao, chúng ta đi thôi. Vậy hoàng phó thị trưởng thái độ rõ ràng trở nên kém rất nhiều, nhàn nhạt mở miệng. Cao Chí Nam thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, hướng về phía Trần Phi khoát tay, coi như là nói tạm biệt, sau đó đang chuẩn bị theo đã đi xa hoàng phó thị trưởng theo đuổi lúc này Trần Phi chợt đem hắn ngăn lại, nói, giám đốc Cao, đợi một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. À, chuyện gì? Vậy Cao Chí Nam nghe vậy ngẩn người, dừng chân hỏi. Vậy, hoàng phó thị trưởng, tối nay các người nếu là dự tiệc kết thúc sau đó, thời gian quá muộn nói, thì tốt nhất để cho hắn chớ đi, ở nơi này ở một đêm. Ta nói với hắn nói, hắn có thể không thể, giám đốc Cao ngươi nếu là tin lời của ta, liền khuyên hắn một chút đi. Trần Phi lại có thể mở miệng như thế nói. Trần bác sĩ, người ý của lời này là, hiển nhiên, vậy Cao Chí Nam nghe vậy vậy giật mình, có chút nhíu mày nói. Trần Phi thấy vậy trong lòng ngầm từ thở dài một cái, rõ ràng đối phương có thể vẫn là có chút không thể hắn. Bất quá cái này cũng bình thường, dẫu sao hắn bây giờ nói ở người hiện đại trong mắt, thật ra thì chính là cái loại đó giả tạo huyền học xem bói, nói trắng ra liền chính là nhảy đại thần, ngụy khoa học, cũng khó đạo Cao Chí Nam cao mày. Nhưng là hắn ở thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó, tự nhiên biết, cái này cái gọi là huyền học xem bói, tinh tương số mạng, tử vi đấu sổ. Hết thảy đều là thật, chẳng qua là rất khó học, nếu không phải huyền môn người tu đạo, khó khăn nắm giữ hắn số mạng, tự nhiên dần dần cũng đã thành hư giả. Nhưng mà hắn nhưng bởi vì là vận khí tốt, lấy được vị kia tu chân giới cao nhân tu luyện cái thế kỳ công tọa vong kinh, này kinh văn bao la vạn vật, vạn pháp quy nhất, trong đó tự nhiên cũng có không thiếu liên quan tới tinh tương số mạng, dự đoán huyền học đạo lý cùng thủ đoạn. Hôm nay bị hắn điều nghiên như thế mấy ngày, cộng thêm vậy đoạn truyền thừa thể hồ quán đính sau đó, cũng coi là sơ dòm cửa kính, nhìn thấu vậy hoàng phó thị trưởng vận thế có vấn đề, chán rời cung mơ hồ có huyết quang ẩn hiện. Là huyết quang tai triệu. Giám đốc Cao, người hẳn biết ta là một cái trung y, từ xưa huyền môn trung y không ở riêng, có ít thứ, người nếu như tin, vậy thì giúp hắn khuyên nhủ hoàng phó thị trưởng, cũng coi là một tốt bụng, nếu không tin, liền làm ta chưa nói qua. Trần Phi cũng biết nói thêm gì nữa hơn phân nửa vậy không làm nên chuyện gì, dứt khoát mở miệng như thế, nói xong liền xoay người rời đi, để cho hắn quản lý mang mình đi phòng tổng thống vào ở. Thấy tình cảnh này, Cao Chí Nam cũng coi là nghe được Trần Phi không nói đùa, nghiêm mặt, nhìn Trần Phi hình bóng mở miệng nói, ta sẽ đi nói cho hắn một cái. Dĩ nhiên, nếu là hắn đã nói như vậy, trong lòng vậy vẫn là không đối với chuyện này chân chính coi trọng, dẫu sao. Loại này giao dịch pháp huyền học quả thật quá thần bí, mơ hồ, nếu là không có chân chính đích thân thể nghiệm qua, luôn là để cho người khó mà tin tưởng. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì là Trần Phi đã cứu con trai hắn, hơn nữa bị hắn cho rằng là hoa đà trên đời, y thuật cao siêu, tương lai có thể lại cầu đến hắn mà nói, nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã mắng lên, chớ nói chi là vẫn là chỉ vào chọc giận hoàng phó thị trưởng nguy hiểm đi nói chuyện này. Đây hoàn toàn chính là ở không đi gây sự, uổng công chọc được hoàng phó thị trưởng khó chịu. Lão Cao à, mới vừa rồi vậy họ Trần chàng trai y thuật thật rất cao minh. Cao Chí Nam đi theo nhấc chân hướng hoàng phó thị trưởng đuổi theo, người sau vừa đi, một bên bình thản hỏi. Hoàng phó thị trưởng, Trần bác sĩ y thuật quả thật không có nói, người hẳn nghe nói thành phố bệnh viện Trung ương Lưu Trường Sơn, từ Trấn Hưng cái này hai vị bác sĩ tên chứ. Liền bọn họ cũng đối với Trần bác sĩ y thuật cam bái hạ phong, có thể gặp, hắn là quả thật có mấy phần chân tài thực học. Cao Chí Nam nghe được hoàng phó thị trưởng trong lời nói đối phương Trần Phi hơi bất mãn, âm thầm không biết làm sao lắc đầu, mở miệng nói. À, liền Lưu bác sĩ và Từ bác sĩ cũng đối với hắn y thuật cam bái hạ phong. Lần này đến phiên hoàng phó thị trưởng kinh hãi, bởi vì là thành tựu thành phố Bắc Sơn quan phụ mẫu. Hắn dĩ nhiên biết vốn là lợi hại nhất vậy mấy cái bác sĩ đại danh, thậm chí hắn còn đi bọn họ nơi đó xem bệnh. Nhưng bây giờ, Cao Chí Nam lại nói liền vậy hai vị y thuật cũng không bằng mới vừa rồi cái đó hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, cái này không thể không đưa tới hắn chú ý.
Nếu là thật đang người có năng lực, cho dù là xảy ra mới vừa rồi loại chuyện đó, cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái, bởi vì làm cho này cũng rất bình thường. Vừa gặp Hoàng Phó Thị trưởng rốt cuộc đối với Trần Phi để ý, Cao Chí Nam trong lòng do dự một chút, vẫn mở miệng nói, Hoàng Phó Thị trưởng, tối nay, nếu không ngươi ở nơi này khách sạn ở một đêm đi, mới vừa rồi Trần bác sĩ gọi ta lại nói cho ta, thật giống như ngươi hôm nay có chút không thích hợp ra cửa, sợ có huyết quang tai ương. Chẳng qua là hắn ở lúc nói lời này, trong lòng vẫn có chút hư, dẫu sao, loại này liền hắn cũng biết rõ không việc gì độ có thể tin nói. Lại nói ra liền có chút giống như là chuyện thiếu lâm, hơn nữa, còn có chút nguyền rủa người. Quả nhiên, vậy Hoàng Phó Thị trưởng nghe lời này một cái lập tức nghiêm sắc mặt, trong lòng đối với vậy Trần Phi ấn tượng thấp xuống rất nhiều. Chỉ gặp hắn lạnh lùng nói, ta nói lão Cao, bạn học cũ, người giàu gì cũng là người sinh viên đại học, chúng ta cái đó niên đại thi người sinh viên đại học cũng không dễ dàng, người đừng hồ đồ như vậy có được hay không? Huyết quang tai ương gì? Nếu để cho người nghe được ngươi Cao Chí Nam lại có thể tin cái này, khẳng định cầm cũng có thể cười rơi trên mặt đất. Nguyên lai, hắn lại còn là Cao Chí Nam là bạn học, trách không được hai người đi gần như vậy, có thể tức đã là như vậy, Hoàng Phó Thị trưởng vẫn là không nhịn được hướng Cao Chí Nam gửi một thông lửa. Huyết quang tai ương gì, đây quả thực là cười nhạo. Nghe mình bạn học cũ một lần qua loa nổi giận, Cao Chí Nam há miệng vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng đi theo lại suy nghĩ một chút. Vẫn là đàng hoàng nhắm lại. Dẫu sao, đồ chơi này liền chính hắn đều không tin, lại tại sao có thể thuyết phục người đâu. Nói sau Trần Phi bị cái đó mộ quản lý đợi đến lầu cao nhất phòng tổng thống sau đó, lập tức bị trước mắt xa hoa, đại khí gian phòng rung động đến, vô luận là các loại tuyệt đẹp đồ trang sức, bích họa, dụng cụ điện tử, hay hoặc là các loại chuẩn bị đầy đủ hết lắp thêm bộ phương tiện, cũng để cho hắn xúc động đây mới là người có tiền sinh hoạt. Có thể so với hắn trước ổ chó kia mạnh hơn nhiều lắm. Cũng không biết Cao Chí Nam nói cho hắn chưa nói, thôi, quản hắn, tắm trước rồi hãy nói. Trần Phi tiện tay cầm trong tay dương hành lý buông xuống, liền cởi xuống quần áo, lộ ra to lớn bắp thịt đi trong bồn tắm tắm. Khách sạn cấp 5 sao bồn tắm không thể so với bên ngoài cái loại đó hàng thông thường, mà là có thật nhiều những chức năng khác, tỉ như điều chỉnh nước ấm, đấm bóp đợi một chút các loại. Mà làm hắn thư thích xâm nhập ngâm ở trong bồn tắm, trong cơ thể linh khí nhưng không tự chủ vận chuyển. Đây là, Trần Phi nhất thời trong mắt tinh mang chớp mắt, lập tức ngồi xếp bằng cơ thể, bắt đầu vận chuyển tu luyện công pháp tọa vong kinh. Vốn là, đối với hắn loại này cấp thấp người tu luyện mà nói, mỗi ngày cao nhất thời gian tu luyện không thể nghi ngờ là mặt trời mọc lúc mặt trời mọc hết sức, tử dương sâu bầu trời mênh mông, khí trào cuồn cuộn, ích lợi vạn phần. Nhưng bây giờ làm hắn tu luyện tọa vong kinh môn này thần kỳ cái thế công pháp tu chân sau đó, lại có thể cả đêm trễ đều có thể cảm giác rõ rệt hỗn độn ngôi sao trong bầu trời đêm lực, thậm chí loáng thoáng có thể tiếp đón xuống, cung kỳ phụt ra phụt vô, đây tuyệt đối làm người ta vô cùng hâm mộ sự việc. Phải biết từ thời xưa Tần Vương Bình Bát Hoang quét sáu hợp, đốt sách chôn học trò, cắt đứt trời đất long mạch sau đó, toàn bộ trái đất linh khí cũng đã dần dần bắt đầu tản đi. Ở nơi này dạng một loại mạt pháp bối cảnh dưới, chỉ có mặt trời mọc vậy một chút tử dương sâu bầu trời mênh mông, mà tản ra mặt trời tinh khí, mới là tất cả người tu luyện hy vọng duy nhất, nhưng bây giờ Trần Phi tu luyện kinh thư nhưng vượt qua mọi người tưởng tượng, ở mờ mịt trong lại còn có thể tiếp đón ánh trăng nhập phàm trần, cung kỳ tu luyện, đây chính là một loại không kém với mặt trời tinh khí siêu cấp năng lượng, nếu là bị những thứ khác người tu luyện biết được, sợ rằng sẽ điên cuồng. Hưu. Hồi lâu sau, đại khái qua 2-3 tiếng, làm Trần Phi nhắm mắt lại phụt ra phụt vô tu luyện đang lúc, mơ màng nặng chiếu bầu trời đêm, tựa hồ có một đạo tịnh lệ tinh thần ánh sáng xuyên qua hỗn độn chạy như bay tới, cuối cùng đi tới khách sạn California Garden tầng chót nhất phòng tổng thống không vào Trần Phi meeting, ấn đường trong. Rồi sau đó, từng luồng ánh trăng không ngừng thông qua hư không trung truyền xuống đến phàm trần, tiến vào Trần Phi trong thân thể, làm hắn cả người toát ra hơi thở càng ngày càng mạnh, cuối cùng. Một tiếng nổ vang, Trần Phi cả người khí chất đột nhiên biến đổi, lại có thể, lại là hắn bước vào luyện khí tầng 2 cảnh. Thật là đáng sợ công pháp, lại có thể nhanh như vậy, sẽ để cho ta bước vào luyện khí tầng 2. Thật lâu sau đó, Trần Phi mở mắt ra, trong đó còn lưu lại kinh ngạc cùng rung động vẻ. Ở thừa kế vị kia tu chân giới nói cho người truyền thừa sau đó, hắn dĩ nhiên biết tu luyện là một kiện khó khăn bao nhiêu sự việc. Cho dù là thiên tài.
hơn nữa còn là đang tu luyện giới cái loại đó thịnh pháp thời đại, nếu như muốn từ luyện khí một tầng tu luyện tới luyện khí tầng 2, chỉ sợ cũng muốn mấy tháng thời gian, nhưng mà nó đâu, nhưng lại có thể chỉ dùng mấy ngày. Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Xem ra ta còn là một thiên tài tu luyện, Trần Phi tự luyến cười lên, đứng dậy lau khô thân thể chuẩn bị đi ngủ. Mặc dù hắn đã bước vào luyện khí tầng 2, nhưng là lại xa xa còn chưa tới cái loại đó có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ đến nước, hơn nữa ngày hôm nay vậy quả thật quá mệt mỏi, muốn mỹ mỹ đi ngủ cái lớn giấc thẳng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ban đêm, khách sạn California Garden dạ tiệc từ thiện kết thúc sau đó, chàng này dạ tiệc người làm chủ tự mình đi ra đưa Hoàng Phó Thị trưởng, Cao Chí Nam rời đi. Hoàng Thị trưởng, Giám đốc Cao, tối nay hai vị chịu nể mặt đến chơi, thật là quá cho ta mặt mũi, đa tạ, đa tạ. Vậy người làm chủ là sắp thành phố một nhân vật lớn, thủ hạ chấp trưởng một cái tập đoàn lớn, tuy còn không có đạt tới tập đoàn Thương Hải cái loại đó cao độ, nhưng cũng coi là rất có năng lực, độc bá một phương, liền Cao Chí Nam cũng được cho hắn mặt mũi. Được rồi, Giám đốc Trần ngươi liền đừng đưa chúng ta, bên trong vẫn chờ các người giải quyết tốt, ta và Giám đốc Cao liền đi trước một bước, không tiễn. Hoàng Phó Thị trưởng cười tủm tỉm mở miệng, tâm tình lộ vẻ được rất tốt. Bởi vì là ngay mới vừa rồi dạ tiệc từ thiện trong, hắn đã cùng vị này Giám đốc Trần chót miệng ước định 8 con số đầu tư lâu dài, nếu là thật đang có thể thực hiện, đối với hắn mà nói, cũng coi là một khoản tương đương không đúng thành tích, tự nhiên đáng giá cao hứng. Nếu Hoàng Thị trưởng ngươi đều nói như vậy, vậy Trần mỗ cũng không nhiều đưa, chú ý an toàn, tạm biệt. Vậy người làm chủ xin lỗi cười một tiếng, đi theo lại quay trở về khách sạn. Mặc dù dạ tiệc từ thiện kết thúc, nhưng kế tiếp tiệc rượu nhưng vẫn chưa kết thúc, Hoàng Phó Thị trưởng là bởi vì là không tiện, cho nên được đi sớm một chút, Cao Chí Nam tự nhiên vậy phải đi đưa hắn, dứt khoát vậy liền đi theo, nhưng hắn nhưng không giống nhau, bởi vì là hắn là bởi vì làm cho này trận dạ tiệc người làm chủ, còn được bận bịu rất lâu. Hoàng Thị trưởng, người đây là phải về nhà chứ, ta đưa người đi, vậy Giám đốc Trần rời đi sau đó, Cao Chí Nam hướng Hoàng Phó Thị trưởng mở miệng nói. Được rồi, bạn học cũ, người ý tốt ta tâm lĩnh, không quá ta vẫn là mình ngồi xe trở về, người xe kia, ta cũng không thể ngồi. Nhưng mà Hoàng Phó Thị trưởng chỉ ngừng ở cửa khách sạn xa hoa xe nhỏ, lắc đầu nói. Cao Chí Nam là làm ăn, thủ hạ xe tự nhiên cũng giá trị không rẻ, hở một tí triệu, hơn nữa có thể tùy tiện ngồi, nhưng mà hắn thân phận nhưng không giống nhau, thuộc về chánh phủ đảng viên. Rất lâu cũng được tránh hiểm nghi, nếu không, bị người nắm được cán thì sẽ xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, hắn liền trực tiếp hướng cách đó không xa khách sạn xe taxi đậu điểm đi tới, có thể hắn mới vừa không đi ra mấy bước, dưới chân lại đột nhiên mềm nhũn, lại có thể lập tức ngã nhào trên đất lên, mông lớn chân hung hăng ngồi ở nấc thang cạnh chân, đau được hắn đột nhiên hít hơi, cảm giác mình xương cũng sắp cắt mất, nhịn đau không được đắng quát to một tiếng. Lão Hoàng, người thế nào? Vậy Cao Chí Nam vừa mới chuẩn bị bước vào xe nhỏ rời đi, nhưng đột nhiên nghe được Hoàng Phó Thị trưởng kêu thảm thiết, tim không khỏi chợt giật mình, không hề nghĩ ngợi lập tức nhảy xuống xe, nhanh chân liền hướng địa phương thanh âm truyền tới chạy. Mà hắn cũng không có chạy ra bao xa, liền gặp mặt tái nhợt Hoàng Đào đang sụi lơ ngồi dưới đất, hai tay run rẩy chống đỡ trên đất, trán tràn đầy cuồn cuộn chảy xuống mồ hôi hột, mà hắn bên trái cái mông ngồi địa phương, bất ngờ là một bãi máu lớn. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều thay đổi, Hoàng Phó Thị trưởng bị thương. Cái này, thật chẳng lẽ bị hắn nói trúng. Thấy tình cảnh này, vậy Cao Chí Nam không có người thứ nhất xông lên đi hỏi mình bạn học cũ thế nào, bởi vì là hắn nhớ lại trước Trần Phi nói, không khỏi khí lạnh toát ra. Hoàng Thị trưởng ngươi không có sao chứ, như thế nào? Hắn đi theo muốn đi đỡ Hoàng Phó Thị trưởng, còn vừa ở quan tâm hỏi. Đừng, ta không lên nổi. Ta cái mông thật là đau. Nhưng mà, Cao Chí Nam chẳng qua là nhẹ nhàng muốn đỡ hắn đứng lên, Hoàng Đào lại một lần nữa sắc mặt đổi được trắng bệch, ngược lại hít một hơi khí lạnh, mồ hôi lạnh trên trán vậy từng hạt tròn như đậu vậy lăn xuống. Hắn cái mông quá đau, để cho hắn cảm giác căn bản không đứng nổi. Thấy tình cảnh này, Cao Chí Nam nhất thời sắc mặt đại biến, liên miên hướng bên cạnh nhân viên hét lớn, mấy người các ngươi sững sốt làm gì? Nhanh lên gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Bạn học cũ, người nói ta ngày hôm nay làm sao liền xui xẻo như vậy, đi đi lại còn có thể thành như vậy, ai, thật là, tê.
Vậy Hoàng Đào giờ phút này cũng không có thường vụ phó thị trưởng dáng điệu, một bên buồn bực mở miệng, một bên giống như là làm động tới đến vết thương, ngược lại hút khí lạnh. Lão Hoàng, ta cảm thấy, ngày hôm nay chuyện này cũng không phải là ngươi xui xẻo, còn nhớ có trước cho ngươi nói gì không? Huyết quang tai ương, nhưng mà Cao Chí Nam cũng không nghĩ như vậy, sắc mặt có chút khác thường nói. Huyết quang tai ương, ngươi nói là, Hoàng phó thị trưởng nghe vậy sắc mặt lúc này liền biến. Cả người không khỏi ngẩn ra, liền đau đớn đều quên. Mọi người đối với những thứ không biết luôn là đáp lại cực lớn sợ hãi cùng không biết tâm, như ngày hôm nay chuyện này, thật là người trẻ tuổi kia trong miệng huyết quang tai ương, vậy hắn Hoàng Đào có thể thì phải lật đổ trước kia tất cả thế giới quan, khái niệm. Cái này quá kinh người, vậy quá đáng sợ. Hu hu, thành tựu khách sạn lớn cấp 5 sao, khách sạn California Garden tự nhiên cũng phối hợp có xe cấp cứu, cho nên không mấy phút. Vậy xe cấp cứu cũng đã lái đến, sau đó một đường gào thét đi cách nơi này gần đây thành phố bệnh viện trung ương mở khu. Thành tựu vốn là lớn nhất, tổng hợp tính mạnh nhất tam giáp cấp bệnh viện, thành phố bệnh viện trung ương dĩ nhiên là bọn họ chọn đầu, hơn nữa cách chủ yếu nhất là khoảng cách gần đây. Bạn học cũ, người nói ngày hôm nay chuyện này là ngẫu nhiên, hay là thật là bị hắn nói chúng, nằm ở xe cứu thương bên trong. Hoàng Đào nghĩ tới trước Trần Phi thông qua Cao Chí Nam đối với mình nhắc nhở, hắn cũng cảm giác cả người khí lạnh ở bốc lên, không nhịn được hỏi. Nếu như ngẫu nhiên, hắn cũng không cần phải ngăn ta đặc biệt nói đi. Cao Chí Nam tự lẩm bẩm, trong chốc lát cũng có chút tâm tình khác thường cùng phức tạp. Vừa vặn Hoàng Phó Thị trưởng trước theo như lời, hắn cùng đối phương là bạn học cũ, cũng là năm đó duy một đi ra hai người sinh viên đại học, tự nhiên không thể những thứ này thần à quỷ, nhưng bây giờ. Sự thật liền đặt ở trước mắt, đối với hắn mà nói thật là lật đổ nhiều năm như vậy tới nay thế giới quan, đánh vào nhưng quá lớn. Ý ngươi là, chuyện này không phải trùng hợp. Hoàng Đào nghe vậy không nhìn được tim hung hãn co rút một chút, cũng không lo một bên nhân viên y tế mê hoặc ánh mắt, cả kinh nói, bạn học cũ, điều này sao có thể. Ngươi bất giác được chuyện này nếu như là thật, vậy thì quá kinh khủng, một người tại sao có thể làm được như thế trình độ. Được rồi, lão Hoàng. Người trước hay là đừng để ý nhiều như vậy, an an tâm tâm dưỡng bệnh, có chuyện gì, bọn chúng ta đi bệnh viện nói sau. Cao Chí Nam nhìn một cái cứu thương trong xe nhân viên y tế, chậm rãi nói. Tuy nói chuyện này đối với hắn và Hoàng Đào lực trùng kích đều rất lớn, nhưng mà, hắn lại cùng người sau bất đồng, bởi vì là hắn là một cái thương nhân, có một số việc, vô luận là thật thật giả giả cũng biết cầu cái an ủi, cho nên hắn vẫn là tin một chút phương diện này đồ. Chẳng qua là. Hắn nhưng không dám tưởng tượng Trần Phi đạo hạnh lại có thể như vậy khủng bố, có thể phán đoán một cái vận thế, phúc hề họa phục, để cho hắn sợ ngây người. Chề môi. Đột nhiên, Hoàng Đào trong quần áo điện thoại di động reo, Cao Chí Nam thấy vậy từ hắn quần áo trong túi sách đem điện thoại di động lấy ra, nhìn xem màn ảnh, liền đối với Hoàng Phó Thị trưởng nói, bạn học cũ, là nhi tử ngươi. Ngươi tiếp đi, nói cho hắn ta không có sao. Hoàng Đào giờ phút này còn đang cây idiota sợ với Trần Phi sự việc, vậy không tâm tư nghe điện thoại. Này, Tiểu Phong à, là ta, người Cao Thúc Thúc, ba người xuất hiện vấn đề nhỏ, bị thương, chúng ta bây giờ đang đem hắn đưa đi thành phố bệnh viện trung ương. Cái gì, người và tẩu tử muốn đi qua, vậy được đi, các người mau chạy tới đây đi. Cao Chí Nam gọi điện thoại sau đó, xông lên Hoàng Đào mở miệng nói, bạn học cũ, nhi tử ngươi nói hắn và tẩu tử muốn tới bệnh viện. Ừ, tới đi, Hoàng Đào vẫn là không có làm sao để ý, một mặt cây idiota sợ ngốc lăng. Thấy tình cảnh này, Cao Chí Nam lắc đầu một cái, giống vậy vậy rơi vào trong trầm mặc. Xe cứu thương một đường gào thét lái về phía thành phố bệnh viện trung ương. Cái điểm này cũng sớm đã là bệnh viện lúc tan việc ở giữa, mặc dù cũng có trực bác sĩ ở đây, nhưng hiển nhiên vẫn là thật phiền toái, thật may Hoàng Đào là vốn là thường vụ phó thị trưởng, chân chính nhân vật số 4. Không ai dám lạnh nhạt, lập tức thì có các phòng ban trực phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ điều động, cũng an bài người bệnh viện nhân viên đối với Hoàng Đào tiến hành cần thiết kiểm tra. Mà lúc này, một nam một nữ vậy vội vã chạy tới thành phố bệnh viện trung ương, chính là Hoàng Phó Thị trưởng con trai Hoàng Phong còn có vợ hắn, Đại học Bắc Sơn giáo sư Phùng Quyên. Cái này Phùng Quyên lớn lên hết sức có tiểu thư khuê các khí, vóc người trung đẳng, mang mắt kiếng, người mặc vào một kiện màu xanh áo lông. Một cảm thấy bệnh viện liền hướng về phía Cao Chí Nam tiêu vội hỏi, lão Cao, Hoàng Đào hắn thế nào? Có nghiêm trọng hay không?
Cao Chí Nam lắc đầu một cái, thở dài nói, bây giờ không biết, nhưng phỏng đoán thật phiền toái, ta mới vừa rồi đưa lão Hoàng lúc tới, liền nghe vậy bệnh viện bác sĩ nói, thương tổn tới ngồi cốt thần kinh, hơn nữa ngồi cốt vậy gãy xương, sợ rằng cần lập tức khai đao. Cao Thúc Thúc, ba ta tối nay không phải cùng ngươi đi tham gia cái gì dạ tiệc liền sao? Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Vậy Hoàng Phong vừa nghe lại có thể như thế nghiêm trọng, lại có thể không dừng được mở miệng nói. Ai, im miệng, làm sao đối với người Cao Thúc Thúc nói chuyện? Vậy Phùng Quyên lập tức khiển trách con trai một tiếng, lại lo lắng hướng Cao Chí Nam nói, lão Cao, ta cũng không hiểu cái này cái gì gãy xương, thần kinh tọa. Có thể, bên trong thành phố gần đây thì phải đổi khóa tuyển cử, người nói lão Hoàng nếu là bởi vì là chuyện này trì hoãn, nên làm cái gì à? Hoa Chí Nam nghe vậy chợt sững sốt một chút, lúc này mới nhớ tới bên trong thành phố thật giống như quả thật sắp động, mình vậy người bạn học cũ cũng ở đây vì thế chạy khắp nơi động. Dẫu sao hắn nếu có thể ở lần này đổi khóa tuyển cử trong tiến hơn một bước nói, đó chính là một bước lên mây, vùng đất bằng phẳng, thậm chí còn có tiến vào tầng thứ cao hơn hàng ngũ hy vọng. Nhưng nếu là lần này không thành công, hắn liền được đợi thêm 5-3 năm, đến khi đó, hắn tuổi tác liền hơi lớn đi. Phùng Quyên, người yên tâm, ta lập tức kêu thành phố bệnh viện trung ương lớn nhất cốt khoa bác sĩ cho lão Hoàng làm giải phẫu, nhất định đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, không có việc gì, người yên tâm. Cao Chí Nam mở miệng như thế, lập tức đi tìm đang bận rộn ở giữa các thầy thuốc. Giám đốc Cao, xin thứ cho ta nói thẳng, Hoàng Phó Thị trưởng tình huống này có chút nghiêm trọng, mấy người chúng ta đều không chắc chắn cho Hoàng Phó Thị trưởng làm cái này giải phẫu. Hơn nữa, cho dù là ta viện tất cả phòng chủ nhiệm bác sĩ tới, sợ rằng bọn họ chắc chắn cũng không biết rất lớn. Nhưng mà vậy mấy cái phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ nhưng lại có thể mở miệng như thế, thận trọng nói, làm Cao Chí Nam, Phùng Quyên đám người sắc mặt biến. Cái gì, tình huống thật có như thế nghiêm trọng, lão Hoàng hắn cũng bất quá là té lộn mèo một cái mà thôi, tại sao có thể như vậy? Cao Chí Nam không nhịn được chất vấn. Giám đốc Cao, không phải nói chúng ta mê sảng loạn, chỉ là ngồi cốt gãy xương cũng đã là chuyện rất phiền toái tình, chớ nói chi là ngồi cốt tổn thương thần kinh, cái này nếu là xử lý không cần, rất có thể đưa tới nửa người dưới héo rút, tê liệt. Vậy phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ thận trọng nói. Ngay vào lúc này, Hoàng Đào bị nhân viên y tế bước lui ra phòng kiểm tra, hiển nhiên cũng là biết bệnh mình tình nghiêm trọng tính, một mặt âm trầm, bầu không khí ngưng trọng. Lão Hoàng, nếu không chúng ta để cho Trần bác sĩ tới xem một chút đi, nói không chừng, hắn có biện pháp giúp ngươi. Ngay vào lúc này, Cao Chí Nam đột nhiên mở miệng nói. Làm Hoàng Đào nghe vậy trong mắt tinh mang chớp mắt, ánh mắt sáng lên. Cái gì Trần bác sĩ? Thành phố bệnh viện trung ương có vị Trần bác sĩ sao? Phùng Quyên nghe được Cao Chí Nam nói có chút hồ đồ, dẫu sao bởi vì là chồng nàng quan hệ, hắn vẫn đủ quen thuộc thành phố bệnh viện trung ương những cái kia tương đối lợi hại bác sĩ, tỉ như Lưu Trường Sơn Lưu bác sĩ, Từ Trấn Hưng Từ bác sĩ các loại, vậy cũng là ở trong nước được hưởng thịnh dự chuyên khoa, uy tín nhân sĩ, có thể trừ cái này ra, nàng nhưng không biết nào còn có cái Trần bác sĩ. Ngược lại là vậy Hoàng Phong nghe vậy ngẩn người, thật giống như nhớ tới cái gì, do dự nói, Cao Thúc Thúc, chẳng lẽ là vị kia Trần Phi, Trần bác sĩ? Tiểu Phong, người biết Trần bác sĩ? Lần này đến phiên Cao Chí Nam và Hoàng Đào có chút bất ngờ, cái trước gật đầu nói, đúng vậy, Trần bác sĩ mặc dù vừa mới tới thành phố bệnh viện trung ương nhậm chức, nhưng hắn y thuật nhưng liền Lưu Trường Sơn bác sĩ, Từ Trấn Hưng bác sĩ cũng tự thẹn không bằng, hơn nữa tối nay chuyện này. Dù sao, có lẽ hắn có thể có biện pháp cứu lão Hoàng. Nói xong hắn liền cho Hoàng Đào đánh một cái ánh mắt, một thân một mình cầm điện thoại đi ra bên ngoài trống trải hành lang đi cho Trần Phi gọi điện thoại. Cái này ngược lại cũng không phải gọi điện thoại này thì nhất định phải được tránh, chẳng qua là, dẫu sao chuyện này Trần Phi trước thời hạn liền cho bọn họ nhắc nhở qua, có thể bọn họ lại không coi ra gì, lần này xảy ra chuyện, vô luận là hắn, hay hoặc là Hoàng Đào, cũng không tránh được có chút lúng túng và thật mất mặt. Lão Hoàng, vậy cái gì Trần bác sĩ đáng tin không? Lão Cao lại còn nói hắn so Lưu bác sĩ, Từ bác sĩ cũng lợi hại, điều này sao có thể? Gặp Cao Chí Nam đi ra ngoài, Phùng Quyên lập tức có chút cào nhau. Rất hiển nhiên, nàng là không tin cái này không giải thích được nhô ra Trần bác sĩ, có thể so với thành phố bệnh viện trung ương ở trong nước được hưởng thịnh dự hai đại vương bài chủ nhiệm bác sĩ còn lợi hại hơn. Im miệng, chớ nói bậy bạ. Nhưng vào lúc này,
vậy nằm ở cứu thương trên giường Hoàng Đào nhưng sắc mặt thay đổi, có chút cuống quýt trợn mắt nhìn hắn phu nhân một cái. Phùng Quyên cùng Hoàng Phong nghe vậy nhất thời ngây ngẩn, không nghĩ tới Hoàng Đào không giải thích được lại có thể phản ứng lớn như vậy, đặc biệt đây vẫn chỉ là hắn người yêu thuận miệng lẩm bẩm cao nhau một câu, lại có thể đưa tới mắng một trận, làm Phùng Quyên nhất thời có chút mất hứng, nghiêm mặt nói, ta nói lão Hoàng, người có ý gì à? Hoàng Đào nghe vậy khóe miệng kéo một cái, sắc mặt có chút khác thường. Hắn trong lòng giờ phút này đang lúc trước sự tình phát sinh hoàn toàn bao phủ, đặc biệt là Trần Phi thông qua Cao Chí Nam miệng chuyển đạt, nhắc nhở hắn mà nói, giống như là một thanh kiếm bén treo ở cổ họng hắn, làm hắn cả người khí lạnh toát ra. Được rồi, chớ nói bậy bạ, vị kia Trần bác sĩ thật không đơn giản, đợi một hồi hắn nếu có thể tới đây là ta chữa bệnh nói, nhớ lấy, nhất định không thể thất lễ. Hoàng Đào nghiêm túc mở miệng, nhưng lại vậy chỉ nói nhiều như vậy, liền yếu ớt nhắm mắt lại, dưỡng thần. Ngược lại là Phùng Quyên nghe vậy ngẩn ra, cùng con trai nhìn nhau một cái, tất cả nhìn thấu đối phương nghiêm trọng vẻ kinh ngạc. Dầu gì chồng nàng cũng là cái này thành phố Bắc Sơn nhân vật số 4, thường vụ phó thị trưởng, thực quyền cực lớn, có thể hắn bây giờ nhưng lại có thể đối với một cái nho nhỏ bác sĩ như vậy coi trọng, thậm chí còn điểm chính dặn dò bọn họ không muốn thất lễ, kết quả này. Ngoài hành lang, Cao Chí Nam sâu thở một hơi, đã thông Trần Phi điện thoại, bất quá, hắn ở kêu một tiếng Trần bác sĩ sau đó nhưng dừng lại, bởi vì là liên quan tới chuyện về sau hắn cũng không biết nên nói như thế nào, có lẽ có điểm không dám nói. Giám đốc Cao, trễ như vậy tìm ta có chuyện gì? Ta nhưng mà đã ngủ, Trần Phi mơ mơ màng màng thanh âm từ trong ống nghe truyền tới. Cao Chí Nam nghe vậy lúc này mới cả người giật mình một cái. Vội vàng nắm điện thoại nói xin lỗi, Trần bác sĩ, ta không biết ngươi đã ngủ, quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi, thật là xin lỗi. Rất hiển nhiên, trải qua trước sự kiện kia, hắn đối với Trần Phi thái độ đã hoàn toàn do trước khi cảm kích, chuyển biến thành trong lòng bây giờ mặt mang một loại kính sợ. Mọi người luôn là đối với không biết sự vật ôm thiên nhiên sợ hãi tâm lý, tựa như cùng giờ phút này như nhau. Giám đốc Cao như thế khách khí làm gì? Là có chuyện gì cần ta giúp một tay sao? Nếu là có, liền cứ việc nói đi. Dù sao Trần Phi có chút bất ngờ, hỏi. Đúng như vậy, là Hoàng Phó Thị trưởng hắn xảy ra chuyện, ngay tại tối nay. Nghe được Trần Phi mà nói, Cao Chí Nam lúc này mới lên tiếng. Hoàng Phó Thị trưởng, xem ra hắn là không có nghe ta khuyên à, như thế nào, nghiêm trọng không? Trần Phi không nghĩ tới lại là chuyện này, lắc đầu than thở một tiếng, thuận miệng hỏi. Trần bác sĩ, người thật trước thời hạn nhìn ra Hoàng Phó Thị trưởng hắn. Tình huống có chút nghiêm trọng, chúng ta bây giờ ở trung tâm thành phố bệnh viện, theo những cái kia bác sĩ nói, Hoàng Phó Thị trưởng bể xương chậu, hơn nữa còn thương tổn tới ngồi cốt thần kinh, nếu như một cái không xử lý tốt, rất có thể. Cao Chí Nam không nói một chút. Từ Trần Phi thuận miệng nói ra trong, hắn có một ít đã hiểu, Trần Phi lại là thật trước thời hạn nhìn thấu Hoàng Phó Thị trưởng chuyện. Cái này làm hắn nội tâm rung động tới cực điểm, trợn mắt hốc mồm. Huyền học mà thôi, ta cũng vẻn vẹn chỉ là hiểu một chút ra mao. Như vậy đi, người để cho bệnh viện người trước đem Hoàng Phó Thị trưởng đưa về phòng giải phẫu, bây giờ liền đi qua. Trần Phi nghe được Cao Chí Nam trong giọng nói cây ết yêu ta sợ với kính sợ, cũng không có nói tỉ mỉ, cười nói. Vậy ta lập tức để cho người đã qua đón ngươi. Cao Chí Nam nghe vậy mừng rỡ. Lập tức phải phái người đã qua tiếp Trần Phi. Không cần như vậy phiền toái, ta bây giờ đang ở bên trong khách sạn, tự đón xe tới đây liền có thể. Ngược lại là Trần Phi ngại phiền toái, thuận miệng nói. Cao Chí Nam cái này mới phản ứng được, ý nghĩa đến vị này bản lãnh nghịch thiên Trần bác sĩ thật giống như không có xe mình, nhưng mà, điều này sao có thể chứ, lấy hắn bản lãnh, đừng nói chính là một chiếc xe, coi như là mấy triệu, mấy chục triệu. Phỏng đoán đều sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện đưa cho hắn. Chẳng qua là hắn nhưng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng nói, Trần bác sĩ, bây giờ thời gian hơi trễ, khách sạn những cái kia xe taxi hẳn rất khó khăn đánh, vẫn là ta tới đón người đi. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, ngược lại cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, dù sao thành phố bệnh viện trung ương cách nơi này cũng không muốn, cũng chỉ thuận thế gật đầu nói, tốt lắm, ngươi kêu người tới tiếp ta đi. Được. Trần bác sĩ, vậy thì mời ngươi chờ một chút. Cao Chí Nam nghe vậy lập tức đến, sau đó lo lắng cúp điện thoại. Rồi sau đó liền gặp đầy mặt hắn vui mừng trở lại phòng kiểm tra, hướng về phía Hoàng Đào còn có Phùng Quyên các người nói, lão Hoàng,
tẩu tử, Trần bác sĩ đã đáp ứng nói muốn đi qua. Hắn nói trước an bài lão hoàng đi phòng giải phẫu chờ, ta lập tức chạy tới khách sạn tiếp hắn. Phải không, vậy thì tốt quá. Phùng Quyên nghe vậy không khỏi trước mắt sáng lên, mặc dù nàng hoàn toàn không biết vậy Trần bác sĩ rốt cuộc là ai, nhưng nhìn chồng mình cùng giám đốc Cao lại có thể cũng lại có thể coi trọng đối phương, muốn đến nhất định không đơn giản, để cho nàng nhìn thấy cứu chữa chồng mình hy vọng. Tiểu Phong, người và người Cao thúc thúc cùng đi, nhớ được nhất định phải thả tôn kính một chút, nghe sao? Ngay tại lúc này, vậy Hoàng Đào yếu ớt trước mở miệng nói chuyện. Rất hiển nhiên, hắn cũng cùng Cao Chí Nam như nhau, trải qua trước sự kiện kia sau đó, trong lòng ở cũng không dám chút nào coi thường Trần Phi tâm tư, thậm chí cảm thấy muốn cho con trai mình đi mời, mới tính là lễ độ đếm, nếu không coi như là thất lễ, sợ đối phương mất hứng. Nhưng rất hiển nhiên, vợ hắn Phùng Quyên cùng con trai Hoàng Phong nghe vậy lại một sững sờ. Mặc dù bọn họ đã biết chồng mình phụ thân rất là coi trọng đối phương, nhưng không nghĩ tới lại đạt tới loại trình độ này, không chỉ có muốn cho Hoàng Phong đi theo Cao Chí Nam cùng đi mời, hơn nữa còn phải tôn kính một chút. Phải biết, tôn kính một chút cái từ này, ở hắn Hoàng Đào trong miệng có thể không phải có thể tùy tiện đủ nói ra được. Ba, ta biết, Cao thúc thúc chúng ta đi thôi. Hoàng Phong trong mắt lóe lên vẻ khác thường, cùng Cao Chí Nam đi ra kiểm tra lúc đó. Lão Hoàng, người nọ thật như thế lợi hại, đáng các người hai cái đối đãi như vậy. Cùng con trai mình và Cao Chí Nam rời đi sau đó, Phùng Quyên do dự một chút, hỏi. Thân là một cái giáo sư đại học, nàng mặc dù không tinh thông những người này tế lui tới, nhưng xem nhiều, nàng giàu gì vẫn là rõ ràng liền một ít. Hoàng Đào hôm nay thái độ đã hoàn toàn không giống như là đang đối với một cái y thuật cao minh bác sĩ, mà giống như là đang đối mặt một cái không dám đắc tội người. Phải biết, cho dù là đối mặt vốn là không tranh cãi chút nào người đứng đầu Mạc bí thư, hắn Hoàng Đào đều không phải là loại thái độ này, mà là đúng mực, có lý có chứng cớ. Ai, chuyện này cùng không chung xuống lại nói với người đi, ta bây giờ trong đầu đều là một đoàn loạn, không biết nên nói như thế nào. Hoàng Đào nằm ở cấp cứu trên giường, xoa xoa mình trán, thấp giọng nói. Nói sau bên kia, Cao Chí Nam cùng Hoàng Phong sau khi xuống lầu, liền trực tiếp ngồi lên ngừng ở dưới đất đậu xe nhỏ, để cho tài xế và hộ vệ cũng đi xuống trước, rồi sau đó một đường hướng khách sạn California Garden hô hô chạy băng băng đi. Cao thúc thúc, vị kia Trần bác sĩ thật giống như ở nơi đó. Chỉ chốc lát sau, Cao Chí Nam tự mình lái xe sắp đến khách sạn California Garden lúc này ngồi ở ghế cạnh tài xế Hoàng Phong đột nhiên chỉ ngoài cửa sổ nói. Cao Chí Nam nghe vậy lập tức tinh thần phấn chấn theo Hoàng Phong ngón tay phương hướng nhìn, chỉ gặp Trần Phi thật là ở chỗ đó. Trần bác sĩ. Cao Chí Nam lập tức lái xe đi, sau đó rất cung kính xưng hô một tiếng, làm đi theo phía sau xuống xe Hoàng Phong cơ hồ hóa đá, nhưng lại thật giống như cảm thấy thói quen. Ngay tại ngày hôm nay, Hoàng Đào và mình phụ thân thái độ, đã hoàn toàn để cho hắn trước đối với Trần Phi làm ra phán đoán, có gần như lật đổ tính thay đổi. Vô luận là đường đường tập đoàn Thương Hải Tổng Giám đốc Cao Chí Nam, tự mình lái xe, dương mắt tới đây đón người, hay hoặc là mình phụ thân, thành phố Bắc Sơn không tranh cãi chút nào nhân vật số 4, thường vụ phó tỉnh dài, lại cũng phải để cho hắn đi theo tới đây, hơn nữa điểm chính dặn dò để cho hắn thả tôn trọng một chút. Đây hết thảy, cũng biểu hiện cái này được gọi là Trần bác sĩ người tuổi trẻ tuyệt không đơn giản, rất có năng lượng, thậm chí đều không phải là hắn Hoàng Phong có thể đắc tội hoặc nhìn thẳng. Hoàng thiếu, Trần Phi vừa gặp người nọ ngẩn người, ngay sau đó nhớ tới Hoàng Phong là vậy Hoàng phó thị trưởng con trai, sẽ xuất hiện ở nơi này, ngược lại cũng không kỳ quái. Hai vị như thế khách khí làm gì, cứu người trọng yếu, trước mang ta đi qua đi. Trần Phi đi theo lên xe, hơn nữa còn là làm phía sau chỗ ngồi. Dĩ nhiên, chính hắn hoặc giả là vô ý hoặc là dứt khoát chính là không biết, ở Trung Quốc quan trường, trung tâm mua sắm lên, vô luận là tiệc rượu lên vị trí, vẫn là trên xe vị trí, đều có ý tứ. Vậy cũng phía sau một xếp đều là lãnh đạo hoặc là đại nhân vật vị trí, mà kế bên người lái chính là thư ký vị trí. Mà bây giờ, đường đường tập đoàn Thương Hải Tổng Giám đốc Cao Chí Nam lại có thể tự mình cho Trần Phi làm tài xế, Hoàng phó thị trưởng con trai Hoàng Phong vậy ngồi đàng hoàng ở kế bên người lái, thư ký chỗ đậu. Loại này coi trọng trình độ đã là không cần nói cũng biết. Bởi vì là ban đêm, ngoài cửa xe yên tĩnh một mảnh, hơn nữa trong xe Cao Chí Nam, Hoàng Phong đều có chút theo đuổi tâm tư của mình, cho nên, toàn bộ bầu không khí lộ vẻ được là lạ,
có dũng khí không nói được khó hiểu yên lặng cảm. Như vậy vượt 20 tới phút, Cao Chí Nam lái xe vững vàng dừng ở thành phố Bệnh viện Trung ương cửa. Trần bác sĩ, mời cùng ta tới. Hoàng Phong cơ hồ không thêm do dự xuống xe là Trần Phi mở cửa, sau đó rất cung kính dẫn Trần Phi đi vào bệnh viện. Mà làm Phùng Quyên tại giải phẫu bên ngoài cháy vội vã chờ đợi, cuối cùng thấy Trần Phi cung kính dẫn một người trẻ tuổi đi vào, nàng đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó lập tức nghênh đón, hướng Hoàng Phong còn có Cao Chí Nam hỏi, Tiểu Phong, lão Cao, vị kia Trần bác sĩ đâu? Hụ hụ hụ, mụ, vị này chính là Trần bác sĩ. Vậy Hoàng Phong lúng túng ho khan một tiếng, một mặt trịnh trọng giới thiệu. Cái gì? Phùng Quyên nghe vậy, ánh mắt chỉnh rất lớn, may là lấy nàng giáo sư đại học trầm ổn, xử sự không sợ hãi, giờ phút này cũng không nhịn được há to mồm, trợn tròn cặp mắt, chỉ Trần Phi lắp bắp nói, lão Cao, hắn chính là trong miệng các ngươi vị thần y kia. Nếu không phải nói lời này là nàng con trai, nàng sợ rằng cũng cảm thấy đây là đang nằm mơ hoặc là con trai mình có chút tinh thần không bình thường. Ở Cao Chí Nam trong miệng có thể làm cho thành phố Bệnh viện Trung ương hai đại vương bài Lưu Trường Sơn Lưu bác sĩ, Từ Trấn Hưng từ bác sĩ tự thẹn không bằng thần y, lại có thể chỉ là một hơn 20 tuổi tuổi trẻ, cái này, làm sao có thể? Đùa gì thế, loại chuyện này nếu là thật truyền đi, không biết sẽ có nhiều ít nhân viên y tế tức miệng mắng to. Lưu Trường Thanh, Từ Trấn Hưng hai vị bác sĩ thân phận bực nào, há cho như vậy loạn nói. Tẩu tử chớ nói bậy bạ, vị này thật sự là ta và lão Hoàng trong miệng Trần bác sĩ. Hắn y thuật rất cao minh, ngày đó nhưng mà ta chính mắt nơi gặp. Cao Chí Nam nghe lời này một cái lập tức hơi biến sắc mặt, cũng không lo thân phận, trai gái khác biệt, lại có thể trực tiếp đem Phùng Quyên kéo đến một bên, nhỏ giọng xì xào bàn tán, thậm chí giọng nghe đều có chút không khách khí. Ngược lại thì Trần Phi sớm đã thành thói quen liền loại này khinh thị, sao cũng được cười một tiếng, hướng bên cạnh Hoàng Phong nói, Hoàng Thiếu, ta đi vào trước xem Hoàng Phó Thị trưởng tình huống, nếu như không phải là chặt việc gấp, liền đừng để cho người tới quấy rầy ta, biết không? Trần bác sĩ xin yên tâm, ta nhất định sẽ là người canh kỹ cửa. Vậy Hoàng Phong lập tức bảo đảm nói, đợi một chút. Nhưng vào lúc này, một bên một vị nhân viên y tế chợt đứng dậy, đem Trần Phi ngăn lại. Một mặt bất thiện mở miệng nói, ngươi là người nào, tại sao có thể qua loa vào phòng giải phẫu? Rất hiển nhiên, muốn cho Trần Phi tới giải phẫu, đây là Hoàng Đào cùng Cao Chí Nam cùng chung quyết định. Nhưng mà, những thứ này thành phố Bệnh viện Trung ương bác sĩ nhưng không thế nào muốn. Bọn họ rất nhiều người cũng không nhận ra Trần Phi, tại sao có thể dễ dàng tha thứ tùy tùy tiện tiện một người qua loa đi vào phòng giải phẫu, là Hoàng Phó Thị trưởng làm giải phẫu. Phải biết, lấy Hoàng Phó Thị trưởng thân phận. Nếu là thật ở bọn họ bệnh viện xảy ra chuyện, bọn họ những người này có thể là tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Ta là khoa tâm huyết quản Trần Phi, cấp bậc là phó chủ nhiệm, các người nếu không phải biết ta mà nói, có thể cho Chu viện trưởng hoặc là Lưu Trường Sơn gọi điện thoại quả thật. Bây giờ ta muốn bắt đầu cho Hoàng Phó Thị trưởng làm giải phẫu, mời các người không nên quấy rầy ta, cảm ơn. Nhưng mà Trần Phi nhưng nói ra như vậy một phen, rồi sau đó trực tiếp đi vào phòng giải phẫu. Khoa tâm huyết quản Trần Phi, cấp bậc vẫn là phó chủ nhiệm. Làm sao ta trước kia cũng không có gặp qua hắn, thiệt hay giả, chẳng lẽ hắn là đang dối gạt ta? Vị kia ngăn lại Trần Phi bác sĩ ngây ngẩn, nghi ngờ nói. Bởi vì là chính hắn cũng là thành phố Bệnh viện Trung ương phó chủ nhiệm bác sĩ, theo lý thuyết, bên trong bệnh viện cùng hắn cùng cấp bậc hắn đều đã biết, hoặc là biết, nhưng mà, Trần Phi, hắn làm sao cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua danh tự này. Ta thật giống như biết hắn, nghe nói người này là khoa tâm huyết quản Lưu Trường Thanh bác sĩ tự mình tiến cử tới, y thuật hết sức cao minh, trước có một vị tai nạn xe cộ trọng thương người bệnh, lồng ngực chảy máu nhiều, lá phổi bị xương bể đâm thủng, đều bị hắn gắng gượng cứu trở lại, sau đó viện trưởng liền mời người này ở lại ta viện nhậm chức, hơn nữa vừa lên tới chính là phó chủ nhiệm bác sĩ cấp bậc, và chúng ta như nhau. Một vị khác bác sĩ tiếp lời. Xem ra hắn đã nhận được liên quan tới Trần Phi trước đại triển thần uy tin tức. Nguyên lai là như vậy, vậy đã như vậy mà nói, chúng ta liền ở bên ngoài đợi tí xem kìa, thăm hắn kết quả có thể hay không làm thành công chàng này giải phẫu. Vậy ngăn lại Trần Phi bác sĩ tự lẩm bẩm. Trong giải phẫu, Hoàng Đào đang nằm tại giải phẫu giường núi nhắm mắt ánh mắt, đột nhiên, cửa được mở ra. Chỉ gặp Trần Phi cười tủm tỉm đi vào, người mặc áo khoác dài màu trắng. Hướng về phía hắn chào hỏi, Hoàng thị trưởng, người tốt,
chúng ta lại gặp mặt à? Hoàng phó thị trưởng nghe vậy lập tức xấu hổ phải chết, một mặt lúng túng cười nói, Tiểu Phi, nha, không, Trần bác sĩ, ngươi xem là ta không biết đúng mực. Trước ngươi cũng nhắc nhở qua ta, ta còn không tin, kết quả biến thành như vậy, thật là xấu hổ à. Rất hiển nhiên, bây giờ đánh chết hắn cũng không dám ở gọi Trần Phi là Tiểu Phi, nếu không, hắn bên trong lòng mình đều sợ. Hoàng thị trưởng đừng nói như vậy, vốn là ta nói những lời đó đều là hư hư thật thật, nói không chừng có thể hay không linh nghiệm thật. Trước hay là để cho ta kiểm tra một chút ngươi thương thế đi. Trần Phi thuận thế đi tới trước. Trần bác sĩ, ngươi xem ta thương thế kia nghiêm trọng không? Có thể hay không rơi xuống cái gì hậu di chứng, ảnh hưởng đến sau này, cần nằm viện ở bao lâu? Hoàng Đào lúc này mới nhớ tới tránh sự, một bên tiếp nhận Trần Phi kiểm tra, một bên thấp thỏm bất an mở miệng hỏi. Đúng như lúc trước Phùng Quyên theo như lời, gần đây bên trong thành phố đổi khóa tuyển cử liền muốn bắt đầu, vô luận là hắn, cũng hoặc là bên trong thành phố ekip lãnh đạo có lý lịch, người có năng lượng, cũng nhắm ngay chuyện này đang trên dưới thu xếp, làm chuẩn bị. Đã có rõ ràng tin tức chỉ ra hôm nay thị trưởng sẽ bị chỉnh lên đến trong tỉnh mặt, mà hắn nguyên bản cái chỗ ngồi này dĩ nhiên là trống đi, bao gồm hắn, rất nhiều người cũng nghĩ ra được. Mà hắn Hoàng Đào thành tựu thành phố mình thường ủy phó tỉnh dài, kiêm nhiệm thường ủy, chuyện đương nhiên là tranh ngồi thị trưởng thứ nhất thuận vị người nối nghiệp. Có thể trên thực tế, hắn vẫn còn có một vị người cạnh tranh, đó chính là bên trong thành phố một vị khác phó thị trưởng, người này tên là Chu Trác, sau lưng có thành phố đại bí thư Mạc Thành thành tựu núi dựa, dã tâm không nhỏ. Thành tựu thành phố Bắc Sơn thành phố đại bí thư, người đứng đầu, Mạc Thành nơi có năng lượng không cần nói cũng biết. Là khẳng định có thể ảnh hưởng đến cái này thị trường chức vị cạnh tranh, cuối cùng rơi vào nhà nào. Cho nên gần đây Hoàng Đào rất là chuyện này phiền lòng, lại thêm tới gặp được loại chuyện này, nếu như hắn thật cần ở rất lâu viện mà nói, vậy liên quan tới tranh đoạt thị trường vị chuyện này, rất có thể liền Hoàng, dẫu sao phía trên không thể nào chọn một bệnh nhân làm thị trường chứ. Hoàng thị trưởng ngươi tình huống này không phải rất nghiêm trọng, chỉ cần ta là ngươi làm một chỉnh xương giải phẫu, đang nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hẳn liền không có gì đáng ngại. Ngay vào lúc này, Trần Phi kết quả kiểm tra đi ra. Tu dưỡng một đoạn thời gian, Trần bác sĩ, mời hỏi cái này một đoạn thời gian, là bao lâu? Nhưng mà Hoàng Đào nghe vậy nhưng giật mình trong lòng, liên miên đặt câu hỏi. 1-2 tháng đi, Trần Phi bản chữ đầu ngón tay đánh giá nói. À, cần 1-2 tháng. Hoàng Đào lần này rõ ràng luống cuống, nếu là thật để cho hắn ở bệnh viện này ở 1-2 tháng. Vậy liên quan tới tranh đoạt thị trưởng vị sự việc đặc định xong đời, hắn dĩ nhiên không muốn phát sinh loại chuyện này. Làm sao, Hoàng thị trưởng ngươi có vấn đề gì không? Trần Phi không nhịn được hỏi, bởi vì là hắn cảm thấy đối phương thái độ có chút kỳ quái. Đúng như vậy, Trần bác sĩ. Hoàng Đào giờ phút này rõ ràng có chút hoang mang rối loạn, không biết cái gọi là, một mặt lo lắng mở miệng nói ra hắn muốn cạnh tranh thị trưởng vị sự việc. À! Nguyên lai là như vậy, Hoàng thị trưởng ý ngươi là nói, ngươi không chờ được ở bệnh viện này nghỉ ngơi 1-2 tháng, cần phải mau sớm xuất viện, đúng không? Trần Phi sờ cằm một cái, ánh mắt híp lại nói. Là như vậy, Trần bác sĩ, ngươi có thể giúp ta một tay sao? Nếu là ngươi có thể giúp ta Hoàng Đào lần này, ta tất không bao giờ quên. Hoàng Đào bỗng nhiên hướng Trần Phi nói như vậy nói, giọng lộ vẻ được hết sức thành khẩn. Rất hiển nhiên. Hắn là lại nhớ ra rồi trước Trần Phi nhắc nhở hắn lời nói kia, bệnh cấp loạn đầu y, kỳ vọng Trần Phi thật là cái loại đó có lực lượng thần bí người, có thể cứu hắn. Để cho ta suy nghĩ một chút, Trần Phi nghe vậy trầm mặc một chút, đột nhiên nói ra những lời này. Trần bác sĩ ngươi, vậy Hoàng Đào nhất thời tròng mắt sáng lên, kích động, hắn không nghĩ tới chẳng qua là mình bệnh cấp loạn đầu y, lại có thể thật để cho Trần Phi nói ra những lời này. Để cho hắn suy nghĩ một chút. Đây ý là đối phương thật có biện pháp có thể cứu hắn. Trong chốc lát, Hoàng Đào trong lòng đối với Trần Phi kính sợ sâu hơn, thậm chí bật thốt lên nói cũng lập tức nhắm ở, yên tĩnh chờ đợi Trần Phi suy tính. Hoàng thị trưởng, nếu ngươi muốn cho ta giúp ngươi lần này, cũng được đi, bất quá ngươi được bảo đảm tiếp theo phát sinh tất cả mọi chuyện, ngươi sau đó đều không thể cho ngươi bất kỳ nhắc tới một câu, nếu không, ta là sẽ không ra tay cứu ngươi. Rốt cuộc Trần Phi suy tính kết thúc, mở miệng nói. Ta rõ ràng, ta Hoàng Đào ở chỗ này thề, liên quan tới hôm nay nơi sự tình phát sinh, ta tất không cho người bất kỳ tiết lộ một chút,
tất cả đều theo ta mang tới trong quan tài đi, nếu có không tuân theo, bị thiên lôi đánh. Nghe được Trần Phi trong miệng nói ra lời như vậy, Hoàng Đào chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một cổ khí lạnh, vội vàng bảo đảm nói. Mà đang ở Hoàng Đào tiếng nói rơi xuống sau đó, Trần Phi lòng bàn tay lại có thể hơi hiện ra ánh sáng, tại giải phẫu thất không tính là ánh đèn sáng ngời trong lộ vẻ được phá lệ chói mắt, vậy làm Hoàng Đào ánh mắt co rúm lại, đột nhiên mở lớn. Trần bác sĩ đây là, hắn không nhịn được hỏi. Không nên hỏi liền đừng hỏi. Nhưng mà Trần Phi chẳng qua là như vậy lạnh lùng mở miệng, làm người sau cả người một cái cơ trí, lập tức ngậm miệng. Liền sau đó một khắc, Trần Phi trực tiếp đi tới trước bắt đầu là Hoàng Đào làm giải phẫu, chỉnh xương. Mà làm tay hắn còn sống đao giải phẫu ở hắn trên mình hoặc là vết thương động tác lúc này Hoàng Đào rõ ràng cảm thấy có cổ hơi lạnh như băng lực lượng thần bí đang lưu động. Cái này làm hắn khẩn trương không dám thở ra liền một tia thở mạnh. Cho đến lúc này, hắn rốt cuộc rõ ràng tại sao Trần Phi có thể nhìn ra, hắn tối nay sẽ có huyết quang tai ương, tại sao bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng nhưng có như vậy kiêu nhân y thuật, nguyên lai là như vậy. Được, vẻn vẹn chỉ là chừng 10 phút, Trần Phi liền mặt tái nhợt kết thúc giải phẫu, lau đem trán cuồn cuộn rơi mồ hôi, dài thở dài một hơi nói. Trần Đại, Trần bác sĩ ngươi không có sao chứ? Hoàng Đào vốn là muốn gọi đại sư, có thể lời đến miệng, hắn nhưng nhớ tới trước Trần Phi muốn hắn hiển thị lời thề, lập tức đổi lời nói, nhìn một mặt tái nhợt, rõ ràng đã thân thể chi nhiều hơn thu Trần Phi mở miệng nói, cái loại đó cảm kích trước rõ ràng cho thấy hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Hắn rõ ràng nhìn ra, Trần Phi đoán chừng là bỏ ra giá cực lớn, mới đưa hắn chàng này giải phẫu thành công làm tới. Mà nếu không phải bởi vì là hắn vô lễ thỉnh cầu, cái này thật ra thì vậy cũng chỉ là một chàng phổ thông giải phẫu mà thôi, hắn tuyệt sẽ không như thế mệt mỏi. Mặc dù Hoàng Phó Thị trưởng giờ phút này đã làm được đủ nhún nhường, đủ cảm tạ, có thể Trần Phi nhưng vẫn là không có tâm tư gì phản ứng hắn, bởi vì giờ khắc này chi nhiều hơn thu được lợi hại. Rất hiển nhiên, hắn mới vừa rồi cho Hoàng Phó Thị trưởng trị liệu thủ đoạn đã không phải là đơn giản trung y, mà là trộn có kỳ môn, huyền thuật, cần vận dụng đến trong cơ thể hắn tu chân linh khí. Bất quá hắn nhưng đánh giá cao mình thực lực, cùng với đánh giá thấp đối phương bệnh tình. Dù sao tóm lại liền một câu nói, Trần Phi bây giờ phỏng đoán mệt mỏi được lười được nói thêm câu nào, cả người không có sức. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhiều nhất 3 ngày thời gian, ngươi là có thể xuất viện. Trần Phi nói xong cái này không cùng Hoàng Đào giữ lại, thì làm sạch sẽ lanh lẹ xoay người rời đi, đi ra phòng giải phẫu. Mà ở thấy được Trần Phi mặt tái nhợt đi ra phòng giải phẫu sau đó, Cao Chí Nam, Phùng Quyên các người đều là sắc mặt chấn động một cái, người sau lại là không nhịn được mở miệng, Trần bác sĩ, kết quả như thế nào? Đã không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi nữa mấy ngày liền có thể xuất viện. Trần Phi yếu ớt mở miệng, nhìn đối phương gật gật đầu nói, giám đốc Cao, Hoàng phu nhân, Hoàng thiếu, ta hơi mệt chút, liền đi trước một bước. Trần bác sĩ ta đưa ngươi, vậy Hoàng Phong nghe vậy lập tức cả người chấn động một cái. Lập tức theo bản năng mở miệng nói. Ha ha, không cần, Hoàng thiếu ngươi vẫn là lưu lại bồi bồi ngươi phụ thân đi. Nhưng mà Trần Phi nhưng đối với hắn khoát tay một cái, hiển nhiên không muốn để cho hắn đưa mình. Trần bác sĩ, đợi ta một chút. Ở nơi này, Cao Chí Nam đã tỉnh hồn vội vàng theo sau, nói Trần bác sĩ, ta ở lại chỗ này vậy không thích hợp, dứt khoát, sẽ để cho ta đưa ngươi trở về đi thôi, vậy thuận đường. Vậy, được rồi. Trần Phi giờ phút này quả thật có chút tinh lực chi nhiều hơn thu, cũng chỉ lười được ở khước từ, đáp ứng. Ngay tại Trần Phi cùng Cao Chí Nam rời đi sau đó, bệnh viện người bệnh viện nhân viên đem Hoàng Đào từ phòng giải phẫu chuyển đến cấp cao phòng bệnh, Phùng Quyên một mặt quan tâm hướng về phía chồng mình nói, lão Hoàng, người thật không sao. Vậy Trần bác sĩ nói người qua mấy ngày là có thể xuất viện. Đúng vậy, không sao, Trần bác sĩ đúng là một vị thần y. Vậy Hoàng Đào nằm ở bệnh mình trên giường, đầu óc trước hiện lên ngày này phát sinh cơ hồ lật đổ hắn thế giới quan sự việc, không khỏi thở dài nói. Vậy thì thật là quá tốt, chẳng qua là ở mấy ngày viện mà nói, hẳn cũng sẽ không ảnh hưởng đến người đoạn này thời gian đang chạy sự việc. Vậy Phùng Quyên vui vẻ nói, trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Ba, vậy Trần bác sĩ thật có lợi hại như vậy sao? Ta mới vừa rồi nhưng mà còn nghe những cái kia bác sĩ nói. Ba người bệnh rất nghiêm trọng, cho dù là giải phẫu thành công, chỉ sợ cũng muốn nằm viện 2-3 tháng, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Vậy Hoàng Phong đột nhiên chen miệng nói,
một mặt phức tạp. Xem ra ngày hôm nay chuyện này đối với hắn đánh vào vậy thật lớn, vô luận là mình phụ thân còn có Cao Chí Nam đối với Trần Phi thái độ, cùng với đối phương vậy quỷ thần khó lường y thuật, cũng để cho hắn cảm giác được mình cái này hơn 20 năm thật là sống uổng, dẫu sao thật nếu nói, hắn và Trần Phi cũng là không sai biệt lắm tuổi tác lớn nhỏ à. Lợi hại, vị kia Trần bác sĩ đã không phải là đơn giản đến có thể dùng lợi hại để hình dung. Nhưng mà vậy Hoàng Đào nghe vậy, chợt mở miệng như thế, trong lời nói mang nồng nặc kính sợ. Lão Hoàng ngươi, Phùng Quyên và hắn đã có hơn 20 năm, tự nhiên rất rõ ràng chồng mình, dĩ nhiên vậy thật bất ngờ chồng mình lại có thể sẽ dùng loại giọng nói này đi hình dung một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Ba. Vậy Trần bác sĩ thật có như thế lợi hại. Liền ngươi vậy, Hoàng Phong cũng là một mặt rung động, không tin dáng vẻ. Ai, đúng vậy, vốn là ngày hôm nay ta thì không cần gặp phần này tội, đáng tiếc là ta thật không có đem Trần bác sĩ nói nghe vào, kết quả, là được như vậy. Hoàng Đào thở dài một cái nói. Ba nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu ngươi lời này là ý gì. Vậy Hoàng Phong nghi ngờ mở miệng. Hắn mẫu thân Phùng Quyên cũng là một mặt không giải thích được dáng vẻ. Nói ra các người chỉ sợ cũng không thể, ngay tại tối nay, ta và lão Cao đi khách sạn California Garden tham gia sắp thành phố cái đó giám đốc Trần cử hành dạ tiệc từ thiện lúc này từng đụng gặp qua Trần bác sĩ một mặt, khi đó hắn sẽ để cho lão Cao nhắc nhở ta, tối nay nói ta tốt nhất ngay tại khách sạn ở, ngủ một đêm, nếu không chỉ sợ sẽ có huyết quang tai ương, ta không tin, nhận là đó là lời nói vô căn cứ mê tín. Kết quả cứ như vậy, đi trên đường không giải thích được liền ngã xuống. Ai, Hoàng Đào một mặt phức tạp mở miệng nói. À, Hoàng Phong nghe vậy cùng Phùng Quyên nhìn nhau một cái, tất cả không thể tưởng tượng nổi há to miệng, con mắt kinh hoàng, sau lưng lại là không khỏi cảm thấy có từng tia khí lạnh thẳng hướng phía trên bò. Lại xem bên kia, Cao Chí Nam đồng dạng là đem hộ vệ còn có tài xế ở lại bệnh viện, để cho chính bọn họ đón xe trở về. Sau đó hắn liền rất cung kính làm Trần Phi tài xế, chuẩn bị đưa Trần Phi trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Một màn này nếu là bị những người khác thấy, sợ rằng hoảng sợ cằm cũng mở to, hợp cũng hợp không khép. Cao Chí Nam là người nào? Đây chính là thành phố Bắc Sơn đầu rồng tập đoàn một trong tập đoàn Thương Hải Tổng Giám Đốc, có thể hắn bây giờ nhưng lại có thể lại là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ làm tài xế. Loại đãi ngộ này, sợ rằng bên trong thành phố tất cả cục trưởng. Phổ thông phó thị trưởng đều không cái này cao cấp đãi ngộ. Như vậy có thể gặp, ngày hôm nay phát sinh chuyện này là biết bao rung động hắn Cao Chí Nam nội tâm, không chỉ có Hoàng Đào, Hoàng phó thị trưởng, liền hắn Cao Chí Nam giờ phút này trong lòng cũng là Trần Phi tràn đầy nồng nặc lòng kính sợ. Loài người, luôn là trời xanh đối với không biết thần bí sự vật tràn đầy sợ hãi. Trần bác sĩ, tối nay thật là phiền toái ngươi, trễ như vậy còn làm phiền ngươi tới đây là lão Hoàng xem bệnh. Ở trên đường, Cao Chí Nam thận trọng mở miệng nói. Cứu người muốn chặt, ta dù sao cũng là một bác sĩ, tóm lại vẫn có chút y đức. Trần Phi khoát khoát tay, yếu ớt mở miệng, bất quá hắn giờ phút này ngược lại là so với trước đó nhìn như tốt hơn rất nhiều, giống như là đã tỉnh lại sức lực. Đi theo, Trần Phi đột nhiên mở miệng hỏi, Hoàng phó thị trưởng chuẩn bị muốn thăng quan. Cao Chí Nam nghe vậy ngẩn người, lập tức gật đầu nói, là như vậy. Ta nghe lão Hoàng nói, gần đây trong tỉnh mặt đã truyền tới rõ ràng tin tức phải đem thị trưởng hắn cao giọng đi trong tỉnh, vị trí này dĩ nhiên là chống đi. Lão Hoàng hắn là thường vụ phó tỉnh dài, cũng coi là tên chân ngôn thuận thứ nhất người nối nghiệp, cho nên muốn tranh một chuyến. Dù sao lấy hắn bây giờ tuổi tác, nếu là có thể ngồi lên thị trưởng cái vị trí này nói, tương lai sợ rằng còn có thể leo lên, mà nếu là lần này không có thành công, đối với hắn tương lai sĩ đồ mà nói, vẫn là ảnh hưởng thật lớn. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, bất quá, nghe nói Mạc Bí Thư cố ý muốn cất nhắc mình thân tín lên chức, chính là vốn là một vị khác phó thị trưởng Chu Trác, bất quá hắn so lão Hoàng thấp nửa cấp, cũng không phải là thường vụ. Nguyên lai là như vậy à? Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái, đột nhiên cười cười nói, giám đốc Cao, ngươi khẳng định ngươi muốn Hoàng phó thị trưởng lần này thành công lên đi. Đương nhiên biết, lão Hoàng lần này nếu là có thể thành công đi lên nói. Ta thì sẽ đem tập đoàn Thương Hải trụ sở chính rời tới nơi này, dẫu sao, có hắn ở đây, ta cuộc sống sau này cũng biết dễ dàng một chút. Cao Chí Nam cũng không dám giấu giếm, cười nói. Quả thật, trên thực tế sau lưng hắn núi dựa chính là Hoàng Đào, nếu như hắn có thể tiến hơn một bước nói,
vô luận là đối với hắn, hay hoặc là đối với sau lưng hắn tập đoàn Thương Hải đều là một cái thiên đại tin tức tốt, hắn tự nhiên hết sức trông chờ. Hoàng phó thị trưởng người không tệ, có lẽ lần này có thể thành công đi. Trần Phi nghe vậy cũng là cười nói. Trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như Hoàng Đào lần này thật thành công đi lên nói, có lẽ đối với hắn mà nói vậy là một chuyện tốt, dẫu sao bọn họ bây giờ quan hệ không tệ, mình vậy còn cứu hắn một lần. Thưa Trần bác sĩ người chúc lành, vậy Cao Chí Nam lập tức cười lên, bởi vì là Trần Phi mà nói, để cho hắn không giải thích được trong lòng nhiều hơn rất nhiều an ổn và lòng tin. Đi theo, hắn ánh mắt chớp mắt, do dự mở miệng hỏi, Trần bác sĩ, không biết người bây giờ ngủ ở chỗ nào, có thể có rảnh hay không tiết lộ một chút. Hắn bỗng nhiên vang lên trước ở khách sạn phòng khách thấy Trần Phi lúc này trong tay đối phương lại còn cầm một ít quà tặng, cho nên hắn mới không nhịn được hỏi, chẳng lẽ Trần bác sĩ bây giờ còn chưa chỗ ở. Ngày hôm nay mới vừa tiền mướn phòng đến kỳ, cho nên tới nhà ngươi mở khách sạn đối phó một đêm, làm sao, giám đốc Cao ngươi không phải không hoan nghênh ta chứ? Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, trêu ghẹo vậy mở miệng nói. Trần bác sĩ ngươi đây là nơi nào, đừng nói một đêm, chính là ngươi ngày ngày ở tại trong khách sạn, ta Cao Chí Nam cũng là vô cùng hoan nghênh, đây là ta vinh hạnh à. Vậy Cao Chí Nam lập tức khẩn trương nói. Ai, đùa giỡn, giám đốc Cao ngươi đừng làm được như thế nghiêm túc mà. Trần Phi thấy vậy có chút khóc cười không được, chỉ có thể tùy tiện khác tìm một đề tài nói, giám đốc Cao ngươi xe này thật không tệ, bao nhiêu tiền mua. Cao Chí Nam là làm ăn, thủ hạ tập đoàn Thương Hải lại là giá trị mấy tỷ đồ vật khổng lồ, tự nhiên lái xe cũng không phải đồ rẻ tiền sắc, tựa như cùng bây giờ chiếc này, chính là xe hơi nghề nghiệp cao phương diện phẩm chất Bentley dưới cờ mộ thượng xe thương vụ, giá trị 5-6 triệu. Loại này xa xỉ xe dĩ nhiên không tệ, làm vô cùng thoải mái. Cũng chỉ mấy triệu, Trần bác sĩ người muốn là thích, ta lập tức phái người đi kinh thành cho ngài ổn định một chiếc, bởi vì là chừng 10 ngày là có thể đến. Cao Chí Nam nghe lời này một cái lập tức hưng phấn, muốn đầu kỳ sở hảo. Đối với hắn người của tầng thứ này vật mà nói, mấy triệu thật đã không coi tiền vào đâu, mà nếu có thể mượn này giao hảo Trần Phi mà nói, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tương đương tính toán mua bán, hắn đặc biệt nguyện ý làm. Đừng, xe này không thích hợp ta có thể không muốn lại đi tìm cái gì tài xế. Trần Phi nghe vậy lập tức cự tuyệt, làm trò đùa, xe này mặc dù tốt, nhưng quả thật không quá thích hợp hắn, nhất định phải có người tài xế mới lộ vẻ được bình thường, nếu không chính hắn ở trong mắt người khác phỏng đoán là được tài xế, chân thực không cần phải. Vậy, Cao Chí Nam nghe vậy còn muốn nói điều gì, lại bị Trần Phi cắt đứt. Được rồi, giám đốc Cao, ta muốn mua xe nói sẽ tự mình đi xem một chút nói, dù sao ngươi không phải cho ta tấm thẻ, có thể tùy thời từ các người nơi đó xách 50 triệu sao. Được rồi, ta hơi mệt chút, thì chớ nói những chuyện này. Trần Phi mở miệng nói. Cao Chí Nam nghe vậy, chỉ có thể xóa bỏ. Rồi sau đó bọn họ liền đi tới khách sạn California Garden, Trần Phi xuống xe, trực tiếp lên lầu trở về phòng tổng thống đi ngủ, hắn bây giờ là thật mệt mỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời đều đã treo ở trời cao, sưởi ấm vùng đất lúc này Trần Phi lười biếng tỉnh lại, một mặt mơ hồ từ trên giường rửa mặt đánh răng. Không thể không nói, hắn tối hôm qua là vậy Hoàng phó thị trưởng làm động tác tay quả thật quá khinh thường, Cao xem mình năng lực, vậy đánh giá thấp đối phương bệnh tình, cưỡng ép ra tay, kết quả là thành như vậy, trong cơ thể linh khí chi nhiều hơn thu, đến ngày thứ hai bây giờ cũng còn không có khôi phục, nếu không, hắn không thể nào trễ như vậy mới từ trên giường bò dậy. Dẫu sao, trước kia mỗi sáng sớm hắn cũng biết rất sớm liền dậy tu luyện, rèn luyện thân thể. Rửa mặt xong sau đó, Trần Phi xách hành lý, đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị rời đi cái này đi ra ngoài ăn một chút gì, sau đó tìm một nhà cho mướn. Dẫu sao, hắn ngày mai sẽ phải đi thành phố bệnh viện trung ương xem mạch, đến lúc đó có thể không có gì thời gian rỗi rãnh tới xử lý những chuyện này. Quý khách ngài khỏe, ngươi là muốn đi ăn cái gì sao? Ngay tại lúc này, ngoài cửa phòng truyền tới một tiếng mềm mại thanh âm. Chỉ gặp một cái mặt mũi kiều tốt, vóc người nóng bỏng, có chừng 1m67 chừng người đẹp người mặc giám đốc khách sạn đồng phục, đang rất cung kính đứng ở ngoài cửa mặt. Thật là đẹp à, Trần Phi không khỏi hít mũi một cái, trong lòng âm thầm thở dài nói. Ngươi là, đi theo hắn lại mở miệng hỏi. Quý khách ngươi tốt, ta là khách sạn này quản lý, ngươi có thể kêu ta Lệ Lệ. Là giám đốc Cao tối hôm qua phân phó ta,
khách xem người ngươi có cái gì không yêu cầu. Quản lý kia xinh đẹp cười một tiếng, hướng về phía Trần Phi mở miệng. Đồng thời, nàng còn len lén dùng ánh mắt quan sát Trần Phi, tịnh lệ trong con ngươi tràn ngập tò mò. Kết quả là người nào, lại có thể tối hôm qua để cho hắn bọn họ tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao tự mình làm tài xế đưa tới, hơn nữa điểm chính dặn dò nàng, nhất định phải thỏa mãn đối phương hết thảy nhu cầu, vô luận là cái gì, chỉ cần là bọn họ khách sạn, hoặc là tập đoàn Thương Hải làm được. Nguyên lai nàng tối hôm qua đều thấy được. Tối hôm qua, đó không phải là ngươi một đêm cũng không ngủ. Được rồi, đừng để ý ta không sai biệt lắm vậy phải đi. Trần Phi có chút bất ngờ nhìn đối phương một cái, chợt cười lên tiếng. Đừng, quý khách, là như vậy, giám đốc Cao tối hôm qua có lời để cho ta chuyển đạt cho ngươi. Hắn nói, quý khách ngài nếu là không ngại, liền ở lại chúng ta khách sạn ở đi. Tin tưởng nơi này hẳn so ngươi đi ra ngoài cho thuê địa phương, phải tốt hơn nhiều. Sau khi nói xong, vậy tự xưng là Lệ Lệ quản lý mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Có tư cách vào ở bọn họ khách sạn phòng tổng thống, hơn nữa còn bị bọn họ giám đốc Cao như vậy tôn kính người, làm sao biết, còn cần đi ra ngoài mướn nhà ở đâu. Thật là kỳ quái. Liền ở nơi này, Trần Phi nghe vậy ngẩn người, trầm mặc xuống, có chút do dự. Dù sao ngươi thật đúng là đừng nói, nơi này không hổ là thành phố Bắc Sơn cao nhất đương khách sạn cấp 5 sao phòng tổng thống, vô luận là cần gì đều có, đều rất rất thuận lợi, hơn nữa hắn tối hôm qua vậy ai tương đương thoải mái, và hắn trước kia ổ chó so với, thật là tốt quá nhiều quá nhiều. Nhưng nếu là phải ở lại chỗ này tiếp tục ngồi xuống nói, tiền cái gì cũng còn, chủ yếu nhất là, tốt như vậy giống như có chút thiếu đối phương ân huệ, hắn cũng không muốn kết cục này. Quý khách, giám đốc Cao còn có một lời để cho ta chuyển đạt cho ngươi, chính là chẳng qua là một bộ phòng tổng thống mà thôi, thật không coi vào đâu, xin quý khách ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ở lại đây đi. Quản lý kia lại mở miệng lần nữa, làm Trần Phi nghe vậy sững sốt một chút, rồi sau đó hạ quyết tâm. Vậy cũng tốt, những thứ này hành lý làm phiền ngươi giúp ta trả về, ta bây giờ phải đi tìm ít đồ ăn. Trần Phi đáp ứng, tiện tay buông xuống trong tay thi lễ, cười hướng thang máy đi tới. Quý khách, nhà ăn ở thứ lầu 3, nơi đó 24 giờ đều có thảm bữa ăn phẩm cung ứng, ngài có thể bằng vào phòng tổng thống thẻ phòng, miễn được liền bữa ăn. Quản lý kia hướng về phía Trần Phi rời đi hình bóng hô to, rồi sau đó thận trọng đem Trần Phi dương hành lý thả lại gian phòng, rất sợ đồ vật bên trong bị nàng làm nát vụn như nhau. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết thật ra thì dương hành lý kia bên trong chính là một đống giá rẻ túi quần áo, túi quần mà thôi. Toàn cộng lại cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Này, người tốt, xin hỏi là. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Trần Phi đang khách sạn California Garden bên trong cầm bữa ăn sáng, bỗng nhiên hắn điện thoại vang lên, hơn nữa điện tới biểu hiện vẫn là một cái hắn không nhận biết nói, làm hắn nghi ngờ cầm lên điện thoại hỏi. Này, người tốt, xin hỏi là Trần Phi sao? Ta là Mộ Dung San, chính là hai ngày trước ở thị trường lao động bên ngoài bị ngươi cứu vị kia. Từ micro một bên kia truyền đến dễ nghe thanh âm, mà lời kia nội dung nhưng làm Trần Phi ngây ngẩn. Mộ Dung San, mấy ngày trước, đó không phải là. Hắn trong đầu lập tức xuất hiện một đạo tịnh lệ bóng người. Chính là vị kia mấy ngày trước ở thị trường lao động bên ngoài bị hắn cứu, một vị tên là Mộ Dung San mốt lung linh người đẹp, hơn nữa tựa hồ rất cao có tiền, liền tọa giá đều là chiếc Maserati. À, là ta là Trần Phi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Phi đột nhiên không giải thích được đỏ mặt, có chút cả lăm hỏi. Là như vậy, ta muốn cảm ơn ngươi ngày đó cứu ta, cho nên muốn mời ngươi ăn bữa cơm, không biết, ngươi ngày hôm nay có thì giờ rảnh không? Từ lời kia đồng một bên kia truyền đến như chuông bạc mềm non thanh. À, ngươi muốn mời ta ăn cơm? Làm sao, Trần Tiên Sinh ngươi ngày hôm nay không có ở đây sao? Vậy như chuông bạc mềm non thanh âm có chút thấp, hơi thất vọng. À, có thời gian, Mộ Dung tiểu thư, là buổi trưa hôm nay còn là buổi tối. Trần Phi lập tức phản ứng trở lại, liên tục ho khan mấy tiếng, lấy che giấu mình lúng túng, vội vàng nói. Có siêu cấp đại mỹ nữ mời khách ăn cơm, không đi. Vậy thì thật là thiên lý bất dung à. Trần Tiên Sinh ngươi liền kêu ta tên chữ đi, ngươi cứu ta một mạng, cho nên không cần như vậy không thân thiết. Ta tối nay có thể còn có chút chuyện, vậy thì buổi trưa được rồi. Ta ở phố buôn bán bên kia cùng ngươi cùng sẽ lúc tới, trực tiếp cho ta gọi điện thoại đi.
Được, vậy cứ như vậy đi. Trần Phi cúp điện thoại. Xem ra ngày hôm nay vận khí không tệ à. Trần Phi một bên đắc ý thầm nói, một bên đứng dậy rời đi bàn ăn. Nếu là bữa trưa, vậy lúc này chạy tới cũng không xê xích gì nhiều, dẫu sao từ bên này đến trung tâm thành phố phố buôn bán vẫn là có chút xa, ngồi xe buýt phỏng đoán được nửa giờ, hơn nữa hắn vậy không xe. Nếu không, đi mua chiếc xe chạy. Nghĩ như vậy, Trần Phi đột nhiên có muốn mua xe ý niệm, dẫu sao hắn sau này nếu là thật lâu dài ở tại khách sạn California Garden mà nói, vẫn là mua chiếc xe mới có thể thuận lợi một ít. Thành phố Bắc Sơn Hạ hạt 5 khu 6 huyện, khách sạn California Garden vừa vặn tọa lạc tại nội thành phía tây Ngân Than khu cùng nội thành bên ngoài Mây Rồng huyện tiếp giáp, cho nên nơi này trạm xe buýt chiếc tương đối thiếu, đặc biệt là vào thành phương hướng, cũng chỉ có như vậy 4-5 đường kẻ đường, người rất nhiều, mỗi một cái đường dây trạm xe buýt chiếc đều rất đầy, tự nhiên cũng cho những cái kia người có dụng tâm khác có thể thừa dịp cơ hội. Một chiếc lái về phía trung tâm thành phố người đặc biệt nhiều xe buýt bên trong. Trần Phi mới vừa lên xe, liền thấy một cái kẻ gian mi chuột mặt người thuần thục chen nhập trong đám người. Mà vậy lấm le lấm lét người mục tiêu bất ngờ là một vị quần áo đoan trang, nhưng vẻ mặt phảng phất thiếu phụ. Chỉ gặp hắn đưa tay đưa về phía vị thiếu phụ kia bên hông màu đỏ nhỏ khóa túi, có thể tay hắn mới vừa đưa đến một nửa, thì có một bên những người khác phát hiện, lớn kêu lên, cẩn thận, có kẻ cắp. À, ngươi dám trộm đồ ta. Thiếu phụ này bên mắt vừa thấy, nhất thời nổi giận, giống như một đầu nổi giận sư tử cái, đưa ra nhỏ dài móng tay, ngoan mệnh hướng mắt kiếng nam trên mặt bắt đi. Mà đột nhiên này phát sinh một màn cũng để cho tài xế giật mình, vội vàng dừng xe ở đường xe, quay đầu xem. Ngươi tên này lá gan thật đúng là lớn à, ban ngày ban mặt, lại còn dám ở nơi này trên xe trộm đồ. Đưa hắn đi cục công an. Những người khác vừa nghe đến cái này hai tiếng kêu lên, lập tức biết chuyện gì xảy ra. Lập tức liền có mấy cái tránh nghĩa cảm 10 phần người đứng ra, phải đem cái này người đàn ông thô bỉ đưa đi cục công an đồn công an. Ta xem tên cháu trai nào dám xen vào việc của người khác. Nhưng mà, vậy thô bỉ mặt dỗ nam lại đột nhiên từ trong túi sách móc ra một cái đạn hoàng đao, hung tợn nói, lập tức làm những cái kia đang nghĩa nhân sĩ dừng bước. Rất hiển nhiên. Bọn họ mặc dù trong lòng đều có chút tránh nghĩa cảm, nhưng trước thời hạn vậy vẫn là phải thành lập ở mình trong phạm vi năng lực. Đặc biệt là đây là không muốn vô lại kẻ ác, côn đồ các kẻ, nếu như trên tay không có vũ khí khá tốt, nhưng có vũ khí, thật đúng là làm trong lòng bọn họ mặt vô cùng chột dạ, bị dọa. Ta nói người anh em, người cái này đạn hoàng đao có phải hay không đồ chơi à, làm sao vừa đụng liền cong. Ngay tại lúc này, nguyên bản đứng ở trong đám người Trần Phi chợt hướng tiến một bước, tay phải hóa trưởng, cầm vậy đạn hoàng đao nhẹ nhàng một kéo liền cong, nhất thời làm vậy thô bỉ mặt dỗ mặt chàng trai trợn mắt hốc mồm, mặt đầy cây ết yêu ta sợ, ở trong mắt không kềm hãm được hiện ra vẻ sợ hãi. Đây là hắn lấy ra đồ, dĩ nhiên biết là thật là giả. Dầu gì cái này đạn hoàng đao cũng là kim loại làm đi, lại có thể bị một kéo liền kéo cong, cái này được bao lớn sức lực. Vậy thô bỉ mặt đầy mặt dỗ chàng trai chỉ cảm thấy sau lưng có một cổ khí lạnh ở lê lết thẳng đi lên vọt, hoàn toàn không dám nghĩ. Tiểu tử này. Cùng lúc đó, liền ngồi ở xe buýt nửa sau xếp chỗ ngồi một vị đầu đầy chỉ bạc ông già, thấy Trần Phi xuất thủ một màn kia, lập tức trong mắt đục ngầu hiện ra lau một cái tinh mang. Nguyên lai là đồ chơi à, lại dám hù dọa chúng ta, tự tìm cái chết. Tới, mọi người mau đưa đè lại, đưa đi đồn công an. Nguyên bản những cái kia bị sợ người ở lập tức như ong vỡ tổ xông lên, đem vậy thô bỉ mặt đầy mặt dỗ nam đè xuống đất, một mặt khí phái hô lớn. Bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, lấy là vậy đạn hoàng đao thật sự là đồ chơi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, dứt khoát xuống xe, dù sao cái này đã đến thị khu, xe taxi cái gì cũng rất nhiều, dứt khoát hay là thuê xe đi đi. Mà ở thấy Trần Phi xuống xe sau đó. Vậy đầu đầy chỉ bạc ông già đục ngầu con mắt chớp mắt, lại có thể vậy đứng dậy tới đi theo Trần Phi đi xuống xe buýt. Mặc dù chú ý tới chỉ bạc ông lão cử động, nhưng Trần Phi lại không đem để ở trong lòng, ngay tại ven đường đứng, chuẩn bị đánh một chiếc xe taxi đi phố buôn bán. Chàng trai, người cũng là người có luyện võ đi. Đột nhiên, vậy chỉ bạc ông già cười tủm tỉm đi tới trước nói. Ngài là, Trần Phi dĩ nhiên có chút bất ngờ, không biết đối phương ý gì. Đừng nói trước những thứ này, chúng ta qua bản lĩnh đi tới lui, xem chiêu.
Nhưng mà vậy chỉ bạc ông già nhưng lại có thể trực tiếp ra tay, bàn tay nắm quyền, cả người lại có thể cho người một loại mãnh hổ ra quyền khí thế, quyền lộ cương mãnh, làm liền một mạch, hướng về phía Trần Phi tấn công tới. Bát quái trưởng. Trần Phi ánh mắt híp một cái, không nghĩ tới cái này ông già lại còn là bát quái trưởng truyền nhân, hơn nữa thành tựu không phải chuyện đùa, cương nhu gom lại, tối thiểu đạt tới nhị lưu cao thủ đỉnh cấp tiêu chuẩn. Bất quá, hắn vậy quan sát ra đối phương lưu lại dư lực, cũng không có hạ tử thủ, tùy thời cũng có thể thu ở vậy cổ cương mãnh sức mạnh mà, rất hiển nhiên không có ác ý gì. Hơn phân nửa là trước ở trên xe thấy hắn ra tay, tạm thời kỹ dương, không nhịn được nghĩ muốn so chiêu một chút thức. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong đầu hiện ra trước kia sư phụ hắn nơi nói cho hắn, liên quan tới bát quái trưởng nhất mạch tin tức. Nghe nói, bát quái trưởng tin đồn lai lịch có hai, một là đời Thanh Càn Long trong thời kỳ mới có truyền tập, lúc ấy có Sơn Đông Thọ Trương người mạnh nhị đạt tới xanh tấm trăm lộc, Hà Bắc Sâu huyện người tấm rộng học, Nhiêu Dương người lưu ngọc, Quan huyện người quách lạc mây, từ đảm bảo chiếm cùng tất cả tinh tập bát quái trưởng. Chủ yếu chiêu thức có 24, phân là hơn, trung, hạ cấp 3. Còn như một loại khác giải thích, chính là bát quái trưởng do một đại tông sư Đồng Biển Tứ Xuyên sáng chế. Xuất xứ từ trăm võ thiếu lâm. Không sai, chàng trai nhãn lực không tệ, lão phu cái này chiêu thức chính là bát quái trưởng. Ngươi yên tâm, lão phu chẳng qua là tạm thời có chút kỹ dương, nếu như ngươi không phòng giữ được, ta sẽ lập tức thu tay lại, tuyệt không bị thương đến ngươi. Lão kia người rất hiển nhiên đối với quyền pháp của mình thành tựu rất có lòng tin, lấy một loại trưởng bối tư thái cười nói. Lão gia tử có thể đừng nhận là ngươi nắm chặt phần thắng nha. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, bỗng nhiên ra tay, quyền yếu hình ý, trực hành trực tiến, tẩu diệt đả, đả diệt tẩu. Như hoàng hà chi vỡ đê, cả người ngay tức thì đổi được khí thế uy mãnh, giống như sư hổ. Oanh! Hai người chi quyền đụng nhau, ngay tức thì liền nghe được nặng nề đợt khí nổ vang, chỉ bạc ông già sắc mặt biến, không nghĩ tới Trần Phi lực lượng như vậy đáng sợ. Thân thể ngay tức thì bay rớt ra ngoài, liên tục dừng mấy đá mới dừng lại. Đây là hình ý quyền, còn có minh kính. Không nghĩ tới người còn nhỏ tuổi lại có thể vậy bước vào cảnh giới này. Đứng vững sau đó, vậy chỉ bạc ông già một mặt cây ết yêu ta sợ nhìn Trần Phi, không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy một cái trẻ tuổi, lại có thể tu luyện ra minh kính. Ở hôm nay võ lâm, cao thủ mạnh yếu từ yếu đến mạnh theo thứ tự là, bất nhập lưu, tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ. Nhất lưu cao thủ, tiên thiên. Mà mặc dù đẳng cấp phân chia là như vậy, nhưng trên thực tế, toàn bộ quốc nội võ lâm, trừ những cái kia nội tình thâm hậu đến không cách nào tưởng tượng cổ võ thế gia, truyền thừa mấy trăm năm, những thứ khác đừng nói là tiên thiên, coi như là nhất lưu cao thủ một cái tỉnh phỏng đoán vậy không tìm ra nhiều ít tới, chân thực quá khó khăn. Thậm chí liền chính hắn, 8 tuổi tập võ, 12 tuổi bái nhập danh sư môn hạ, cho tới bây giờ vội vã một giáp. Vậy cũng chỉ là cái nhị lưu cao thủ đỉnh cấp mà thôi, dừng bước nơi này cũng sắp 20 năm, tích lũy lâu ngày, không được tiến thêm. Nhưng bây giờ, chính là một cái hơn 20 tuổi chàng trai nhưng lại có thể và hắn cái lão gia hỏa này đạt tới giống nhau cao độ, nhị lưu cao thủ đỉnh cấp, cái này tại sao có thể để cho hắn không cây ết yêu ta sợ. Phải chăng có minh kính, là dùng để cân nhắc nhị lưu cao thủ ký hiệu, phải chăng có ám kình, là dùng để cân nhắc nhất lưu cao thủ biểu hiện. Nhóc. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào, đến từ các môn các phái. Vậy chỉ bạc ông già nội tâm ôm vô cùng cây ết yêu ta sợ cùng kính sợ trong lòng, trong mắt đục ngầu nhìn Trần Phi, thận trọng mở miệng nói. Đến bây giờ, hắn dĩ nhiên không dám lại gọi Trần Phi là chàng trai, mà là lấy ngang vai vế gọi, dù sao đối phương có thực lực chút nào không kém hắn, hơn nữa, tuổi tác còn nhỏ như vậy, tiềm lực to lớn. Lão gia tử khách khí, ta kêu Trần Phi. Còn như sư môn nơi nào, liền bất tiện tiết lộ, xin thông cảm. Trần Phi mở miệng cười. Hắn là nói thật, mặc dù sư phụ hắn hôm nay đã thành tiên thiên cao thủ, hơn nữa hơn phân nửa lai lịch không nhỏ, nhưng hắn bây giờ đã thuộc về ẩn cư lánh đời trong trạng thái, tự nhiên cũng sẽ không liền tiết lộ. Là đồng mỗ mạo muội. Vậy chỉ bạc ông già thở một hơi thật dài, nhìn Trần Phi nói, Trần đạo hữu, tức gặp nhau, tức là có duyên phận. Nếu không bây giờ buổi trưa ngươi liền đến ta vậy đi ngồi một chút. Đúng lúc ta vậy mấy cái không ra hồn hậu bối đều ở đây, ta đem bọn họ giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Trần Phi nghe vậy ánh mắt híp một cái, đối phương khi biết rõ thực lực mình dưới tình huống, lại còn nói ra những lời này, rất hiển nhiên,
hắn trong miệng vậy mấy cái không ra hồn hậu bối, tự nhiên không phải thật không ra hồn, mà là hơn phân nửa lẫn vào rất tốt, có cực lớn năng lượng. Bất quá, hắn đi theo vẫn lắc đầu một cái, hướng về phía đối phương cười cười, đồng lão gia tử khách khí, không quá ta buổi trưa hôm nay còn có việc, lần sau đi. Nói xong, vừa vặn có chiếc xe taxi ngừng ở trên đường, Trần Phi liền hướng hắn phất phất tay, lên xe rời đi. Nếu Trần đạo hữu bất tiện, vậy thì thật là đáng tiếc, lần sau đi, Trần đạo hữu tạm biệt. Nếu Trần Phi đều như vậy nói đến, vậy chỉ bạc ông già tự nhiên không tốt nói sau những thứ khác, một mặt đáng tiếc cùng Trần Phi tạm biệt. Hư, quên lưu số điện thoại của hắn. Coi như sau đó một khắc, chỉ bạc ông già đột nhiên kêu to một tiếng nói, vô cùng buồn bực, nguyên lai, hắn mới vừa rồi quên lưu lại Trần Phi số điện thoại. Mặc dù hắn đã biết Trần Phi tên chữ, nhưng mà, cái này thành phố Bắc Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bằng vào một cái tên, làm sao có thể tìm được. Ai, thật là lão hồ đồ, lại có thể liền loại chuyện này cũng có thể quên mất, xem ra chỉ có thể sẽ đi để cho Văn Thành giúp ta nghĩ một chút biện pháp, chẳng qua là ở hắn cùng thành phố Châu, quản đạt được bên này sao. Ai, không được, nếu là vị kia Trần đạo hữu không thích có người loạn làm động tác nhỏ, bị hắn phát hiện. Đây chẳng phải là phiền toái hơn, ai, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, nên làm cái gì tốt đây? Vậy chỉ bạc ông già một mặt buồn bực lẩm bẩm, vậy gọi một chiếc xe taxi, rời đi. Bên kia, Trần Phi đón xe đi tới phố buôn bán, liền móc ra điện thoại di động cho Mộ Dung San gọi điện thoại, này, Mộ Dung San sao? Là ta, Trần Phi, ta đã đến. À, ngươi đã đến sao? Vậy ngươi ở đó hơi cùng ta một chút, ta lập tức tới ngay. Từ điện thoại bên kia truyền tới đối phương như chuông bạc nhu mì thanh, rồi sau đó, điện thoại bị Mộ Dung San cúp. Như vậy, Trần Phi đại khái ở buôn bán giới đại khái đợi 7-8 phút, đột nhiên thấy một vị bụng phệ người trung niên ôm một vị thân mặc màu đen lụa mỏng, vê lĩnh mở miệng tay ngắn, thân dưới mặc trước một cái cực ngắn quần sót, vóc người vô cùng là cay nở nang người đẹp ngực lớn rêu rao khắp thành phố, mặt đầy đắc ý, hưởng thụ mọi người ánh mắt hâm mộ. Rất hiển nhiên. Đây cũng là vừa ra người có tiền mang lẳng lơ tiểu tam tới đi dạo phố một vỡ tuồng. Không thể không nói, phụ nữ kia mặc dù mặt dáng dấp không được, nhưng vóc người nhưng quả thật có thể cho hết sức tám phân, hết sức có liêu, nóng cực kỳ, một mặt cao ngạo giống như thiên nga trắng giống vậy dáng vẻ. Chỉ có ở đó bụng phệ người trung niên ở nàng thân thể mềm mại lên dở thủ đoạn, vuốt ve tác quái lúc này nàng mới có thể lộ ra một mặt lấy lòng hình dáng, ở đó bụng phệ người trung niên bên tai hờn dỗi. Xí, thật là bắp cải ngon lại bị heo cùng, làm bậy à. Một bên có học sinh đau lòng ôm đầu lẩm bẩm. Hiển nhiên, đối với như vậy một cái đại mỹ nữ, lại bị một cái bụng phệ người trung niên bao nuôi sự thật này cảm thấy căm giận, thật ra thì chính là không ăn được nho nói nho chua. Hừ, các người hai cái ở đó lẩm bẩm cái gì? Đừng lấy là ta không có nghe gặp, tuổi không lớn lắm, miệng ngược lại là gắng gượng đem chưa vững. Hai người ở đâu đi học? Có phải hay không lão sư không dạy tốt, còn cần ta thay hắn lại đóng dậy một chút. Có thể vậy bụng phệ người trung niên lại có thể nghe được, một mặt không khách khí đi tới, đổ ập xuống chính là mắng một trận. Trần Phi tự nhiên vậy đi theo xui xẻo, bị cho rằng là vậy nhiều miệng học sinh bạn học, vậy đi theo gặp ương. Xin lỗi, chuyện này và ta không quan hệ, ta cũng không nhận ra hắn. Thấy tình cảnh này, Trần Phi mở miệng như thế, muốn nói cho đối phương biết liên quan hắn chuyện. Ngươi làm sao nói chuyện, tuổi quá trẻ còn biết đầy trách nhiệm. Ngươi có biết đứng ở ngươi trước mặt vị này là ai? Hắn nhưng mà Minh Huy khu cục giáo dục Uông cục trưởng, ngươi lại vô lễ như vậy, có được hay không cục trưởng hắn có thể để cho ngươi lập tức cút ra khỏi trường học, không tốt nghiệp. Vậy bụng phệ người trung niên không lên tiếng, một bên vậy vóc người nóng bỏng cô gái nhưng mắng lên, một bộ cáo mượn oai hùng kinh tởm mặt mũi. Vị bạn học này, ngươi là trường học nào? Tuổi quá trẻ liền học đầy trách nhiệm, làm liền làm, đừng sợ thừa nhận sai lầm, ngươi xem cái này bạn học nhiều chính xác, biết sâu sắc biết, kiểm điểm mình sai lầm, biết sai có thể thay đổi thiện cực lớn yên. Lúc này mới tốt bạn học mà, vậy bụng phệ người trung niên nghe được bên người bạn gái thổi nâng, cùng với lời kia ở giữa sùng bái, lập tức tung bay lâng lâng, bày ra một bộ cục giáo dục lãnh đạo dáng điệu, giáo dục Trần Phi. Còn như hắn trong miệng tốt bạn học. Dĩ nhiên là vị kia trước miệng thúi người. Làm hắn vừa nghe đến cái này bụng phệ người trung niên lại là Minh Huy khu cục giáo dục cục trưởng lúc này lập tức hù được chân mềm nhún, vội vàng xin lỗi.
Thành phố Bắc Sơn trung tâm thành phố có 3 đại khu theo thứ tự là Minh Huy Khu, Ngân Than Khu, Kim Lương Khu. Mà Minh Huy Khu chính là hắn liền học đại học chỗ. Nghe được bụng phệ người trung niên như vậy giọng quan vị 10 phần, cao cao tại thượng cục giáo dục lãnh đạo dạy bảo người dáng điệu, Trần Phi thật sự là không chịu nổi, hướng về phía đối phương mặt lạnh nói, đầu tiên, ta không phải học sinh, ta ở cũng đã tốt nghiệp, cho nên xin khuyên lão nhân ra ngươi đừng ở ta trước mặt bày ra ngươi bộ kia người lãnh đạo dáng điệu, ta không ăn ngươi cái này bộ. Còn có, Trần Phi đưa mắt quét về phía ánh mắt kia vừa được chán đỉnh, bầu trời vóc người bốc lửa người phụ nữ, khóe miệng phẩy một cái, khinh thường mở miệng nói còn có liền loại này khủng long. Nàng lớn lên xấu xí không phải ngươi sai, có thể lớn lên xấu xí ngươi còn muốn mang nàng đi ra khắp nơi loạn hoảng, đây chính là ngươi sai rồi. Lão nhân gia ngươi giàu gì cũng là vị cục giáo dục cục trưởng phải không? Mặc dù là một khu cấp, nhưng vậy được ánh mắt thả cao điểm, không phụ lòng mình thân phận à. Ngươi nhìn mặt mũi này, tấm tắc. Hắn lời kế tiếp mặc dù vừa nói ra miệng, thế nhưng trong lời nói không chút nào che giấu giọng, đã hoàn toàn là trần truồng biểu hiện ra, làm vậy bụng phệ người trung niên hơi biến sắc mặt, vậy làm vậy vóc người bốc lửa cô gái dựng lông tóc. Chỉ gặp hắn mặt đầy tức giận, phản thần tương cơ, cái gì? Ngươi nói ta lớn lên xấu xí, ta xem ngươi mới thật sự là mắt bị mù, thúi trai tơ, mở to mắt chó của ngươi tình xem, chung quanh đây, còn có so ta đẹp hơn, vóc người tốt hơn, càng có vị phụ nữ sao? Uông cục trưởng, ngươi xem, hắn khi dễ ta, hu hu. Vừa gặp ngực mình vóc người bốc lửa cô gái hướng về phía mình nũng nịu, vậy uông cục trưởng lập tức bày ra một bộ nghiêm cẩn dáng điệu, sắc mặt uy nghiêm, thì phải hướng Trần Phi làm khó dễ, vị bạn học này. Trần tiên sinh, là ngươi sao? Xin lỗi để cho ngươi ở nơi này đợi lâu, chúng ta đi ăn cái gì đi? Đột nhiên, một đạo như chuông bạc mềm non thanh âm vang lên, toàn trường tất cả mọi người ngây ngẩn. Chỉ gặp tất cả mọi người ánh mắt đều bị từ cách đó không xa chậm rãi mà đến một đạo xinh đẹp ảnh hấp dẫn ở. Ăn mặc một đôi tỏa sáng lấp lánh màu trắng bạc giày cao gót, tu dài, trắng nõn đùi đẹp ở một kiện màu xanh nhạt túi mông quần cụt sửa chữa hạ lộ vẻ được phá lệ động lòng người. Tràn đầy mị lực. Còn có vậy mong mỏng vớ, phủ trên bả vai nhỏ khảm vai, tinh xảo áo lông, đều đưa ngạo nhân của nó dáng người triển hiện rầm rề tẫn trí, hoàn toàn là một loại làm người ta xem sững sốt đẹp, vô cùng động lòng người. Cái này, không. Vậy vóc người bốc lửa cô gái ngay tức thì giống như bị bóp cổ gà mái vậy, nàng thanh âm hơi ngừng. Mới vừa rồi nàng đều còn ở nói khoác mà không biết ngược, nói chung quanh quảng trường không có một người so hắn đẹp hơn. Vóc người tốt hơn, càng có vị phụ nữ, nhưng bây giờ, người đến không biết so nàng đẹp, đẹp nhiều ít lần, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên, chủ yếu nhất là người phụ nữ kia thật giống như còn đang gọi mình lanh mắt, bị nàng gọi chi là trai tơ người. Uông đại cục trưởng, tạm biệt, Trần Phi khóe miệng phẩy một cái, khinh thường hướng vậy sắc mặt tái nhợt vóc người bốc lửa cô gái khiêu khích vậy nhìn lướt qua, rồi sau đó lại gặp thấy hướng đối phương bụng phệ người trung niên nói tạm biệt. Nghênh ngang, lấy một bộ tư thái người thắng đi. Mặc dù hắn hiện nay lấy được tu chân giới cao người truyền người, và trước kia đã lớn không giống nhau, nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng còn là một cái lần đầu rời nhà tranh tuổi trẻ, có chút trẻ tuổi khí thịnh, vậy là bình thường, hụ hụ hụ. Còn nhìn làm gì, chạy nhanh, thấy tình cảnh này, vậy Uông đại cục trưởng lập tức ôm vóc người bốc lửa cô gái áo não đi. San tỷ, người tới. Lúc này, Trần Phi đã đi tới Mộ Dung San trước mặt, nở nụ cười chào hỏi. Không thể không nói, ở hắn trước mắt người phụ nữ này quả thật rất đẹp, hơn nữa còn là cái loại đó chỉ muốn đồ trang sức trang nhã phác họa, thuần thiên nhiên tự nhiên mát mẻ đẹp, làm người ta nhìn chăm chú. Vừa nghe gặp Trần Phi kêu mình San tỷ, Mộ Dung San không biết tại sao, sắc mặt ửng đỏ, nhưng cũng không có phản đối, hướng về phía Trần Phi khách khí mở miệng cười nói, Trần tiên sinh, ngày đó thật là đa tạ ngươi. Nếu như không phải là bởi vì là ngươi mà nói, ta có thể cũng sẽ bị vậy mất khống chế xe đụng bị thương. Đúng rồi, ngươi ngày đó không phải còn bị thương sao? Không sai chứ, rất nghiêm trọng sao? Không có sao, chẳng qua là một chút bị thương ngoài da mà thôi, chính ta là có thể xử lý. Ngươi xem, ta liền đi bệnh viện băng bó cũng không có, lần này ngươi nên yên tâm chứ. Nhắc tới, ngươi ngày đó cho ta 10.000 khối thật là cho nhiều. Trần Phi nói như thế, lại bị Mộ Dung San cắt đứt. Trần tiên sinh ngươi lời này thật là quá khách khí, ngươi ngày đó nhưng mà cứu mạng ta, chính là 10.000 đồng tiền, không?
không coi vào đâu. Mộ Dung San thành khẩn nói. Ngày đó nếu không phải Trần Phi cứu nàng, lấy nàng lúc ấy đang gọi điện thoại, hoàn toàn không biết bất kỳ tình huống gì trạng thái, rất có thể sẽ bị chiếc kia mất khống chế xe đụng lên, đến lúc đó, cũng không phải là chính là 10.000 khối là có thể giải quyết vấn đề. Cho nên, đúng như nàng nói, cái này 10.000 khối thật không coi vào đâu. Đã như vậy mà nói, San tỷ ngươi vậy đừng như thế không thân thiết, liền kêu ta Trần Phi đi, hoặc là Tiểu Phi. Ngươi Trần Tiên Sinh gọi như vậy ta, nói thật, thật không có thói quen. Trần Phi cười nói, hắn quả thật không có thói quen người khác như vậy gọi mình, cảm giác quá kỳ quái. Vậy cũng tốt, vậy ta hay là gọi tên ngươi, Trần Phi đi. Mộ Dung San gật đầu một cái, lần đầu tiên gọi ra Trần Phi tên chữ. Trần Phi, ta đã định xong chỗ ăn cơm, liền ở phụ cận đây, bây giờ thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta bây giờ đi qua đi. Mộ Dung tiếp theo lại mở miệng nói. Ừ, tốt, San tỷ. Trần Phi tự nhiên lên tiếng đáp lại, không có bất kỳ do dự. Mới có thể có như vậy một vị đại mỹ nữ mời hắn ăn cơm, đây chính là những người khác cầu thiên quỳ xuống đất cũng bái không đến chuyện tốt, hắn làm sao biết cự tuyệt đây. Hi hi, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Mộ Dung San mang Trần Phi chỗ đi địa phương, là một kiện tư nhân nhà ăn, tọa lạc tại phồn hoa trung tâm thành phố Kim Dung nhai tầm thường trong góc. Hết sức ưu tính, vậy hết sức cao nhã, hoàn cảnh đối với Trần Phi mà nói rất có sức hấp dẫn, nhưng chẳng biết tại sao, người nhưng gắng gượng thiếu, có chút kỳ quái. Tiểu San, gần đây thật lâu không gặp ngươi tới, bận rộn công việc sao? Một vị hơn 30 tuổi mặt lộ vẻ yêu nhã nụ cười phụ nữ trung niên dẫn bọn họ vào bên trong, cười nói. Đúng vậy đồng tỷ, gần đây chuyện công tác rất bận rộn, người hẳn rõ ràng, ai, thôi. Hôm nay là mang bạn cùng đi ăn một bữa cơm, còn có phòng riêng sao? Mộ Dung San bắt đầu vẫn cười trước, sau đó nhưng không giải thích được thở dài, không muốn nói thêm chuyện công tác. Vậy đồng tỷ nghe vậy lập tức thì im miệng, rõ ràng Mộ Dung San không muốn cùng nàng thảo luận cái đề tài này, rồi sau đó lập tức như không có chuyện gì xảy ra mở miệng cười nói, Tiểu San ngươi tới gắng gượng là lúc này vọng biển thính còn trống không? Trong lúc nói chuyện, nàng ánh mắt còn đang len lén quan sát Trần Phi. Nói thật, Mộ Dung San ở nàng cái này lúc ăn cơm ở giữa đã lâu, nói ít cũng có 2-3 năm, có thể cái này hay là đối phương người thứ nhất mang một người đàn ông tới đây, mặc dù nhìn như không giống cái gì đạt quan quý nhân, hoặc danh môn sau đó, nhưng điều này cũng làm cho nàng hết sức tò mò, sáng rỡ trong con người mang chút mập mờ. Trần Phi, người tới gọi thức ăn đi, tiến vào vọng biển thính sau đó, Mộ Dung San đem thực đơn đưa cho Trần Phi. Tại sao không có giá cả? Trần Phi phát hiện hắn trong tay thực đơn hoàn toàn không có để giá. Món ăn ở đây đều là không có để giá, thống nhất 500 một phần, trên căn bản thường người tới đều biết, cho nên đồng tỷ cũng không có để giá. Mộ Dung San chống cằm, cười nói. Trần Phi sững sốt một chút, thầm nói chẳng lẽ chỗ này liền một phần thức ăn đều là 300. Vậy còn thật là người có tiền ăn địa phương, người bình thường phỏng đoán thật đúng là không ăn nổi. Bất quá! Hắn bây giờ đã sớm không phải ban đầu cái loại đó tâm tính, ở liên tục không ngừng giám đốc tu chân giới cao nhân truyền thừa, cao chí nam quỳ xuống, hoàng phó thị trưởng cầu hắn hỗ trợ cùng những chuyện này sau đó, hắn tâm tính sớm đã có biến hóa vi diệu, ít nhất điểm nhỏ này chiến trận, còn chưa đến nỗi để cho hắn mất đi trận cước, hốt hoảng. Đúng mực. Vậy thì điểm mấy cái này đi. Hắn tiện tay điểm mấy cái tương đối thích hợp thức ăn, liền đem thực đơn đưa trả cho liền Mộ Dung San. Hơn nữa. Hắn cũng cảm thấy được lúc này bầu không khí có chút lúng túng, cho nên tùy tiện tìm một đề tài nói, San tỷ, ngày đó xem ngươi gắng gượng đuổi, sự việc hẳn không trễ nãi đi. Nghe nói như vậy, Mộ Dung San đang lật thực đơn trang tay bỗng nhiên dừng lại, tịnh lệ gương mặt trên hiện ra lau một cái ảm đạm, than khẽ, ủy khuất mở miệng nói, ta ngày đó là đuổi đi chủ trì công ty một khoản sản phẩm mới khai mạc nghi thức, đồng thời muốn tranh thủ một chút, cùng ngoại quốc một nhà nổi danh xa xí phẩm thương hiệu cơ hội hợp tác. Nhưng thất bại. Nhà kia nổi danh xa xí phẩm thương hiệu lựa chọn cùng một công ty khác hợp tác, như quả không ngoài sở liệu, sẽ đem đối với công ty chúng ta lần này đẩy ra sản phẩm mới nguồn tiêu thụ tạo thành đồ sộ đả kích lớn, thậm chí, còn có thể. Nói tới chỗ này nàng đã có chút không nói được, xinh xắn trên mặt không biết lúc nào, thì đã có nước mắt lăn xuống. Vì lần này sản phẩm mới phục làm ra vẻ tuyên bố, nàng không biết cần cù để lại nhiều ít mồ hôi. Bỏ ra nhiều ít ngày đêm,
có thể không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này đụng phải nước ngoài nổi danh xa xí phẩm thương hiệu, tới bọn họ tỉnh Giang Nam đầu tư chuyện này. Dẫu sao nếu như nhà kia xa xí phẩm thương hiệu nghiêm túc nói, bên trong tỉnh mắc tiền lần, tầng thứ người tiêu thụ ánh mắt tất nhiên sẽ hội tụ nơi này, từ đó khinh thường hết các nàng loại này địa phương tự chủ gây dựng sự nghiệp thương hiệu. Hơn nữa, các nàng công ty nguyên bản đối với lần này sản phẩm mới xác định vị trí, cũng là đắt tiền tiêu xài đám người. Nhưng bây giờ bọn họ lại cũng không có thể cạnh tranh được qua nhà kia nước ngoài nổi danh xa xí phẩm thương hiệu, từ đó đối với bọn họ công ty tạo thành đánh vào, không thể nghi ngờ là to lớn, thậm chí có chút không có biện pháp chịu đựng. Nàng mấy ngày nay vậy từng tranh thủ qua, muốn cùng vậy nước ngoài xa xí phẩm thương hiệu đạt thành hợp tác, nhưng mà, cũng không có một ngoại lệ bị cự tuyệt, cho nên mới như vậy ủy khuất. San tỷ ngươi đừng khóc à, thật thật xin lỗi, ngươi nhìn ta phá miệng. Thật là kia bình không đề cập tới mở kia bình. Trần Phi sắc mặt ngay tức thì lúng túng, lời nói không có mạch lạc, không biết nên khuyên như thế nào. Cái chuyện này không liên quan ngươi, ta là mình thất thố, thật là xin lỗi, ngại quá. Ngược lại là vậy Mộ Dung San giờ phút này đã có thể khống chế được mình tâm trạng, ngừng tiếng khóc, ngượng ngùng xin lỗi nói. Ngay vào lúc này, tay nàng xách trong túi xách điện thoại lại đột nhiên vang lên. Ta trước tiếp một chút điện thoại. Lý Ngọc Mẫn, là ngươi, nàng mới vừa tiếp thông điện thoại, sắc mặt nhưng lại có thể lại thay đổi, có chút tái nhợt, có thể vậy trong giọng nói vẫn còn mang một chút xíu không cam lòng cùng tức giận. Tiếp nói chuyện điện thoại xong sau đó, Mộ Dung San hốc mắt ửng đỏ, thất thần trầm mặc rất nhiều, đột nhiên lại gặp nàng chợt ngẩng đầu nhìn Trần Phi, thấp giọng nói, Trần Phi, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Giọng nói kia, thật giống như những lời này là nàng gồ lên dũng khí rất lớn mới nói ra được. Hỗ trợ. Nghe được Mộ Dung San mà nói, Trần Phi lập tức liền ngây ngẩn, bởi vì là hắn từ đối phương thời khắc này diễn cảm, còn có trước gọi điện thoại thời điểm sắc mặt biến hóa, cũng có thể nhìn ra cái này bận bịu, sợ rằng không tốt lắm giúp. San tỷ, chuyện gì? Bất quá hắn vẫn là đắng mở miệng cười, cũng không có lựa chọn tránh. Dẫu sao như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nhân, cộng thêm hắn đối với đối phương ấn tượng cũng không kém, cũng không có cự tuyệt. Ngươi hay là gọi ta San San đi. Nói tới chỗ này lúc này Mộ Dung San sắc mặt đã có chút hồng hồng, mang một phần ngượng ngùng. San San, cái này hai chữ vậy cũng chỉ có và nàng hết sức người thân cận mới có thể gọi, chứ nói chi là nàng giờ phút này còn chủ yếu mời Trần Phi kêu nàng danh tự này. Bất quá, nàng đi theo vẫn là tỉnh táo lại, hướng về phía Trần Phi trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia phức tạp nói, ta nghĩ... Buổi tối mời ngươi lấy ta nam thân phận bạn bè đi tham gia ta một người bạn học party sinh nhật. À, cái gì? San tỷ, San San ngươi muốn ta lấy ngươi nam thân phận bạn bè đi tham gia bạn ngươi party sinh nhật. Trần Phi lập tức ánh mắt cũng trợn tròn. Cái này là ý gì? Đúng vậy, ta muốn mời ngươi giả trang một chút bạn trai ta, giúp ta một chuyện. Trần Phi, ngươi không muốn sao? Mộ Dung San ban đầu còn nói hết sức nhỏ giọng. Nhưng đến phía sau vậy vẫn là có chút bán lẻ. Làm sao, chẳng lẽ giả trang nàng Mộ Dung San bạn trai là một kiện như thế khổ sở sự việc sao? San tỷ, à không đúng, San San, không phải ta không muốn, chẳng qua là ngươi bất giác được ta có chút không thích hợp sao? Trần Phi nhìn lướt qua trên người mình giá rẻ quần áo, có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù mình hôm nay đã xưa không bằng nay, nhưng là... Hắn trong nội tâm dẫu sao còn chỉ là một mới vừa bước vào xã hội tuổi trẻ, ở đối mặt với đối phương như vậy một cái xinh đẹp như hoa, nhiều tiền gương mặt đẹp siêu cấp đại mỹ nữ lúc này hắn vẫn không kềm hãm được có chút tự ti. Còn không có thay đổi tới đây quan niệm. Tại sao không thích hợp, ngươi là giả trang bạn trai ta nói thích hợp liền thích hợp. Mộ Dung San càng nói càng nhỏ thanh, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, bởi vì là nàng phát hiện cái đề tài này đối với nàng tới nói thật có chút mập mờ. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng cho tới bây giờ không có làm ra như thế hoang đường chuyện tới, đây là lần đầu tiên. Trần Phi, ngươi có thể giúp ta một tay sao? Bạn của ta rất ít, trừ ngươi ra, ta đã không nghĩ ra những thứ khác có người nào thích hợp. Nàng vừa xấu hổ nghiêm mặt nói như thế, mặt nhưng càng ngày càng đỏ. Rất hiển nhiên, lấy nàng xuất thủy phù dung xinh đẹp, bên người tuyệt đối không thể nào thiếu thiếu ưu tú người theo đuổi, nhưng không biết tại sao. Nàng đầu óc nhưng không biết cái gì nhớ lại Trần Phi ngày đó cứu nàng một màn kia, thật dày ngực, vừa dày vừa nặng chàng trai hơi thở. Để cho nàng nội tâm không tự chủ được mềm mại điều động một chút, nói ra trái lương tâm nói. Tốt lắm,
chỉ cần San San ngươi đừng chê ta không đủ đẹp trai, không trấn áp được bãi, những thứ khác liền giao cho ta đi. Nghe đến chỗ này, Trần Phi tự nhiên cũng không lý tới do cự tuyệt nữa, trong lời nói mang một loại hào khí can vân. Đúng vậy, hắn hôm nay cũng sớm đã xưa không bằng nay, liền tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam cũng đối với hắn vô cùng kính sợ, vốn là công nhận nhân vật số 4 Hoàng Phó Thị trưởng Hoàng Đào, đều yêu cầu trước hắn hỗ trợ, tự nhiên có tư cách xứng với Mộ Dung San cái này giả trang bạn trai. Cảm ơn ngươi, Trần Phi, thật ra thì, Mộ Dung San lập tức cười, cười hết sức tốt xem. Thật ra thì cái gì? Trần Phi nghi ngờ mở miệng. Thật ra thì, ngươi chỉ cần đem ngươi cái này rối bời tóc lý một lý, đổi lại cả người quần áo, hẳn sẽ không quá xấu xí. Mộ Dung San thật nghiêm túc mở miệng nói. Nào biết Trần Phi nghe vậy sắc mặt ngay tức thì một đắng ép, buồn bực mở miệng nói, ta nói San San, ngươi đây là đang thay đổi pháp nói ta xấu xí sao? Không có, không có, Trần Phi ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cái ý này. Vậy Mộ Dung San lập tức bị Trần Phi đắng ép, tựa như bị siêu cấp đả kích nghiêm trọng tiên đoán lừa, liền liền mắc cỡ đỏ mặt, lúng túng, ngượng ngùng nói xin lỗi. Ai, chọc cười ngươi chơi, ta nào có lái như vậy không dậy nổi đùa giỡn. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lập tức khôi phục bình thường, cười hì hì mở miệng, nào có trước bộ kia chán trường diễn cảm. Mộ Dung San vừa gặp mình bị lừa, lập tức không tự chủ được làm một cái thói quen tính động tác nhỏ, đó chính là gồ lên hai bên miệng. Lớn chừng bàn tay mặt đẹp giống như là một sửng bánh bao nhỏ, bất mãn nói a, ngươi làm sao lừa gạt ta, ngươi thật là xấu a. Trần Phi lập tức bị cảnh tượng này thấy đờ ra, không thể không được, làm vậy Mộ Dung San theo thói quen làm ra sửng bánh bao nhỏ động tác nhỏ lúc này thật sự là manh nán lại, hơn nữa còn là ở nơi này dạng một cái nữ thần trên mình thể hiện ra, lộ vẻ được phá lệ mê người, trực tiếp làm hắn không rời ra ánh mắt. Này! Ngươi như thế trợn mắt nhìn ta làm gì, này, Trần Phi. Mộ Dung San mặt đẹp lại thay đổi đỏ bừng, không hiểu Trần Phi tại sao đột nhiên như thế trực câu câu nhìn hắn, để cho lòng nàng không giải thích được có chút nhỏ hốt hoảng. À, ngạch, không việc gì, ăn cơm đi, ăn cơm. Trần Phi lập tức chột dạ thu hồi ánh mắt, không dám nhìn lại đối phương gương mặt. Vừa vặn, đồng tỷ đẩy xe thức ăn tới đây lên bữa ăn, sẽ để cho hắn vừa vặn nắm cơ hội này xé ra đề tài. Ở có chút lúng túng, cộng thêm nhỏ mập mờ không khí trong, Trần Phi và Mộ Dung San hai người cũng trầm mặc ăn cơm xong. Mà khi bọn hắn cơm nước xong, rời đi nhà này tư nhân nhà ăn sau đó, Mộ Dung San sắc mặt ửng đỏ mang Trần Phi đi tới bãi đậu xe, một chiếc màu xanh da trời Maserati tổng giám đốc xe trước mặt, thấp giọng nhu nhu mở miệng nói, đi thôi, ta mang ngươi đi mua quần áo. À, ngươi nói gì? Trần Phi ré bất ngờ, không có nghe rõ. Ta mang ngươi đi mua quần áo, phụ cận đây vừa vặn lần lượt Cẩm Tú Thiên Thành, đi ngay kia đi. Mộ Dung San bị cái này ré bất ngờ sợ hết hồn, nắm ngực liếc hắn một cái, mất hứng mở miệng nói. Cẩm Tú Thiên Thành, nhưng mà... Trần Phi lần này khổ, hiển nhiên đối phương là nghĩ xong tốt trang điểm mình một chút cái này bạn trai, nhưng mà, có thể hay không đổi một. Có trước lần đó sự việc, hắn dĩ nhiên không muốn lại đi Cẩm Tú Thiên Thành. Đặc biệt là nếu như bị quản lý kia nhận ra nói, cái này có chút không giải thích rõ ràng à. Bất quá, Mộ Dung San thấy được Trần Phi phát khổ sắc mặt nhưng hiểu lầm, nghiêm túc mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, nếu là ta để cho ngươi giả trang bạn trai ta, tự nhiên sẽ không để cho ngươi tốn kém. Sau đó tất cả tiêu xài, ta cũng biết giấy tính tiền, ngươi đừng lo lắng. San San, ta không phải cái ý này. Trần Phi một mặt đắng ép, hắn tự nhiên không phải cái ý này. Được rồi, lên xe đi. Mộ Dung San xoay người trực tiếp ngồi lên nàng xe yêu. Thấy tình cảnh này, Trần Phi tự nhiên cũng không khả năng lại nói nhảm nhiều, đàng hoàng lên xe, màu xanh da trời Maserati tổng giám đốc hướng tập đoàn Thương Hải bên dưới Cẩm Tú Thiên Thành đi tới. Bất quá, Mộ Dung San trong kế hoạch trạm thứ nhất cũng không phải Cẩm Tú Thiên Thành lầu 3 đàn ông chuyên bán, mà là tọa lạc tại đi lầu một tiệm hớt tóc thời thượng thiên tỷ. Đây tuyệt đối là thành phố Bắc Sơn hết sức mắc tiền, hết sức cao cấp, hết sức có phong cách cao cấp tiệm thẩm mỹ một trong, màu lam nhạt hành tây hình cổng hình vòm, nguy nga lộng lẫy nhưng lại không mất thưởng thức mái vòm, cộng thêm luôn luôn xuất hiện ở trước cửa cửa kiếm cửa sổ bên trong thanh tú lệ, cao gầy thẩm mỹ sư, rửa phát nguội, cũng để cho Trần Phi loại này chưa bao giờ bước vào qua người có chút vọng mà thôi bước. Bất quá, ngày hôm nay nếu là Mộ Dung San mang hắn tới, vậy hắn cũng chỉ có nhắm mắt lại.
đem đầu mình phát toàn quyền giao cho một cái nhìn như rất có phạm, rất có mốt hơi thở người trung niên cầm đao, toàn quyền xử lý. Không thể không nói, làm tóc thật sự là một kỹ thuật làm việc, vậy thời gian hết sức tốt thời gian sự việc. Tầm thường nữ sinh nhuộm đầu phát, làm một kiểu tóc, phỏng đoán tùy tùy tiện tiện mấy giờ liền đi qua. Mà bây giờ, Trần Phi một cái người đàn ông, mặc dù tóc hắn thật giống như cũng có như vậy chút hơi có chút dài, có thể cái này hình dáng một làm tới, lại có thể ước chừng để cho hắn ở trên ghế ngồi 2-3 tiếng, cũng là trứng đều tan nát. Bất quá, cần cù bỏ ra vậy mà nói đều là sẽ có hồi báo. Làm hắn rốt cuộc ai qua vậy thợ làm tóc ma chảo, đứng dậy hướng về phía mình mới hình dáng nhiều lúc này hắn bỗng nhiên ngây ngẩn. Đi qua nóng nhuộm sau đó, hơi hiện lên màu nâu. Mạch lạc hết sức rõ ràng tóc làm hắn cả người nhìn như tương đương có khí chất, nhẹ nhàng khoan khoái tinh thần, hoàn mỹ sấn nhờ hắn cái mặt này hình đường danh. Hơn nữa hắn vậy có chừng người cao 1 thước 8, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng trước mắt sáng lên, rõ ràng Trần Phi chỉ cần lại đi đổi một bộ thích hợp quần áo, liền tuyệt đối là đổi một người, và trước kia tầm thường hình dáng có khác nhau trời vực xoay ngược lại biến hóa. San San, người bằng hữu này căn cơ không tệ. Liền liền vậy thấy quen người đẹp anh đẹp trai thiên tỷ tiệm hớt tóc salon ghế thủ lãnh kiểu tóc nhà thiết kế, cũng đối với Trần Phi như vậy khen ngợi, có thể tưởng tượng được, hắn bây giờ biến hóa có bao nhiêu lớn. Đó là đương nhiên, Mộ Dung San hiếm thấy như vậy kiêu ngạo đáp lại một câu, làm nam y phát salon bên trong người quen đều ngẩn ra. Phải biết, Mộ Dung San nhưng mà bọn họ thiên tỷ tiệm hớt tóc salon khách quen, mọi người bình thường cũng đều coi là tương đối quen thuộc. Nơi nào gặp qua như vậy một cái nữ thần phạm gương mặt đẹp lớn người phụ nữ nhỏ như vậy nữ sinh. Mộ Dung San cũng biết tự mình nói sai bảo, vội vàng kéo Trần Phi chạy như bay ra tiệm hớt tóc salon, lại đi cầm Tú Thiên Thành lầu 3 đàn ông chuyên khu chọn lựa một cái đắt giá phục làm ra vẻ, lúc này mới có hài lòng đi ra. Trần Phi, người có biết hay không quản lý kia, làm sao ta mới vừa rồi gặp hắn đối với người ánh mắt, có chút kỳ quái. Rời đi cầm Tú Thiên Thành sau đó. Mộ Dung San một bên đi bãi đậu xe đi, một bên tò mò hướng Trần Phi vấn đáp. Không có, San San người sợ rằng cảm giác sai. Trần Phi sắc mặt cổ quái trả lời, trong lòng ngầm nói thật may mới vừa rồi mình động tác mau, đối phương vậy đủ tinh linh, bất quá, bây giờ sợ rằng cũng lộ tẩy. À, phải không, lên xe đi, ta còn cần trở về đổi cả người quần áo, đợi một hồi vậy không sai biệt lắm thời gian có thể đi qua. Mộ Dung San đổ cũng không nghĩ nhiều. Suy nghĩ mở miệng nói. Đi qua bọn họ như thế gặp lại đằng, không sai biệt lắm đều có 3-4 giờ trôi qua, lập tức tới ngay buổi tối thời gian ăn cơm, mặc dù hắn bạn học party sinh nhật là ở 7 giờ rưỡi tối, nhưng cùng nàng trở về đổi thay quần áo, mới đi ra ăn bữa cơm, phỏng đoán cũng chỉ xong hết rồi, cho nên phải được nhanh lên mới được. Nghe được cái này, Trần Phi tự nhiên vậy lanh lẹ lên xe. Dù sao đều đã đáp ứng đối phương. Nàng nói là cái gì, chính là cái đó hả? Người biết nói tiếng Anh sao? Ở trên đường, Mộ Dung San bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Tiếng Anh, không biết. Trần Phi chột dạ trả lời. Mặc dù cái này tiếng Anh đã thành hiện nay sinh viên tốt nghiệp lớp phải học, nhưng ở bọn họ cái loại đó tam lưu đại học sư phạm, thật sẽ nghiêm túc học, phỏng đoán không mấy cái, tự nhiên hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ ra được. Không biết à, vậy thì có chút phiền toái. Đợi một hồi muốn nói cho các nàng biết ngươi là thân phận gì đâu. Ngươi không biết ngoại ngữ, vậy thì không thể làm bộ như là hải quy tinh anh. Mộ Dung San nghẹo đầu lẩm bẩm. Nghe đến chỗ này, Trần Phi nhìn Mộ Dung San một mặt bộ dáng khổ não, không nhịn được mở miệng nói, San San, ngươi cảm thấy bác sĩ như thế nào? Dầu gì hắn bây giờ cũng là vốn là lớn nhất tam giáp cấp bậc bệnh viện phó chủ nhiệm bác sĩ, hơn nữa còn trẻ như vậy, mặc dù trên tay tiền là ít một chút. Nhưng cái thân phận này nói ra, hẳn còn chưa mất mặt đi, tổng vẫn là có không ít người hâm mộ hắn bây giờ. Bác sĩ đương nhiên được rồi, thật ra thì ta thích nhất nghề chính là bác sĩ, bởi vì là bọn họ có thể chữa bệnh cứu người. Bất quá, người cũng không phải là bác sĩ, nói cái này làm gì? Mộ Dung San nghi hoặc nhìn Trần Phi. Nghe được đối phương không tin giọng, Trần Phi buồn bực mở miệng nói, San San, thật ra thì ta vẫn là có thể đóng vai một chút bác sĩ. Có thật không, người có hiểu hay không y học, nếu như bị các nàng phát giác ra được, lộ tẩy, làm thế nào? Mộ Dung San nghe vậy có chút không yên lòng mở miệng nói. Người phải tin tưởng ta mà, ta trước kia vẫn là học qua thời gian rất lâu y thuật,
lắc lư người ngoài nghề còn là không thành vấn đề, một điểm này, ngươi có thể yên tâm. Trần Phi cười nói. Vậy cũng tốt, đợi một hồi bọn họ nếu là hỏi tới nghề nghiệp của ngươi, ngươi liền nói ngươi là bác sĩ. Mộ Dung San nhỏ giọng nói. Đi theo, nàng lái xe đi tới thành phố Bắc Sơn Kim Lương khu nổi danh giá cao xa xỉ tiểu khu, đi về nhà đổi lại một cái mốt màu trắng nhỏ khảm vai, màu vàng nhạt trong quần, hắn đầu gối mà lên tà áo, bao quanh nàng cặp kia cao ngất, thon dài trắng nõn chân ngọc, toàn bộ cao nhân dáng người biểu dương rầm rề tẫn trí, hơn nữa. Lung linh trong nhưng cũng không phải là tao nhã, hấp dẫn mà không phải là quyến rũ, rất mê người. Hơn nữa nàng còn tận lực ở trên môi bôi một ít cạn màu tím môi cao, xinh đẹp trên lỗ tai treo hai đứa nhỏ đúng dịp thủy tinh bông tai, mát mẻ động lòng người. Đi thôi, ta mang ngươi đã qua. Chuẩn bị xong hết thảy các thứ này sau đó, Mộ Dung San mang hướng nội thành bên ngoài khu biệt thự đi tới. Nàng vậy bạn học cũ party sinh nhật địa điểm cử hành. Chính là ở khu thành phố bên ngoài khu biệt thự bên trong. Ở trên đường, Mộ Dung San tâm trạng bỗng nhiên lại có chút kích động, không nhịn được nói ra một ít liên quan tới nàng vậy bạn học cũ, còn có chính nàng trước kia ở trường học sự việc. Nguyên lai, like, Mộ Dung San trước kia ở lên lúc học đại học từng có một cái rất tốt hơn bạn gái thân, tên là Lý Ngọc Mẫn, người lớn lên rất đẹp, còn là một nhà giàu tiểu thư. Làm một phòng ngủ các nàng đã từng vô cùng hình bóng không rời. Tất cả mọi người đều nhận vì các nàng hết sức tốt hơn, có thể đến cuối cùng, Lý Ngọc Mẫn nhưng ở vụng trộm cho nàng một đao, đoạt đi nàng bạn trai. Nguyên lai Lý Ngọc Mẫn sở dĩ cùng Mộ Dung San như thế tốt hơn, lại là bởi vì là nội tâm cực độ đối phương xinh đẹp, tâm tính vặn vẹo, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn đến gần đối phương, sau đó, cướp đoạt nàng hết thảy tất cả. Thậm chí liền lần này, Mộ Dung San sau khi tốt nghiệp một tay khai sáng được lúc làm ra vẻ thương hiệu công ty. Đè trọng bảo chuẩn bị đẩy ra một loạt nhằm vào đắt tiền tiêu xài đám người sản phẩm mới, nhưng khó hiểu đụng phải nước ngoài nổi danh lúc làm ra vẻ xa xí phẩm thương hiệu tới tỉnh Giang Nam cân nhắc, tìm kiếm hợp tác sự việc, đều là nàng Lý Ngọc Đình một tay giở trò quỷ. Rất hiển nhiên, những chuyện này cũng đối với Mộ Dung San đả kích rất lớn, cho nên nàng mới có thể như vậy tâm trạng mất khống chế, ở Trần Phi trước mặt nói ra những chuyện này. San San, ngươi yên tâm đi, tối hôm nay... Ta sẽ giúp ngươi đem ngươi mặt mũi kiếm lại. Trần Phi cơ hồ có thể nói là cau mày gắng gượng chế, nội tâm vô cùng không hổ thẹn loại đàn bà này. Đa tạ ngươi, Trần Phi. Nghe được Trần Phi mà nói, Mộ Dung San không biết vì sao khó hiểu có chút an lòng, thấp giọng nói. Đêm đến, thành phố Bắc Sơn Hải Giang Khu. Cái này là cả thành phố Bắc Sơn nhất đến gần mẫu sông Hải Giang Khu, cho nên phong cảnh hết sức yêu mỹ, hoàn cảnh xinh đẹp. Từ đó hấp dẫn tới rất nhiều biệt thự sang trọng khu ở chỗ này nhô lên, tấc đất tấc vàng. Nhất là này khu đến gần vùng ven sông một đời, lại là các loại nhà hàng mắc tiền, quán bar, câu lạc bộ nhà giàu nhiều vô số kể, thậm chí còn có du thuyền trú cảng, là thành phố Bắc Sơn ở giữa đêm địa phương náo nhiệt nhất. Mà ở đó Hải Giang khu có 10 phân nổi danh mắc tiền câu lạc bộ, tên là Hào Hưởng, nghe nói chỉ là lệ phí nhập hội liền đạt tới 100.000 tên người tiền. Chớ nói chi là bên trong bộ các loại tiêu xài, đủ để làm người ta vô cùng chắc lưỡi hít hà, có thể nói thành phố Bắc Sơn thậm chí còn chung quanh mấy cái thành phố có ảnh hưởng nhất lực nhân sĩ thành công, nhà giàu xã giao tụ họp nơi. Mà vậy Mộ Dung San bạn học tối nay party sinh nhật chính là ở Hào Hưởng câu lạc bộ lầu 3 cử hành. Nghe nói Hào Hưởng câu lạc bộ có lầu 5, trước 2 lầu không thiết lập hạn chế, nhưng nếu là muốn ở lầu 3 tiêu phí. Tối thiểu cũng phải là Hào Hưởng câu lạc bộ bạc trắng hội viên mới được. Còn như cử hành party sinh nhật, vậy khẳng định phải đem toàn bộ lầu 3 bao tới, phỏng đoán chí ít vậy được hoàng kim cấp bậc hội viên mới có như ảnh hưởng này lực, còn có vậy tiêu xài, nói ít vậy được 7 con số, để cho rất nhiều người bình thường cả đời cũng góp không tới nhiều tiền như vậy. Hào Hưởng cửa câu lạc bộ danh xa vân tập, ví dụ như Jaguar, Lao, Maserati, Porsche, Ferrari đồng giá cách kinh người. Ngày thường ở trên đường chính rất khó nhìn thấy xe ở chỗ này nhưng thành đại lục mặt hàng. Chỉ sợ cũng chỉ có triệu cấp bậc trở lên xe sang, mới có tư cách ở chỗ này hơi hấp dẫn một ít ánh mắt đi. Trách bất đắc dĩ Mộ Dung San thủ hạ lúc công ty thời trang quy mô, vậy vẫn là mua một chiếc giá trị hơn 1 triệu Maserati tổng giám đốc tới chống đỡ mặt mũi, chính là cái đạo lý này. Phàm là làm ăn, cũng không chạy khỏi cửa ải này. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Mộ Dung San từ trên xe bước xuống sau đó, lại có thể mặt đỏ đỏ chủ động vén lên Trần Phi cánh tay.
Trần Phi thấy vậy ngẩn người, lại có thể vậy không tự chủ được sắc mặt có chút ửng đỏ. Hắn cảm giác được Mộ Dung San trên mình đạm nhã mùi thơm, da thịt trắng nõn, còn có vậy mềm mại trước ngực. Hết thảy các thứ này cũng để cho hắn nội tâm không chịu thua kém đông đông nhảy loạn, lúng túng không được. Chúng ta bây giờ là bạn bè trai gái quan hệ, chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ không hoài nghi. Mộ Dung San cũng không biết mình tại sao phải giải thích, dù sao nàng thanh âm rất nhỏ, rất xốp giòn, giống như là gạo nếp như nhau. Ách, được rồi, Trần Phi mới vừa như vậy không khỏi đầu óc vừa nói. Ngay tại lúc này, hào hưởng câu lạc bộ lầu ba đến, thang máy từ từ mở ra, truyền tới tiếng nhạc. Chỉ gặp toàn bộ hào hưởng câu lạc bộ lầu ba hết sức sang trọng, phòng khách kim ngọc điêu khắc, nguy nga lộng lẫy, xa hoa đẹp, cẩm thạch bóng loáng được có thể làm gương theo. Còn có vậy treo ở đỉnh đầu mọi người đắt tiền thủy tinh đèn treo ở trong đại sảnh ương, phát ra ánh sáng sáng chói, tiếng nhạc mềm mại. Mau xem đó không phải là Mộ Dung San sao, trường học chúng ta năm đó hoa khôi trường học. Thật là càng ngày càng đẹp, so với ban đầu thời điểm ở trường học người hấp dẫn hơn nữa. Tại chỗ mọi người con người đều bị Trần Phi còn có Mộ Dung San đến hấp dẫn đi, không chỉ là những cái kia văn chất lịch sự người đàn ông thấy Mộ Dung San thời điểm tươi đẹp, cũng có những cái kia mốt lễ phục dạ hội người đẹp thấy Trần Phi cao lớn dáng người thời điểm trước mắt sáng lên. Ngươi thật đúng là đừng nói, đi qua buổi chiều vậy một phen gian khổ mài sau đó, Trần Phi thật đổi được đẹp trai bức người rất nhiều, làm cho nhiều người đẹp cũng ngạc nhiên mừng rỡ. San San, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Các bạn học đều nói thật muốn niệm tình ngươi, thật may ngươi hôm nay tới, nếu không, mọi người thật là liền phải thất vọng. Ngay tại lúc này, một đạo nũng nịu thanh âm truyền tới, nhưng là một vị ăn mặc màu xanh đậm thấp lĩnh lễ phục dạ hội, chân đạp cá sấu miệng giày cao gót, trên lỗ tai mang lóe sáng vừa thấy cũng biết giá trị không rẻ thủy tinh bông tai, trong tay cầm một khoản đen trắng tương ở giữa in cổ kỳ ký hiệu túi sách người đẹp nhiệt tình tới ôm chầm Mộ Dung San. Không cần phải nói. Đây chính là Mộ Dung San năm đó tự nhận là tốt nhất bạn gái thân, nhưng ở cuối cùng phản bội nàng, đoạt bạn trai nàng đại học bạn học cùng lớp Lý Ngọc Mẫn. Năm đó, nàng mặc dù thành công từ Mộ Dung San trong tay đoạt đi đối phương bạn trai, có thể những năm này đã qua, nàng lại không có tưởng tượng như vậy vui vẻ, bởi vì là năm đó vị kia đa tài lại đẹp trai Mộ Dung San mối tình đầu bạn trai, trên thực tế cũng chính là hướng về phía nàng có tiền, mới phản bội Mộ Dung San. Và nàng ở chung với nhau. Cho nên sau đó các nàng cũng giải tán, cũng không có chung một chỗ bao lâu. Bất quá, rất hiển nhiên, loại này rõ ràng mang kim tiền tính chất cướp đoạt, cũng không thể đủ hiển hiện ra nàng Lý Ngọc Mẫn mị lực, vậy chớ nói chi là có thể chứng minh mình so Mộ Dung San mạnh, cho nên trải qua lâu như vậy, nàng cũng còn là nhớ không quên muốn đả kích Mộ Dung San, thậm chí liền Italy tập đoàn Saint Laurent phó tỉnh Giang Nam thực tập khảo sát. Chuẩn bị tìm kiếm hợp tác, đều là nàng ở biết Mộ Dung San chuẩn bị đẩy ra sản phẩm mới lúc này bỏ ra giá rất lớn mới xúc thành công. Bởi vì là nàng muốn đả kích Mộ Dung San lúc công ty thời trang, để cho nó vì vậy hoàn toàn sụp xuống. Như vậy có thể gặp, người phụ nữ này thật sự là chăm chỉ vô cùng ác độc. Liền bởi vì là Mộ Dung San ở trường học thời đại so nàng đẹp, càng dụ cho người nhìn chăm chú, liền vì vậy ghen tị, tâm tính hoàn toàn vặn vẹo. Thật là để cho người giật mình. Mộ Dung đại mỹ nữ, người có thể muốn chết ta, còn nhớ được ta sao? Ta là tiểu mập à, người vậy thiệt là, từ 5 năm trước mọi người sau khi tốt nghiệp, người liền một lần bạn học tụ họp cũng không có tham gia qua, chúng ta cũng sắp quên người dáng dấp ra sao. Ngay tại lúc này, có 6-7 vị ăn mặc gọn gàng xinh đẹp hơn 20 tuổi người tuổi trẻ tụ tới, một vị trong đó nhìn như có chút mập lùn chàng trai khoa trương kêu to lên, rất hưng phấn. Đi, cho ta đi sang một bên, San San nhưng mà trường học của chúng ta cười nhạo, lớp gì hoa, có biết nói chuyện hay không đâu. Lại có một cái nhìn như thật cao cường tráng, nhắc nhở giống vậy có chút mập chàng trai đem trước người nọ chen ra ngoài, mình chen đến trước mặt tới, hướng về phía Mộ Dung San khoa trương nói, hoa khôi trường học, San San, còn nhớ được ta sao? Ta là đại mập à, chính là 4 năm đại học ngồi ở ngươi phía sau cái đó. Nói xong giang hai cánh tay ra. Các người hai cái mập mạp chết bầm, đi ra. Ai biết Mộ Dung San thật là một cái thân thiết liền ôm Trần Phi cánh tay, hướng về phía cái này hai người chê nói, miệng chê lên tới thành sửng bánh bao nhỏ, các người hai cái mập mạp chết bầm còn dám xuất hiện ở ta trước mặt, các người trước kia thật là không có thật xấu, mỗi ngày giờ học cũng biết làm tóc ta,
hại ta không thể chuyên tâm nghe giảng. Hừ, ngươi không để ý tới các ngươi. Mặc dù Mộ Dung San nói như vậy, nhưng là ai cũng nghe được nàng trong lời nói hưng phấn còn có hôn thân mật. Ban đầu lúc đi học, liền bởi vì làm cho này hai kẻ dở hơi ngày ngày phiền mình, ngày thường ở giữa tăng thêm không thiếu sung sướng, cũng để cho nàng ở đó đoạn không oan uổng nhớ lại trong năm tháng, duy nhất có muốn nhớ lại địa phương. Ở ban đầu, bọn họ quan hệ có thể là đặc biệt tốt. Qua, chẳng lẽ vị này chính là chúng ta Mộ Dung nhiều hoa khôi trường học bạn trai, quả nhiên đẹp trai bức người, so với ta nhỏ hơn mập chỉ kém như vậy một chút xíu. Vậy tiểu mập lại chen tới, khoa trương cười hì hì nói. Đi ngươi, ngươi cũng không đi tiểu xem ngươi vậy xấu xí dạng. Muốn so với, vậy nhất định là so ta đại thù chỉ kém như vậy một chút xíu, ngươi nói đúng không, San San đại mỹ nữ. Vậy đại mập lại cưỡng ép sử dụng võ lực chấn áp tiểu mập, đem hắn chen về sau đi, một mặt khoa trương nói. Được rồi, các người hai cái cũng không ngại San San phiền các người hai cái. Cũng tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy, còn như thế không đứng đắn, và trước kia lúc đi học một cái đức hạnh. Lý Ngọc Mẫn giờ phút này mặc dù trên mặt cười, nhưng trong lòng nàng cũng rất không phải mùi vị. Dứt lời, nàng lại không nhịn được giọng tế đoái đạo, San San, ngươi thật là không có suy nghĩ, còn không mau cho các bạn học giới thiệu một chút ngươi cái này người bạn trai. Vị tiên sinh này, ngươi ánh mắt thật tốt, chúng ta San San nhưng mà đại mỹ nhân, ngươi nếu là muốn nuôi nàng mà nói, có thể phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý nha. Chuẩn bị tâm tư? Cái gì chuẩn bị tâm tư? Rất hiển nhiên, nàng là nhận là Trần Phi không thể nào nuôi nổi Mộ Dung San loại tầng thứ này đại mỹ nữ, cho nên đang thay đổi đúng cách giễu cợt, đồng thời cũng có thể mặt bên nổi bật Mộ Dung San ánh mắt không được, tìm một cái không nuôi nổi mình bạn trai, một lần hành động hai được. Xin lỗi, Lý Tiểu Thư, viên này không cần ngươi bận tâm. Ta là một người trung y, ta cảm thấy ta chắc có năng lực nuôi San San chứ. Trần Phi nhàn nhạt nói. Trung y. Lý Ngọc Mẫn nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh vẻ khinh thường, vô tình hay cố ý giễu cợt nói, nguyên lai tiên sinh ngươi là một vị trung y à? Không biết ở đâu cao tựu, hẳn tiền lương rất thấp chứ? Trung y, hôm nay ở Hoa Hạ đều đã không được, căn bản để cho người xem thường, hơn nữa tiểu tử còn trẻ tuổi như vậy, ha ha, nguyên lai cũng chính là một người bình thường à? Lý Tiểu Thư ngươi là xem thường trung y sao? Trần Phi hơi hí mắt ra nói. Ngược lại cũng không phải xem thường kéo, chỉ phải thì phải bàn về chuyện mà thôi. Trung y vậy cứ như vậy mà thôi. Lý Ngọc Mẫn nghe vậy nhàn nhạt khinh thường nói. À, vậy cứ như vậy giảng. Trịnh thư ký, Tắt Chi tiên sinh, mời, nơi này chính là tiểu nữ cử hành party địa phương. Ngay tại lúc này, một vị trên mặt rõ ràng mang hiến mị vẻ người đàn ông trung niên đang dẫn một vị tóc vàng người ngoại quốc bước vào phòng khách. Sau lưng còn đi theo vô cùng là cả người hắc tây trang, ánh mắt sắc bén người nước ngoài hộ vệ, còn có một vị nước chữ mặt to, mặc Âu phục khí phái người trung niên. Là Tắt Chi tiên sinh tới. Mà ở vừa thấy được vậy đoàn người bước vào phòng khách, Lý Ngọc Mẫn lập tức ánh mắt sáng lên, nhìn không được sẽ cùng Trần Phi, Mộ Dung San các người so đo, sách lễ phục giả hội tà áo vội vã hướng những người đó nghênh đón. Mà còn sót lại mọi người. Tuyệt đại đa số đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Ngọc Mẫn hình bóng. Vào giờ khắc này, vô luận là nàng nhân phẩm biết bao tồi tệ, nhưng bỏ mặc nói thế nào, bọn họ đều là học thiết kế, tự nhiên rõ ràng Tắt Chi tiên sinh là nhân vật nào, đây chính là Italy đương thời kiệt xuất nhất nhà thiết kế một trong, ở quốc tế mốt khoanh đất vị cực cao, sức ảnh hưởng tương đối lớn. Mà nàng lại có thể tự mình đi tiếp đãi cái loại đó nhân vật lớn, thật là quá để cho người hâm mộ. Là bọn họ mấy cái, chỉ có Trần Phi một người sắc mặt là lạ, bởi vì là hắn nếu là không nhận lỗi, tóc vàng kia người ngoại quốc, không phải là ngày đó ở Đại học Bắc Sơn phòng đọc sách đột nhiên cơ tim tắc nghẽn, sau đó bị hắn cứu người kia. Ngày đó mấy người hộ vệ kia còn có cái đó giống như là chính phủ nhân viên làm việc người trung niên cũng đều ở. Italy được gọi là thế giới mốt lãnh vực còn có nghệ thuật văn hóa trước dọc theo, là gửi lực với nghệ thuật sự nghiệp cao nhất cung điện, mốt chi cũng. Có đông đảo tại thế giới được hưởng thịnh dự xa xí phẩm thương hiệu, ví dụ như Saint Laurent, Armani, Gucci, Barolo đợi một chút, ở cả thế giới cũng sức ảnh hưởng cực lớn, đặc biệt là nhằm vào đắt tiền tiêu xài đám người, là bọn họ nhìn chăm chú tiêu điểm. Mà lần này, nếu là không có tập đoàn Saint Laurent không giải thích được đột nhiên tới tỉnh Giang Nam tại hiện trường khảo sát, tìm kiếm hợp tác,
Như vậy Mộ Dung San thủ hạ lúc công ty thời trang lần này đè trọng bảo, đẩy ra nhằm vào đắt tiền đám người một bộ sản phẩm mới, có lẽ còn có thể thành là bọn họ quật khởi bước ngoặt, sản phẩm bán nhiều. Nhưng thực tế nhưng là không có nếu như. Thế giới mốt trước dọc theo chi cũng, Italy Milan cao cấp nhất xa xí phẩm tập đoàn, lại đột nhiên lấy vật khổng lồ thân phận, xông vào Hoa Hạ tỉnh Giang Nam cái này thị trường, tự nhiên lập tức liền đem Mộ Dung San trước khổ tâm tạo tuyên truyền hiệu quả, chả cần cù mồ hôi đánh vào hầu như không còn. Do như trong bão táp thuyền nhỏ, bị tất cả mọi người đều nhận là sẽ chìm ngập, thậm chí, liền liền Mộ Dung San mình cũng mất đi lòng tin. Đây cũng là nàng tối nay đến bây giờ tâm trạng cũng một mực không ổn định, tâm tình rất thấp rơi nguyên nhân. Có lẽ, lại muốn không được bao lâu, nàng những năm này một tay tạo dựng lên, bao hàm nàng vô số tâm huyết, tín niệm lúc công ty thời trang, liền đem sẽ sập tiệm, loãng ra tầm mắt của mọi người liền đi. Chư vị bạn học cũ, xin cho phép ta vinh hạnh giới thiệu cho các ngươi, vị này là đến từ Italy Milan tập đoàn San Laurent Jamio tiên sinh, hắn là Tachi tiên sinh chất tử. Lần này đồng dạng cũng là tới ta tỉnh tại hiện trường khảo sát, tìm kiếm hợp tác. Ngay tại lúc này, vậy Lý Ngọc Mẫn lại có thể lại lần nữa trở về, hơn nữa còn dẫn một vị tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn người nước ngoài, xem người cảm giác hết sức kiêu ngạo, giống như là trong xương hết sức kiêu ngạo vậy. Vị này xinh đẹp nữ sĩ, người tốt, có thể nhận thức một chút sao? Ta là tới từ Italy Jamio, nhà người thật là quá đẹp, cảm ơn Thượng Đế. Vậy tóc vàng mắt xanh Jamio không mặn không lạt hoàn toàn không để mắt đến tại chỗ tất cả những người khác, lại có thể vừa lên tới liền ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Mộ Dung San, ý đồ hiển nhiên. Tại chỗ sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt, bởi vì là bọn họ cũng có thể cảm giác đến cái này Jamio quá trong mắt không người, hoàn toàn khinh thường bọn họ. Bất quá, hắn vậy quả thật có cái này tư cách, phải biết thúc thúc hắn nhưng mà Tachi, vị kia Italy đương thời kiệt xuất nhất nhà thiết kế một trong. Cùng bọn họ hoàn toàn không phải người một cái thế giới. Nhưng mà Mộ Dung San lại không thích cái này người nước ngoài, bởi vì là hắn ánh mắt quá trần truồng, làm người ta chán ghét, hết sức ghét. Ta nói vị này Jamio tiên sinh, ngươi vừa lên tới cứ như vậy nhìn chằm chằm ta bạn gái, có phải hay không có chút quá thất lễ? Ngay tại lúc này, Trần Phi tiến lên một bước mỉm cười nhìn đối phương. Đối phương nếu có thể nói tiếng Trung, vậy muốn đến, cũng hẳn nghe hiểu được mới đúng. Mà ở thấy Trần Phi như vậy cử động, tại chỗ không ít người cũng hơi biến sắc mặt. Một là bởi vì là Trần Phi thân cao mặc dù đủ 1m8, ở trong nước đã coi như là rất tốt, nhưng nếu là và người nước ngoài so, vậy Jamio vừa thấy chí ít đều có 1m90, ước chừng so mọi người cao hơn một cái đầu, thiên nhiên hay yếu thế mấy phần, lộ vẻ được sức chưa đủ. Hai là bởi vì là đối phương lai lịch thực sự quá lớn. Đây chính là Italy đương thời kiệt xuất nhất nhà thiết kế một trong Tachi tiên sinh chất tử, thân phận không phải chuyện đùa, hơn nữa bọn họ lần này vẫn là đại biểu Italy tập đoàn San Laurent tới bọn họ tỉnh Giang Nam, thành phố Bắc Sơn tại hiện trường khảo sát, tìm kiếm hợp tác. Chỉ là hướng về phía một điểm này, những cái kia phụ trách mời chào ngoại thương đầu tư quan viên chính phủ liền tuyệt đối sẽ không để cho những thứ này quý nhân, bị bất kỳ ủy khuất gì. Dẫu sao cái này đầu tư nếu là thật có thể nói tiếp. Đối với bọn họ mà nói, nhất định có thể ở bọn họ tương lai sĩ đồ trong lý lịch tăng thêm vô cùng mắt sáng một khoản, là giá trị kinh người, cũng là bọn họ tương lai bình bộ lên chức, hướng phía trên bò dựa vào, cho nên tuyệt đối với không cho phép có bất kỳ người phá xấu xa. Cho nên vậy Lý Ngọc Mẫn vừa gặp Trần Phi lại dám như vậy Jamio nói chuyện, lập tức sắc mặt thay đổi, hướng về phía Trần Phi giọng hết sức không khách khí nói, Trần tiên sinh, người có biết người đang nói chuyện với ai? Vị này Jamio tiên sinh nhưng mà lần này tới ta tỉnh khảo sát đầu tư nặng muốn một trong người phụ trách, hắn ý nghĩa thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cuối cùng đánh giá kết quả, người rõ ràng cái này ý vị như thế nào không? Đây chính là một kiện liên quan đến mấy chục triệu thậm chí còn hơn 100 triệu nguyên tiền bạc hợp tác hạng mục, nếu như xảy ra điều gì không may, người gánh vác nổi trách nhiệm này sao? Tập đoàn San Laurent không chỉ là Italy cao cấp xa xí phẩm thương hiệu một trong, trọng yếu hơn chính là... Nó vẫn là thế giới 500 xí nghiệp mạnh một trong, mặc dù hạng gần chót, nhưng đối với chính là một cái thành phố Bắc Sơn mà nói, vẫn là đủ phân lượng, chớ nói chi là lần này liên quan đến hợp tác số tiền vẫn là mấy chục triệu hơn 100 triệu, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng lộ vẻ xúc động. Đặc biệt là Đại Mập Tiểu Mập, hai người bọn họ vốn chính là thân thích, trong nhà làm sự việc vừa vặn và Lý Ngọc Mẫn trong nhà một bộ phận sản nghiệp không sai biệt lắm,
coi là đồng hành, chẳng qua là bất luận vốn và quy mô cũng kém chút, thậm chí vẫn chưa hoàn toàn, không đủ toàn. Hôm nay bọn họ lại nghe đến Lý Ngọc Mẫn nhà quá giang Italy tập đoàn Saint Laurent chiếc này buôn bán cự hạm, sợ rằng phải không được bao lâu, thì sẽ đem nhà bọn họ quăng ra cực xa, ở không cách nào như nhau. Nguyên lai vị này xinh đẹp nữ sĩ là vị tiên sinh này bạn gái ngươi, bất quá, ở chúng ta nước ngoài muốn đến tuân theo chính là người có năng lực, mới có thể có được hết thảy. Đẹp như vậy, xinh đẹp một vị nữ sĩ, ta không biết tiên sinh ngươi, có hay không tư cách có nàng. Nhưng mà vị kia Jamio tiên sinh chẳng qua là lạnh lùng nhìn Trần Phi một cái, nói ra như vậy một phen tiếng nói. Rồi sau đó, hắn liền hoàn toàn không thấy Trần Phi tồn tại, hướng Mộ Dung San Yêu Nhã đưa tay ra, phát ra mời, nữ sĩ xinh đẹp, ngươi là ta lần này đi tới Hoa Hạ đã gặp nhất phụ nữ xinh đẹp, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, mời ngươi nhảy một lần vũ đâu. Vừa gặp Jamio trong miệng lại có thể như vậy thổi nâng Mộ Dung San, Lý Ngọc Mẫn trong lòng ghen tị cũng sắp nổ, nhưng là nàng cũng không dám biểu lộ ra, ngược lại còn phải giúp một tay, cười tủm tỉm nói, San San, Jamio tiên sinh tuổi còn trẻ giống như này còn trẻ có là, người không ngại, suy tính một chút. Cơ hội khó khăn được nha. Lời này vừa nói ra, hắn những người bạn kia cũng sắc mặt đổi được không nhìn khá hơn, cái này là ý gì? Bán mình bạn học cũ sao? Thật là quá đáng xấu hổ. Trần Phi dĩ nhiên vậy sắc mặt ngay tức thì trầm xuống, trong mắt sắc bén lóe lên, ngay trước hắn cái này Mộ Dung San bạn trai mặt, nói ra những lời này được, là thật không đem nó hắn coi vào đâu, nhận là có thể trực tiếp coi thường sao. Xin lỗi, tôn kính Jamio tiên sinh, ta sợ rằng không cách nào cùng ngươi khiêu vũ, bởi vì là ta có bạn trai, hắn mới là ta bạn nhảy. Ngay vào lúc này, Mộ Dung San đột nhiên mở miệng như thế, ôm chặt Trần Phi cánh tay, cúi đầu. Nhỏ giọng mở miệng nói. Vậy Jamio sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Mộ Dung San lại có thể như vậy không tán thưởng, lại có thể sẽ ở như vậy trước công chúng, nhiều người như vậy nhìn chăm chú dưới cự tuyệt hắn, đây là đang hắn xem thường hắn Jamio sao? Hiện trường bầu không khí ngay tức thì lạnh xuống, đặc biệt là vậy Jamio yên lặng, làm tất cả mọi người tại chỗ, đặc biệt là Lý Ngọc Mẫn trong lòng trực đả cổ. Nàng dĩ nhiên rất rõ ràng, chuyện lần này tuyệt không phải bởi vì nhà nàng năng lượng lớn, mới liên lạc với tập đoàn Saint Laurent tới Hoa Hạ, tới tỉnh Giang Nam, mà là bởi vì là đơn thuần trùng hợp. Cho nên nàng phải vững vàng bắt cơ hội lần này, nếu không, nhà bọn họ thì sẽ mất đi bay lên quật khởi cơ hội. Nghĩ đến đây, nàng hung hăng cắn răng một cái, đi theo tiến tới Jamio bên tai nhỏ giọng nói đôi câu, người sau nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút. Rồi sau đó đường cong minh khoái trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn nụ cười, xoay người hướng về phía Mộ Dung San cân nhắc nói, vị này nữ sĩ xinh đẹp, nghe Lý Tiểu Thư nói, thủ hạ ngươi lúc công ty thời trang tựa hồ cố ý cùng ta vòng tập đoàn Saint Laurent hợp tác. Lời vừa nói ra, Mộ Dung San sắc mặt biến, mê người môi cắn chặt chẽ, không nghĩ tới đối phương như thế chăng cần thể diện, lại có thể cầm ra chuyện như vậy uy hát yêu ta nàng. Jamio tiên sinh, người ý của lời này. Là đang uy hát yêu ta San San. Còn không chờ đến Mộ Dung San mở miệng, bên tai vang lên Trần Phi không mặn không lạt thanh âm. Vậy Jamio ánh mắt khẽ run, nghiêng đầu đối mặt Trần Phi ánh mắt, lại có thể từ trong tựa như cảm thấy một cổ lộ ra để cho hắn tâm hàn lạnh như băng, làm hắn không nhịn được lui về sau một bước. Bất quá đi theo, hắn nhưng mặt liền biến sắc, bởi vì là hắn cảm giác được mình lại có thể bị địa phương ánh mắt dọa lui, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Để cho hắn cảm thấy xấu hổ. Người Trung Quốc các ngươi tư chất thật chưa ra hình dáng gì. Xin lỗi, ta phát biểu tương đối trực tiếp, không quá ta quả thật nói đúng các người một người trong đó, rõ ràng lấy mình thân phận không xứng với đẹp như vậy nữ sĩ, nhưng hết lần này tới lần khác không hiểu được từ mình tầng thứ. Dùng người Trung Quốc các ngươi nói mà nói, chính là không biết tự lượng sức mình. Hoặc giả là bởi vì là mình lại có thể bị Trần Phi ánh mắt hù dọa, Jamio sắc mặt 10 phần âm trầm. Lạnh lùng mở miệng nói, không chút kiêng kỵ. Hắn đi theo mình thúc thúc, cùng với tập đoàn Saint Laurent những thứ khác khảo sát đoàn thành viên đã tới Hoa Hạ có một đạo thời gian, bởi vì là thân phận duyên cớ, rất nhiều Hoa Hạ thương nhân thậm chí còn quan viên cũng đối với bọn họ rất khách khí, thậm chí có cái đừng gần như Azure, cái này thì để cho hắn sinh ra hôm nay loại này kiêu ngạo, nhận là mình so người Hoa cao hơn nhất đẳng, từ trong xương xem thường. Nhưng không nghĩ tới tối nay hắn lại còn không một cái mình chung ý nữ nhân Trung Quốc cự tuyệt. Cái này làm cho hắn làm sao không tức não. Phải biết ở trước kia,
chỉ cần là hắn Jamio coi trọng nữ nhân Trung Quốc, tuyệt đại đa số cũng sẽ tự mình ngoan ngoãn nhớ nhung trong lòng, cho dù là có cái khác ngoại lệ, cũng sẽ bị những cái kia Trung Quốc thương nhân cùng với quan viên làm thông công tác tư tưởng, nơi nào sẽ như vậy mất công. Nghĩ đến đây, Jamio dứt khoát vậy lười được đang duy trì trước khi ưu nhã, trực tiếp xé rách ra mặt, hướng về phía Mộ Dung San cười lạnh nói, vị này xinh đẹp Trung Quốc nữ sĩ, ta khuyên người nghĩ rõ ràng, ta trong tay tùy thời cũng có phá hủy ngươi trong tay nhà kia cái gọi là lúc công ty thời trang quyền lợi, đừng đến lúc đó phá sản mới đến tìm ta, khi đó, sợ rằng ta đã trở về Italy. Nói xong câu này nói, hắn rất tiêu sái xoay người rời đi, bởi vì là hắn rất khẳng định người phụ nữ kia tuyệt đối sẽ đuổi theo cầu hắn, buổi tối đàng hoàng nằm ở trên giường của hắn, mặc hắn xoa nặn, ha ha. Tắt chi vậy mập người ngoại quốc mới có thể có ngươi như vậy cháu, thật là bất hạnh à. Nhưng vào lúc này, một đôi do như thiết cô lớn như vậy tay chợt đem hắn cổ từ phía sau bóp, làm hắn ánh mắt trợn to, tựa như cũng nhanh muốn hít thở không thông, hơn nữa hắn khá tốt giống như căn bản cũng không có một chút lực lượng phản kháng, và Trần Phi so với, hoàn toàn không phải là đối thủ. Trần Phi, ngươi làm gì? Mau dừng tay, Mộ Dung San sắc mặt hết sức khẩn cấp, nàng sợ Trần Phi xảy ra chuyện.